ai đều không phải người ngu, Hứa Thuần Lương đến bệnh truyền nhiễm trong khoảng thời gian này sở tác sở vi mỗi người đều thấy phi thường rõ ràng, liền Nhạc Tinh tập đoàn như thế một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn đều bị hắn làm cho đầy bụi đất, bọn hắn ai còn đủ phân lượng cùng Hứa Thuần Lương vật tay tử. Hiện tại mỗi người đều rõ ràng, bệnh truyền nhiễm viện mới viện tương lai có thể hay không thuận lợi kiến thiết, nhân vật mấu chốt chính là Hứa Thuần Lương, phóng nhãn bọn hắn bệnh truyền nhiễm viện, ai cũng không có năng lực như thế. Người đứng đầu Uông Kiến Minh đã minh xác tỏ thái độ, trong thành phố ủng hộ Đông Châu thị bệnh truyền nhiễm viện mới viện kiến thiết, mặc dù không nói tận hết sức lực bốn chữ này, nhưng là ủng hộ liền đại biểu cho phê cho bọn hắn kiến thiết dùng sẽ không tái sinh khó khăn trắc trở. Trên mặt đất khối thuộc về vấn đề minh xác về sau, Nam Giang Ngân hàng tại Hình Vĩnh Tiến trợ lực dưới, cho vay cơ bản đã chứng thực, có thể nói bệnh truyền nhiễm viện mới viện đồng thời công trình kiến thiết không tồn tại bất kỳ chướng ngại, mở công đã tại đếm ngược. Ai sẽ ngay tại lúc này làm Hứa Thuần Lương, ai liền có thể trở thành bệnh truyền nhiễm viện công địch. Tôn Vi Dân ở trong lòng tiến hành một phen cân nhắc, tập thể lợi ích cao hơn hết thảy, đừng nói chuyện lần này cho nên đã được đến giải thích hợp lý. Coi như Hứa Thuần Lương xe buýt tư dụng thì thế nào? Đơn vị nào không có cái này trồng hiện tượng, cũng không thể bởi vì chuyện nhỏ này liền đem một cái có người có bản lĩnh cho đuổi đi. Liền sợ đuổi không đi người ta, mình còn mũi dính đầy cho. Nhưng không phải mỗi người đều nghĩ như vậy, tiêu hóa khoa chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô chính là trong đó một cái, hắn cũng ở tại ẩn hồ quan để, Hứa Thuần Lương lái xe tiến về Tiếu Thành đêm hôm đó, Lương Nghiễm Tô vừa vặn tại cửa tiểu khu tán bước. Nhìn thấy đơn vị kia chiếc Audi A6 từ khu biệt thự lái ra đến, ra ngoài hiếu kỳ nhìn thoáng qua, nhìn thấy phụ xe ngồi một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nghe nói Hứa Thuần Lương xe ngày thứ hai xảy ra sự cố, Lương Nghiễm Tô liền có thêm cái tâm nhãn, hắn cùng tiểu khu công nghiệp quản lý quan hệ không tệ, tự mình điều ra chiếc xe kia ra xe thu hình lại, có thể rõ ràng xem đến Hứa Thuần Lương cùng trong xe nữ nhân cười cười nói cùng rời đi. Trong xe nữ nhân khẳng định không phải bọn hắn bệnh viện. Lương Nghiễm Tô dùng di động ghi chép một đoạn cầm đoạn này thu hình lại đi tìm Tôn Vi Dân. Tôn Vi Dân căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ khuyên nhủ Lương Nghiễm Tô không muốn đối với chuyện này làm văn chương, hắn biết Lương Nghiễm Tô hận Hứa Thuần Lương, nhưng là chỉ bằng đoạn này thu hình lại nói rõ không là cái gì vấn đề, mà lại hắn cũng không thích Lương Nghiễm Tô, lần trước Lương Nghiễm Tô bị Hứa Thuần Lương làm cho đầy bụi đất, toàn bộ bệnh viện đều biết Lương Nghiễm Tô màu xám thu nhập không ít. Lương Nghiễm Tô sau đó còn chuyên môn đi phối hợp ban ngành liên quan bàn giao một chút tình huống. Nghe nói chủ động nộp lên trên một bộ phận màu xám thu nhập. Chữa bệnh hệ thống đối loại hành vi này tổng thể tới nói vẫn tương đối tha thứ, chỉ cần có thể chủ động nộp lên trên phi pháp thu nhập, trên cơ bản không thâm nhập truy cứu. Mặc dù không rõ ràng Lương Nghiễm Tô thượng chức cụ thể số lượng, nhưng từ hắn gần nhất tinh thần sa sút cảm xúc đến xem, hắn khẳng định tổn thất nặng nề. Trải qua chuyện lần này Lương Nghiễm Tô tại bệnh viện thanh danh lớn thụ ảnh hưởng, mấu chốt là hắn đối phòng thuộc hạ phi thường hà khắc, dược phẩm trích phần trăm hơn phân nửa đều bị chính hắn độc chiếm, sự tình bộc lộ về sau, tiêu hóa khoa toàn thể bác sĩ đối vị chủ nhiệm này đều sinh ra cùng chung mối thù chi tâm, bọn hắn liên hợp hướng bệnh viện phản ứng tình huống. Thỉnh cầu bệnh viện nghiêm túc xử lý cũng thay đổi phòng chủ nhiệm. Chúng bạn xa lánh Lương Nghiễm Tô cũng phi thường minh bạch tại Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện đã không có nơi sống yên ổn. Hắn đã thỏa đàm Phương Nam một nhà bệnh viện, chuẩn bị từ chức tiến về, hắn nhận là mình bây giờ khốn cảnh tất cả đều là Hứa Thuần Lương tạo thành, đã làm xong từ chức quyết định, hắn tại trước khi đi đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này quay giáo một kích cơ hội. Lương Nghiễm Tô từ Tôn Vi Dân nơi này cũng không có đạt được muốn công đạo, tức giận biểu thị nếu như trong nội viện không xử lý chuyện này, hắn sẽ lên báo cục vệ sinh, vệ kiện ủy, nói tóm lại. Hắn là không cách nào dễ dàng tha thứ loại này công xe tư dụng cho đơn vị tạo thành tổn thất trọng đại hành vi. Tôn Vi Dân cũng không thích Lương Nghiễm Tô người này, uyển chuyển nhắc nhở Lương Nghiễm Tô, lão Lương, chuyện này chúng ta đã điều tra rõ ràng, Hứa Thuần Lương đích thật là gia công sai, về phần hắn trên xe có ai. Cũng không phải là bọn ta phạm vi quản hạt, cũng cùng chuyện lần này cho nên không có tất nhiên liên hệ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đem ảnh hưởng khuếch đại. Tôn Vi Dân thuyết phục cũng không có khởi đến bất kỳ tác dụng gì, Lương Nghiễm Tô cho rằng bọn họ sở dĩ nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ là sợ hãi gánh chịu tương quan quản lý trách nhiệm. Lương Nghiễm Tô nói, Tôn Bí Thư, từ khi Hứa Thuần Lương trưởng quản xe nhỏ ban, cái này chiếc Audi A6 liền thành hắn xe cá nhân, đây chính là điển hình xe buýt tư dụng, hắn có tư cách gì để chúng ta toàn viện công nhân viên chức vì hắn bản thân chi tư tính tiền. Tôn Vi Dân biết Lương Nghiễm Tô là cái cưỡng đầu. Vốn cho rằng lần trước Hứa Thuần Lương cho hắn giáo huấn đã đầy đủ khắc sâu, thật không nghĩ đến hắn một mực tại tìm kiếm trả thù cơ hội, bình tĩnh mà xem xét,
Tôn Vi Dân căn bản không coi trọng Lương Nhiễm Tô, con hàng này thật không có tự mình hiểu lấy, mình một thân mau bệnh, đừng tưởng rằng giao nộp bộ phận màu xám thu nhập liền không sao, tấm kia giao nộp bằng chứng cũng không phải là miễn tử kim bài, người nào ngươi không dễ trêu chọc, không phải đi trêu chọc Hứa Thuần Lương. Lương chủ nhiệm A, chúng ta bệnh truyền nhiễm viện là một cái tập thể, hiện tại mọi người nhiệm vụ thiết yếu là phát triển bệnh viện kiến thiết bệnh viện, mà không phải đem tinh lực dùng tại bên trong hao tổn bên trên, cho bệnh viện tạo thành không tốt ảnh hưởng, cũng cho tự thân tạo thành phiền phức. Tôn Vi Dân còn kém đem lời cho nói rõ ràng, người Lương Nhiễm Tô chính mình cũng không sạch sẽ, cũng đừng nghĩ trả thù người khác. Ê! Lương Nhiễm Tô làm sao có thể nghe không ra Tôn Vi Dân nói bóng gió, hắn gật đầu nói, Tôn Bí Thư, ta hiểu được, nguyên tắc vật này cũng là tùy từng người mà khác nhau, được, người coi như ta chưa từng tới. Tôn Vi Dân vốn cho rằng Lương Nhiễm Tô biết khó mà lui, chuyện này như vậy hết hạn, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lương Nhiễm Tô đem cùng hắn đối thoại vụng trộm tiến hành ghi âm, sau đó đưa đến Đông Châu Cục Vệ Sinh, đồng thời hắn hướng 12.388 bình đài báo cáo xe buýt tư dụng dẫn đến sự cố vấn đề. Tại chỗ xã hội phổ biến tồn tại một cái dân bất lực quan không truy xét quy tắc ngầm, nếu như Lương Nhiễm Tô bất lực báo, bệnh truyền nhiễm trong nội viện bộ liền đem chuyện này giải quyết, hắn nhất cử báo, thượng cấp bộ môn nhất định phải tiến hành hạch thực. Bí thư Tôn Vi Dân nghe nói hắn trộm ghi chép mình âm, đem chính mình cũng cho báo cáo, tức giận đến mặt đều tái rồi, ở văn phòng vỗ bàn mắng bên trên, cái này Lương Nhiễm Tô là cái gì? Bởi vì việc này bệnh truyền nhiễm viện cấp lãnh đạo biểu hiện ra chưa từng có đoàn kết, bọn hắn đường kính nhất trí, Hứa Thuần Lương chính là bệnh viện ngoại phái ra công sai, về phần hắn trên xe kéo người nào, giống như cũng không trái với nguyên tắc, có thể là hắn tiện đường mang người bằng hữu, hắn một không có phi pháp kinh doanh, hai không có trái với bệnh viện dùng xe nguyên tắc. Lần này báo cáo đơn thuần tiểu nhân ác ý bôi đen. Bí thư Tôn Vi Dân tự mình đi trong đám giải thích, thuận tiện tướng tiêu hóa khoa toàn thể bác sĩ tập thể xin bỏ cũ thay mới Lương Nhiễm Tô vật liệu dẫn tới. Lương Nhiễm Tô loại người này chính là điển hình không biết tiến thối, đừng tưởng rằng hắn hướng kiểm tra bộ môn nộp lên trên một bộ phận màu xám thu nhập, hắn vấn đề liền toàn bộ giải quyết, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bình thường tới nói viện lãnh đạo đối trong nội viện cốt cán lực lượng đều là ôm bảo hộ thái độ. Mấy vị phòng đại chủ nhiệm đều thu nhập không ít, không chỉ là bệnh truyền nhiễm viện, toàn bộ hệ thống vệ sinh đều là như thế, mọi người bình thường trợn một con mắt nhắm một con mắt, chỉ muốn các ngươi không chơi quá phận là được rồi. Hệ thống bên trong sửa trị hành động cũng tiến hành qua nhiều lần, mỗi lần danh tiếng đến thời điểm, chắc chắn sẽ có một nhóm người lặng lẽ đi nộp lên trên màu xám thu nhập, từ viện phương cùng ngành tương quan tiến hành thương lượng, bình thường đều là phạt không đánh. Nhưng là lần này Lương Nhiễm Tô thật sự là đạp viện phương dây đỏ. Bị đụng kia chiếc Audi A6 trải qua bảo hiểm ước định, định tổn hại kim ngạch 25 vạn, Mộc Lan Trung thảo dược trồng căn cứ ngay đầu tiên liền đem tiền đánh tới bệnh truyền nhiễm viện chương mục. Cùng lúc đó Mộc Lan thuốc đông y tập đoàn cùng Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện đạt thành chiến lược hợp tác mục đích. Hứa Thuần Lương đối với chuyện này đưa tới phong ba thấy phi thường rõ ràng, Lương Nhiễm Tô đã một lòng muốn chết vậy chỉ có thể tác thành cho hắn, hắn tướng siêu tập tới liên quan tới Lương Nhiễm Tô hồ sơ đen một mạch đưa cho kiểm tra kỷ luật bộ môn. Căn cứ sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, Lương Nhiễm Tô vẫn tồn tại báo cáo láo cùng giấu giếm báo phi pháp thu nhập vấn đề, vẫn tồn tại trộm trốn thuế khoản vấn đề. Bày ở Lương Nhiễm Tô trước mặt chỉ còn lại hai con đường, hoặc là tiếp tục giao nộp tiền, hoặc là tiến đi ngồi tù. Lương Nhiễm Tô nguyên bản đàm tốt nhà dưới cũng không kết quả, hiện đang khắp nơi đều tại phản hủ ai dám bốc lên phong hiểm thu lưu một người như vậy, vô luận hắn tài nghệ y thuật thế nào, đầu tiên y đức cửa này liền không qua được. Cục vệ sinh phương diện bởi vì Lương Nhiễm Tô vấn đề mà khai triển một trận Đông Châu phạm vi bên trong chữa bệnh phản hủ, Lương Nhiễm Tô bị liệt là điển hình, trong lúc nhất thời toàn bộ hệ thống vệ sinh thần hồn nát thần tính, dính đến tương quan vấn đề khoa chủ nhiệm, chuyên gia từng người người cảm thấy bất an. Trải qua lãnh đạo thành phố hội nghị thương thảo quyết định, là bảo đảm toàn thành phố y dược lĩnh vực mục nát vấn đề tập trung sửa trị công việc thuận lợi khai triển, thị vệ sinh khỏe mạnh ủy thiết lập trong sạch hóa bộ máy chính trị chuyên dụng tài khoản. Trong sạch hóa bộ máy chính trị tài khoản, thông tục tới nói chính là lui tang tài khoản. Tại y dược phản hủ bên trong, từ chính phủ hoặc chữa bệnh cơ cấu thiết lập một cái tài khoản, nhân viên y tế thu lấy hồng bao tiền biếu về sau, như không thể cự thu, không cách nào trả lại hoặc thu về sau nghĩ thưởng trước, đều có thể giao nạp đến cái chương mục này. Ngày sau một khi bị tra, bằng giao nộp khoản bằng chứng, nhưng giảm bớt hoặc miễn ở xử phạt. Thiết lập trong sạch hóa bộ máy chính trị tài khoản, từ trên lý luận giảng, nhân viên y tế nhận hối lộ nguyên nhân có rất nhiều,
bởi vậy cung cấp một cái lui tang con đường nhưng thật ra là tại pháp luật phương diện xử lý khoan dung, giảm miễn trách, cung cấp một cái chủ động bàn giao cơ hội. Một phương diện khác, bệnh viện cán bộ tự tra tự củ, tự động tiêu hóa mục nát tồn lượng, cũng giảm bớt xét xử mục nát chi phí, một định trình độ bên trên giảm bớt kiểm tra kỷ luật giám sát áp lực. Cái gọi là sự cấp tòng quyền, lâm thời bắt đầu dùng trong sạch hóa bộ máy chính trị tài khoản, vẫn có thể xem là một cái chiếu cố hiện thực, lưỡng toàn tề mỹ biện pháp. Lương Nghiễm Tô làm sao cũng không nghĩ tới mình trả thù tâm sẽ dẫn phát toàn bộ Đông Châu hệ thống vệ sinh một trận phong bạo, biết trận gió lốc này nguyên nhân gây ra người đều tướng Lương Nghiễm Tô coi là công địch, Lương Nghiễm Tô trong lúc nhất thời lâm vào chuột chạy qua đường người người kêu đánh hoàn cảnh. Trường Hưng lần này trong gió lốc cũng chịu ảnh hưởng, không ít chuyên gia chủ nhiệm đều lặng lẽ hướng trong sạch hóa bộ máy chính trị tài khoản bên trong thu tiền. Thư Viễn Hàng rõ ràng phát giác được gần nhất trong bệnh viện không giống bình thường bầu không khí. Hắn mặc dù không có phương diện này lo lắng, nhưng là hắn trong đoàn đội một chút y sinh hay là nhận lấy ảnh hưởng. Trong nội viện đặc địa an bài phó viện trưởng Tần Quốc Lương từng cái phòng họp, một là vì quán triệt thượng cấp liên quan tới phản hủ tinh thần, hai là đối phản hủ cụ thể chính sách tiến hành giải đọc. Tần Quốc Lương đặc địa cường điệu, tồn đang vấn đề nhân viên công tác tốt nhất đừng trực tiếp tiếp xúc thượng cấp ngành tương quan, đề nghị bọn hắn thông qua bệnh viện đến nộp lên trên phi pháp đoạt được. Mọi người phải tất yếu coi trọng lần này phản hủ sướng liêm hành động, đồng thời cũng không cần quá mức khủng hoảng, chỉ cần nhìn thẳng vào tồn tại vấn đề, chi tiết nộp lên trên phi pháp đoạt được, ngành tương quan sẽ không tiếp tục truy cứu bọn hắn đến tiếp sau trách nhiệm. Kỳ thật Tần Quốc Lương tâm tình cũng là phi thường thấp thỏm, hắn vừa mới lên giao nộp 270 vạn, Triệu Phi Dương tướng giải đọc chính sách sự tình giao cho hắn, khẳng định là có ý khác. Hội nghị về sau, Tần Quốc Lương đặc địa cùng Thư Viễn Hàng tự mình nói một câu. Thư bác sĩ, ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối không nên ảnh hưởng tới công việc bình thường. Lúc đầu Tần Quốc Lương là hảo ý, dựa theo hắn logic, mình cẩn thận như vậy người đều có mau bệnh, người Thư Viễn Hàng thân là khoa tim mạch người phụ trách không có khả năng không có vấn đề. Nhưng người ta Thư Viễn Hàng không thích nghe cái này, cho rằng Tần Quốc Lương nói như vậy là vũ nhục đối với mình. Tần viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ta có gì có thể lo lắng? Tần Quốc Lương cười cười, thư bác sĩ ta chính là thiện ý nhắc nhở ngươi một chút, có thì đổi chi không thì thêm miễn. Thư Viễn Hàng tức giận, Tần viện trưởng, ta không cho rằng ngươi đây là tại hướng ta phóng thích thiện ý, ta cũng không tồn tại bất luận cái gì phương diện này vấn đề. Tư duy theo quán tính hại chết người, Tần Quốc Lương cho rằng Thư Viễn Hàng có thể là thẹn quá hóa giận, hắn thở dài nói, thư bác sĩ, ta không có nhằm vào của cá nhân ngươi ý tứ, không phải ta cũng sẽ không tự mình tìm ngươi đàm. Hắn cho là mình đã rất cho Thư Viễn Hàng mặt mũi, người Thư Viễn Hàng vấn đề gì đều không có. Nói cách khác dứt lời, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đừng mẹ nó cùng ta giả thanh cao. Thư Viễn Hàng nói, Tần viện trưởng, không có cái gì không thể công khai nói, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Tần Quốc Lương cũng có chút tức giận, người Thư Viễn Hàng cùng ta so sánh cái gì kình. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ta lại không chỉ mặt gọi tên nói ngươi cái gì, giẫm ngươi cái đuôi. Thường nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, không tâm hư người cùng ta gấp cái gì. Tần Quốc Lương nói, thư bác sĩ, ta lần nữa tuyên bố, ta không phải nhằm vào ngươi người, ta cũng chỉ là phụ trách đến đây giải đọc bệnh viện chính sách, có lẽ ngươi không có vấn đề, cũng không có nghĩa là những người khác không có vấn đề, ngươi là khoa tim mạch người phụ trách, chủ trì phòng công việc, đoàn đội của ngươi bên trong có bất kỳ người xảy ra vấn đề ngươi đều phải nhận gánh trách nhiệm. Thư Viễn Hàng nói, ai có vấn đề? Phiền phức Tần viện trưởng nói rõ ràng, nếu như nói mà không có bằng chứng, cũng không cần bôi đen ta đoàn đội. Thư Viễn Hàng trường kỳ tại hải ngoại công việc, mặc dù đến Trường Hưng cũng có một đoạn thời gian, thuận lợi vượt qua cùng khoa tim mạch đoàn đội rèn luyện kỳ, nhưng là hắn chuyên chú vào chữa bệnh bản thân, rất ít đi chú ý chữa bệnh bên ngoài sự tình, hắn tướng danh dự nhìn đến rất nặng, ở trong đó cũng bao quát đoàn đội của hắn vinh dự. Tần Quốc Lương bị Thư Viễn Hàng không buông tha cho chọc giận tới. Bản thân tâm tình của hắn liền không tốt lắm, không có kiên nhẫn cùng hắn tiếp tục giải thích một chút, không nhịn được nói, mọi thứ liền sợ chăm chú, thư bác sĩ, nếu thật là chăm chú tra được đến, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vấn đề. Thư Viễn Hàng phát hỏa, Tần viện trưởng, ta xem chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, ta đoàn đội có vấn đề gì, có ai tự mình cầm trích phần trăm hồng bao loại hình màu xám thu nhập. Có một cái, ta mở một cái, ta tướng tin bọn họ tinh thần chuyên nghiệp, ta tin tưởng bọn họ y đức. Tần Quốc Lương trong lòng tự nhủ chính ngươi không có cầm có thể là thật, nhưng là ngươi không có thể bảo chứng những người khác cũng không có cầm, nhìn qua không dành thế sự Thư Viễn Hàng,
Tần Quốc Lương nhịn không được nói một câu, nếu thật là dạng này, ngươi sẽ thành là quang can tư lệnh. Thư Viễn Hàng cho rằng nhận lấy vũ nhục, hắn hét lớn, nếu thật là như thế, ta từ chức. Tần Quốc Lương cùng Thư Viễn Hàng trận này xung đột kinh động đến Triệu Phi Dương, hiện tại chính là Trường Hưng biến đổi thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn nội bộ xảy ra vấn đề, mà lại phát sinh tranh chấp hai người là Trường Hưng hai đại quyền uy, một cái là phó viện trưởng kiêm tâm nội khoa chủ nhiệm, một cái là khoa tim mạch chủ nhiệm, châu Á đỉnh tiêm chuyên gia. Triệu Phi Dương suy nghĩ một chút, quyết định chia ra tìm bọn hắn nói chuyện, Tần Quốc Lương từ hắn tự mình gặp mặt nói chuyện, về phần Thư Viễn Hàng vẫn là giao cho bí thư Cao Tân Hoa. Dù sao Cao Tân Hoa cùng Thư Viễn Hàng phụ thân Đông Nghiễm Sinh là sinh tử cùng chiến hữu, từ hắn ra mặt thích hợp hơn. Cao Tân Hoa biết chuyện này chân tướng về sau cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Thư Viễn Hàng quá đơn thuần, hắn cũng không hiểu rõ ngành nghề nội bộ tính chất phức tạp. Thư Viễn Hàng vẫn tức giận bất bình, Cao Thúc, hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Ta tin tưởng ta đoàn đội. Cao Tân Hoa thở dài nói, Viễn Hàng a, kỳ thật Tần Quốc Lương thật không phải tại nhằm vào ngươi. Hắn nói đến cũng không sai. Thư Viễn Hàng kinh ngạc nhìn qua Cao Tân Hoa, vì cái gì liền hắn cũng nói như vậy. Cao Tân Hoa ngữ trọng tâm trường nói, ngoại trừ mình, ngươi là ai cũng cam đoan không được. Thư Viễn Hàng chân mày nhíu chặt, Cao Tân Hoa tựa như búa tạ đánh trúng vào nội tâm của hắn, hắn không nghĩ ra, cho tới nay mình tin cậy đồng sự thuộc hạ, bọn hắn là cái gì cũng biết cuốn vào cái này khởi phong ba bên trong, thầy thuốc thiên chức là cái gì? Sứ mệnh là cái gì? Lương tâm là cái gì? Hắn vốn cho rằng tất cả mọi người cùng mình ủng có một dạng thủ vững, hắn đối đoàn đội của hắn đáp lại tín nhiệm, thế nhưng là bọn hắn cô phụ chính mình. Thư Viễn Hàng lúc này mới ý thức được mình cùng Tần Quốc Lương tranh chấp là cỡ nào buồn cười, hắn quá đơn thuần giống một cái không dành thế sự thiếu niên. Cao Tân Hoa vỗ vỗ đầu vai của hắn nói, những này không tốt tập tục không phải một ngày hai ngày có thể hình thành, ai cũng đừng hy vọng trong thời gian ngắn có thể cải biến, cái này cái thể hệ ngã bệnh. Thư Viễn Hàng lớn tiếng nói, đã có bệnh vậy sẽ phải trị mà. 1. Cao Tân Hoa nói, đây không phải tại trị liệu không? Nhưng ai cũng đừng hy vọng một lần liền có thể khứ trừ bệnh căn, nếu như dùng thuốc quá mạnh, chúng ta chữa bệnh hệ thống liền sẽ sụp đổ, người có biết hay không tại sao muốn thiết lập chuyên môn trong sạch hóa bộ máy chính trị tài khoản? Tại sao muốn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt? Mà không phải tham chiếu vốn có quy tắc đến xử lý? Thư Viễn Hàng minh bạch. Hắn nhớ tới Tần Quốc Lương câu nói kia, hắn sẽ trở thành người cô đơn, vô lực nói, vì quy quá nhiều người. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, kỳ thật Trường Hưng ở phương diện này coi là tốt, theo ta được biết cái khác bệnh viện nghiêm trọng hơn, y dược, thiết bị, hao tài trong này lỗ thủng quá nhiều, còn tốt thượng cấp bộ môn đã lưu ý đến hiện tượng này. Thư Viễn Hàng bực tức nói, vô sỉ, bệnh nhân tướng sinh mệnh giao cho trong tay của chúng ta, có người lại còn muốn từ bên trong kiếm trắc tư lợi, bọn hắn có hay không lương chi? Bọn hắn có hay không tín ngưỡng? Cao Tân Hoa nói, xã hội hiện nay đa số người tín ngưỡng đều là tiền tài, Viễn Hàng a, đừng đánh giá cao bọn hắn thiết tháo. Đêm đó Thư Viễn Hàng mời Hứa Thuần Lương cùng nhau ăn cơm, hắn tại Đông Châu bằng hữu không nhiều, Hứa Thuần Lương xem như một cái. Hứa Thuần Lương đi vào nhà này tên là Lê Tỷ Tay Xé Gà Con Ruồi tiệm ăn, ngồi ở trong góc chờ hắn Thư Viễn Hàng hướng hắn phất phất tay. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở đi tới. Đi vào Thư Viễn Hàng đối diện ngồi tại bàn, ghế tử bên trên, ta nói, người đường đường một cái Trường Hưng bệnh viện đại chủ nhiệm liền mời ta tới chỗ như thế ăn cơm. Có phải hay không có chút không xứng với người thân phận? Thư Viễn Hàng từ tay cầm trong túi móc ra một bình 10 năm Trần Phi Thiên Mao Đài, liền biết tiểu tử ngươi bắt bẻ, đừng nhìn tiệm cơm không đáng chú ý, chí ít không có dự chế đồ ăn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cái kia ngược lại là. Thư Viễn Hàng điểm nửa con gà, một đĩa củ lạc. Một phần bao trứng ruột xào cái máu gà, hai người uống rượu không cần thiết điểm quá nhiều. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn cảm xúc không cao, liên tưởng tới đang tiến hành bên trong chữa bệnh phản hủ, trong lòng tự nhủ Thư Viễn Hàng sẽ không phải cũng bị liên lụy đi, lấy hắn đối Thư Viễn Hàng hiểu rõ, Thư Viễn Hàng chắc chắn sẽ không làm như thế sự tình tình, đến một lần người ta không thiếu tiền, thứ hai Thư Viễn Hàng là cái có phẩm đức nghề nghiệp người, không tiền nên lấy hắn tuyệt sẽ không cầm, nhưng Thư Viễn Hàng chung quanh những người kia liền không nhất định. Bồi tiếp Thư Viễn Hàng uống mấy chén rượu buồn, Thư Viễn Hàng có chút kỳ quái nhìn qua hắn, ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì tìm ngươi uống rượu. Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu tại uống rượu với nhau còn cần lý do sao? Thư Viễn Hàng nói, cũng đúng. Hứa Thuần Lương cùng hắn đụng ly một cái, trong công tác gặp được chuyện phiền lòng.
Thư Viễn Hàng nói, vẫn tốt chứ, Thuần Lương, gần nhất chữa bệnh phản hủ ngươi có nghe nói không? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, trước mắt chúng ta chữa bệnh hệ thống hạng nhất đại sự, ta đương nhiên nghe nói, ngươi hẹn ta tới này trồng tiểu quán tử ăn cơm, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì việc này lựa chọn điệu thấp đâu. Thư Viễn Hàng nói, ta có gì có thể điệu thấp, ta lại không cầm trái lương tâm tiền. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi quan tâm cái gì? Thư Viễn Hàng thở dài đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói với hắn một lần. Hứa Thuần Lương nói, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện. Làm sao không phải đại sự, ta đoàn đội, bọn hắn là ta tự mình chọn lựa, bọn hắn xảy ra vấn đề, ta cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách, mỗi người đều hẳn là đối hắn hành vi của mình phụ trách, Cao Thúc nói không sai, ngoại trừ ngươi mình, ngươi là ai cũng cam đoan không được. Ngươi cũng không cần cảm thấy thất vọng, rất nhiều vấn đề đã sớm tồn tại, ngươi cho rằng cấp trên không biết. Người ta thấy rất rõ ràng, chúng ta là phụ trách cho bệnh nhân chữa bệnh, thể chế bệnh không tới phiên chúng ta quan tâm cũng không cần chúng ta xuất thủ đi trị. Thư Viễn Hàng nói, ta thật sự là thất vọng. Hứa Thuần Lương nói, vẫn còn may không phải là tuyệt vọng ngươi cũng đừng thất vọng, trong nước chữa bệnh hệ thống hoàn toàn chính xác có không như ý muốn địa phương, nhưng nước ngoài cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào, liền nói ngươi qua đi chỗ làm việc, bọn hắn chữa bệnh hệ thống tham nhũng không phải nghiêm trọng hơn. Chỉ bất quá tương đối tập trung thôi. Thư Viễn Hàng thở dài một hơi, hắn càng không có cách nào phản bác. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy quốc gia loại này xử lý phương pháp rất tốt, chữa bệnh hệ thống đám người này không phải tham tiền sao. Liền để bọn hắn ham hố ít phun ra nhiều ít, tuy nói dựa theo kim ngạch rất nhiều người đều đủ đi vào, nhưng nếu thật là đều đi vào, cái này chữa bệnh hệ thống không được sập a. Thư Viễn Hàng nói, ai có thể bảo chứng bọn hắn không tiếp tục thu lấy màu xám thu nhập. Bọn hắn phun ra tiền còn có thể trở lại bệnh nhân trong túi eo sao? Hứa Thuần Lương nói, đây cũng không phải là chúng ta có thể quan tâm chuyện, tin tưởng quốc gia, tin tưởng chính phủ, số tiền kia cuối cùng vẫn sẽ dùng tại lão bách tính trên thân. Thư Viễn Hàng nội tâm trở nên phi thường xoắn xuýt, hắn luôn luôn xem bác sĩ cái nghề nghiệp này là cực kỳ thần thánh, thuần khiết, trong mắt dung không được hạt cát, trong mắt hắn bệnh nhân lợi ích cao hơn hết thảy, cho nên mới sẽ đến tội Tân Thành cầm đốc Lê Tông Nguyên. Thư Viễn Hàng tại phẩm đức nghề nghiệp phương diện truy cầu hoàn mỹ, dạng này yêu cầu mình, cũng đồng dạng yêu cầu đoàn đội của hắn, lần này phản hủ để hắn thấy rõ hiện thực, hắn có chút nản lòng thoái chí, thậm chí không cách nào tưởng tượng như thế nào cùng. Dạng này đoàn đội tiếp tục hợp tác xuống dưới. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn xoắn xuýt, Viễn Hàng ca, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể chuyển sang nơi khác, lấy trình độ của ngươi ở trong nước bất luận cái gì một nhà bệnh viện đều có thể nhận trọng dụng. Thư Viễn Hàng nói, có khác nhau sao? Hứa Thuần Lương cười nói, ta đêm nay chứng kiến một cái người chủ nghĩa lý tưởng đến bi quan chủ nghĩa người thuế biến. Thư Viễn Hàng rốt cục nở nụ cười, người coi như ta phát cào nhau đi, kỳ thật đa số y sinh hay là tốt. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta bệnh truyền nhiễm viện ngay tại chủ bị một nhà tính tổng hợp bệnh viện, chuẩn bị dựa theo tam giáp tiêu chuẩn chế tạo. Thư Viễn Hàng nói, người đề cập với ta. Hứa Thuần Lương nói, đã phê xuống chúng ta dự định chia hai kỳ công trình kiến thiết, đồng thời là bệnh truyền nhiễm khu, cũng chính là trước mắt bệnh truyền nhiễm viện mới viện, hai kỳ là tổng hợp chữa bệnh khu, chính là chúng ta hoàn toàn mới chế tạo tính tổng hợp bệnh viện, vốn là dự định treo Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện bảng hiệu, có thể kiểm tra lo đến lão bách tính nhận biết vấn đề, dự định làm nhạt bệnh truyền nhiễm ba chữ này, người có thể hiểu thành là một nhà bệnh viện chúng ta xâm cố độc lập vận doanh bệnh viện. Thư Viễn Hàng nói, ngươi nhưng sao có thể giày vò a, Thuần Lương, không phải ta nói ngươi, ngươi lợi hại như vậy y thuật không đi chăm sóc người bị thương, cả ngày làm những này là không là có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, phụ thân bệnh bạch huyết nhờ vào Hứa Thuần Lương, liền thê tử cái này huyết dịch bệnh chuyên gia đều không biết rõ Hứa Thuần Lương dùng ma pháp gì chữa khỏi bệnh của phụ thân. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta đánh cái so sánh, ngươi một ngày làm hai đài giải phẫu. Cả năm 365 ngày không ngớt, ngươi một năm tối đa cũng chính là trị liệu 730 cái bệnh nhân. Nếu ngươi công việc 40 năm, mỗi ngày bảo trì làm việc như vậy cường độ, tính toán đâu ra đấy tối đa cũng chính là tiếp xem bệnh 3 vạn không đến, nhưng kiến thiết khởi một nhà bệnh viện đâu. Hứa Thuần Lương cầm Trường Hưng Bệnh viện nêu ví dụ, Trường Hưng Bệnh viện 5 phòng khám bệnh lượng 296 vạn đợt người, xuất viện nhân số 19. 93 vạn đợt người, giải phẫu nhân số 7. 2 vạn người lần, nói cách khác Thư Viễn Hàng mở đủ mã lực, không ngủ không nghỉ chơi lên 40 năm cũng so ra kém một cái bệnh viện nửa năm giải phẫu lược,
mà lại Hứa Thuần Lương vẫn là chiếu vào cực hạn cho hắn tính ra, trên thực tế Thư Viễn Hàng bình quân xuống tới một ngày làm không được hai đài giải phẫu, thậm chí liền một đài không khả năng. Thư Viễn Hàng nghe Hứa Thuần Lương phân tích xong sau, thở dài nói, là ta cách cục nhỏ cha ta liền thường nói ngươi là cái người làm đại sự. Hứa Thuần Lương nói, đông thúc kia là cất nhắc ta, ta à, chủ yếu là ngồi không yên, không phải ta liền kế thừa ra ra y bát tiếp nhận hồi xuân đường, ai, ngươi đừng đánh cho ta xóa a, ta hàn huyên với ngươi chính sự, hiện tại xích đạo vốn liếng bên kia đã quyết định đầu tư, ngươi có muốn hay không gia nhập, để đông thúc ném ít tiền, kiến thiết một cái trong nước hạng nhất khoa tim mạch trung tâm, đoàn đội nhân viên chính ngươi chọn lựa, đến lúc đó nhất định không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Thư Viễn Hàng nói, ngươi ít cho ta bánh vẽ, các ngươi bên kia vẫn là khối đại không đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là không tín nhiệm ta sao thế? Ta hạng người gì ngươi còn không rõ ràng lắm, ta Hứa Thuần Lương có phải hay không nói là làm. Thư Viễn Hàng nói tin, ta không tin bằng hữu của mình tin ai. Thế nhưng là Triệu Viện đối ta cũng không tệ, ta nếu là hiện tại đem Trường Hưng cho ném xuống các ngươi bên kia có phải hay không có chút không trượng nghĩa? Hứa Thuần Lương nói, ngươi có lầm hay không a? Lúc trước ngươi là chạy ta tới Trường Hưng bệnh viện, không phải cái gì Triệu Phi Dương, hắn đối ngươi tốt, là nhìn chúng y thuật của ngươi cùng lực ảnh hưởng, ta cũng không có để ngươi bây giờ liền đặt xuống gánh rời đi, chờ bên này tân y viện dựng lên, ngươi nên còn ân tình cũng còn tạm được. Đúng, ta nghe được phong thanh, Hoa Niên tập đoàn rất có thể muốn đem Trường Hưng cổ phần chuyển nhượng ra ngoài, nói cách khác bệnh viện các ngươi đổi chủ gánh. Thư Viễn Hàng đối chữa bệnh bên ngoài sự tình cũng không quan tâm, vô luận ai trở thành Trường Hưng bệnh viện lão bản đều cùng hắn quan hệ không lớn, hắn vẫn là làm tốt công việc của mình. Hứa Thuần Lương nói, lão bản một đổi, nói không chừng Triệu Phi Dương đều muốn rời đi, đến lúc đó ngươi còn tử thủ Trường Hưng không đi sao? Thư Viễn Hàng nói, ta không có như vậy chết tâm nhãn, bất quá, chúng ta một mã thì một mã, ngươi đừng đem cha ta dính dáng vào. Hứa Thuần Lương nói, được rồi. Thật coi ta nhớ thương cha ngươi tiền. Chúng ta không thiếu đầu tư, mấy nhà lớn vốn liếng đều cướp cho chúng ta đầu tư đâu, dùng của ai tiền ta đều phải cân nhắc. Thư Viễn Hàng nở nụ cười, ngươi liền thổi a, còn không phải Mặc Hàm, hai người các ngươi quan hệ cũng không bình thường. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng nói hưu nói vượn a, hai chúng ta nhưng trong sạch. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, Đông Châu Tà, nhắc Tào Tháo liền đến, điện thoại này chính là Mặc Hàm đánh tới. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, hừm, giác quan thứ 6 rất chuẩn a, ta cùng thư bác sĩ uống rượu vừa vặn nhắc tới ngươi đâu. Mặc Hàm nói, các ngươi sách ta chuẩn không có công việc tốt. Ngươi lại đoán đúng rồi. Mặc Hàm lần này gọi điện thoại tới là thông chi Hứa Thuần Lương, ngày mai Loan Ngọc Xuyên muốn đi bọn hắn mảnh đất kia thực địa khảo sát một chút, để hắn an bài một chút tiếp đãi công việc. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút đột nhiên, loại chuyện này không nên sách trước mấy ngày thông chi sao. Chẳng lẽ Loan Ngọc Xuyên là nhất thời hưng khởi, bất quá đại gia nhiều tiền tới, bên này khẳng định phải tốt tiếp đãi chu đáo, Hứa Thuần Lương cúp điện thoại ngựa bên trên thông chi mấy vị trong viện lãnh đạo chủ yếu, viện trưởng Nghiêm Hồi Ý nghe nói xích đạo vốn liếng tổng giám đốc muốn đi qua, kích động lại bắt đầu cả lăm, hắn dự định lập tức an bài làm tiếp đãi chu đáo công việc, sớm tại công trường làm cái nghi thức. Hứa Thuần Lương để Nghiêm Hồi Ý không cần quá chú trọng hình thức, xích đạo vốn liếng cũng không phải làm từ thiện. Người ta là bởi vì có thể có lợi mới tới đầu tư, trên đời này kẻ có tiền còn nhiều, rất nhiều, hiện đang chủ động quyền giữ tại bọn hắn trong tay, nói cách khác, người xích đạo vốn liếng nghĩ ném, ta còn chưa hẳn vui lòng muốn. Hứa Thuần Lương cái này thông điện thoại đánh hơn 10 phút, cúp điện thoại, hướng Thư Viễn Hàng cười cười nói, không có ý tứ a, đột phát tình huống. Thư Viễn Hàng nói, người bận rộn một cái, ta thật bội phục tinh lực của ngươi. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, bình thường cũng không có nhiều như vậy điện thoại. Điện thoại lại vang lên. Thư Viễn Hàng ra hiệu hắn trước nghe, mình cũng không có việc gì, có nhiều thời gian chờ hắn. Cú điện thoại này có chút lạ lắm, Hứa Thuần Lương nói, vị kia. Ta, đối phương là nữ nhân. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút quen tai, người vị kia a. Người đem ta lái xe đi đã mấy ngày, bồi thường khoản cũng cho bệnh viện các ngươi đánh tới, làm sao? Không có ý định trả có phải không? Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được là Hạ Hầu Mộc Lan, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, người a, ta cảm thấy thanh âm như thế quen tai đâu. Bên đầu điện thoại kia Hạ Hầu Mộc Lan rõ ràng có chút thất vọng, vừa mới qua đi mấy ngày a, hắn thế mà ngay cả mình thanh âm đều nghe không hiểu, kỳ thật cũng không trách hắn, mọi người nguyên vốn cũng không tính quen thuộc, nhìn người này bộ dáng,
chính là cái viết kép cặn bã chữ, bên cạnh hắn còn không biết có bao nhiêu thiếu nữ đâu, khác không rõ ràng, cùng hắn cùng đi đến Hoa Trục Nguyệt cùng hắn khẳng định có một chân. Hứa Thuần Lương cách điện thoại đều có thể cảm thấy được Hạ Hầu Mộc Lan có chút khó chịu, cái kia, ta hai ngày này có chút bận bịu, bản muốn tự mình đưa qua cho ngươi, thật sự là không thể phân thân, cứ như vậy, ta đến mai tìm người đem xe đưa qua cho ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan nói, không cần, ta vừa vặn đến Đông Châu đàm nghiệp vụ. Thật sao, vậy thì tốt quá, ngươi ở nơi nào, ăn cơm chưa? Hạ Hầu Mộc Lan nói câu tạ ơn quan tâm liền đưa điện thoại cho phủ lên, trong lòng thật sự là khó chịu, người này sao có thể đặt xuống chảo liền quên, thật coi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra à. Hứa Thuần Lương cảm giác Hạ Hầu Mộc Lan điện thoại này đánh cho không đầu không đuôi. Ngồi tại đối diện thư viễn hàng ý vị thâm trường nhìn qua hắn, tình huống như thế nào? Có phải hay không trêu chọc cô nương nào rồi? Hứa Thuần Lương nói, không có, chính là tại Tiếu Thành cho mượn một chiếc xe, quên trả, người ta không yên lòng tự mình đuổi tới muốn xe. Thư viễn hàng nói, kia là phải xe cùng nữ nhân không thể mượn, người ta thật xa tới, người có phải hay không muốn tận tình địa chủ hữu nghị a? Gọi qua cùng nhau ăn cơm chứ sao? Hứa Thuần Lương nói, liền ngươi tuyển đến cái chỗ chết tiệt này cũng quá không có nghi thức cảm giác. Thư viễn hàng nói, thật bằng hữu liền sẽ không so đo những này hình thức bên trên đồ vật, ngươi ồn ào một tiếng, người ta không đến, ngươi cũng coi như kết thúc chủ nhà tình nghĩa, nếu như người ta nguyện ý đến, liền chứng minh cũng không có cùng ngươi khách khí. Hứa Thuần Lương nói, ta thế nào cảm giác ngươi là đang động tác võ thuật ta thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ mãnh liệt đâu. Thư viễn hàng lúc này tâm tình hoàn toàn tốt, cười ha ha, bát quái chi tâm mọi người đều có. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, hắn nói đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, Hạ Hầu Mộc Lan ngay tại Đông Châu, vô luận như thế nào, giữa bọn hắn phát sinh qua sự tình cũng không thể toàn bộ xóa bỏ, một ngày vợ chồng còn bách nhật ân đâu, dù sao xâm nhập trao đổi qua, không thể bứt ra vô tình a. Hứa Thuần Lương thế là cho Hạ Hầu Mộc Lan phát một vị trí, trên bản đồ nhà này tay cán mỉ thế mà không có đánh dấu. Gần nhất tiêu chí tính bề ngoài là kế hoạch hóa bảo vệ sức khỏe vật dụng cửa hàng. Hứa Thuần Lương sơ sót chi tiết, trực tiếp phát tới, truyền một cái tin tức, tới thôi, ta mời ngươi ăn gà. Hạ Hầu Mộc Lan hiện tại trong lòng đã phi thường khó chịu, nghe được tin tức âm thanh, nhìn thấy vị trí địa lý, tức giận đến kém chút không có thổ huyết, mời ta làm gì. Hứa Thuần Lương cái này không biết xấu hổ coi ta là gì. Ta Hạ Hầu Mộc Lan cũng không phải cái gì lỗ mãng nữ nhân. Ngươi làm ta chạy hơn 200 cây số liền vì chuyện này. Hạ Hầu Mộc Lan tức giận đến đang phòng xếp bên trong đi qua đi lại, nếu như nàng không nhìn thấy Hứa Thuần Lương đem trong lòng lửa cho phát rơi, nàng thật sẽ phiền muộn toàn bộ ban đêm. Hạ Hầu Mộc Lan quyết định đi tìm hắn, thậm chí tưởng tượng nhìn thấy người này chi về sau, hướng trên mặt hắn xì một miếng nước bọt, sau đó bá khí 10 phần mắng hắn một câu lưu manh, hẳn là bổ khuyết thêm một bàn tay. Kỳ thật Hứa Thuần Lương không có trông cậy vào Hạ Hầu Mộc Lan tới. Bởi vì hắn lưng hướng phía cửa, cho nên Hạ Hầu Mộc Lan đi vào nhà tiểu điếm này thời điểm, cũng không có trước tiên phát hiện. Hạ Hầu Mộc Lan lúc tiến vào nộ khí đã tiêu tan hơn phân nửa, nàng thật đi sáng cái này màu hồng phấn ánh đèn kế hoạch hóa vật dụng cửa hàng dạo qua một vòng, Hứa Thuần Lương không có ở bên trong, sau khi đi ra mới lưu ý đến bên cạnh tay xé gà cửa hàng, ý thức được mình khả năng hiểu sai Hứa Thuần Lương ý tứ, Hứa Thuần Lương hẳn không có trêu đùa nàng, người ta thật sự là muốn mời mình ăn gà. Thư viễn hàng nhìn đi ra bên ngoài tiến đến vị này đại mỹ nữ, lập tức liền ý thức được nàng là tìm đến Hứa Thuần Lương, dù sao Hứa Thuần Lương nhận biết nữ hài một cái thi đấu một cái xinh đẹp, Hạ Hầu Mộc Lan mặc dù không có hàng hiệu thân, thế nhưng là mặc trà đại phương vừa vặn, bởi vì trang phục phong cách hướng tới trung tính, hiển lộ rõ ràng ra một loại tư thế hiên ngang khí chất này vào ngày kia mỹ nữ như mây hợp lý hạ lộ ra hạc giữa bầy gà, để cho người ta một chút khó quên. Sử dụng đương thời lưu hành nhất chính là đẹp đến mức có ký ức điểm, xem xét chính là thuần thiên nhiên không giống đi đầy đường dây chuyền sản xuất đại lượng sản xuất silic nhựa cây mỹ nữ, theo chỉnh dung kỹ thuật phát triển, mỹ nữ nhiều, nhưng mặt mù người cũng trở nên nhiều hơn. Thư viễn hàng hướng Hứa Thuần Lương đưa cái ánh mắt, Hứa Thuần Lương quay người nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hạ Hầu Mộc Lan thế mà thật tới, hắn nhiệt tình vẫy vẫy tay, Mộc Lan, chỗ này đâu? Hạ Hầu Mộc Lan phát hiện con hàng này thiếu dung rất có sức cuốn hút. Nhìn thấy hắn một mặt cả người lẫn vật vô hại thiếu dung, được nghe lại hắn đối với mình thân thiết như vậy xưng hô, còn sót lại điểm này nộ khí đều tiêu tán, liền nàng đều náo không thanh làm sao đối Hứa Thuần Lương khoan dung như vậy, có thể là bởi vì bọn hắn có tầng kia quan hệ duyên cớ, liền hắn gọi mình Mộc Lan đều không có sinh ra kháng cự.
có một số việc thật sự là khó mà nói rõ, mặc dù hắn tìm tới chính mình lỗ thủng, mình cũng bắt lấy thóp của hắn, như thế nháo đến cuối cùng phản ngược lại ra vẻ mình đuối lý đồng dạng. Hứa Thuần Lương đứng dậy mời Hạ Hầu Mộc Lan ngồi xuống, lại vì nàng cùng Thư Viễn Hàng làm cái giới thiệu. Thư Viễn Hàng nói, Hạ Hầu tiểu thư, không có ý tứ a, hoàn cảnh kém một chút. Hạ Hầu Mộc Lan cười nhạt một tiếng, biểu hiện được phi thường vừa vặn, Thư đại ca không cần khách khí, kỳ thật ta thích ăn nhất loại này nơi đó đặc sắc quả vặt. Thư Viễn Hàng lại để cho lão bản cho xé nửa con gà, tiểu điếm cũng không có mấy món ăn, hắn lại đứng dậy đi sát phách kêu chút đặc sắc đồ nướng, dù sao Đông Châu nổi danh nhất chính là cái này, mặc dù Đông Châu đồ nướng thành trở thành Đông Châu văn lữ lịch sử phát triển bên trên nét bút hỏng, nhưng Đông Châu đồ nướng cũng không vì vậy mà tắt máy, hiện tại đầu đường cuối ngõ quán đồ nướng sinh ý vẫn như cũ nóng này. Hạ Hầu Mộc Lan ngược lại có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng không có nói cho ta còn có những người khác, không có quấy rầy các ngươi uống rượu à. Hứa Thuần Lương nói, không có, ngươi uống rượu sao? Hạ Hầu Mộc Lan sửng sốt một chút hỏi ngược lại, ta có thể uống sao? Có cái gì không thể uống? Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta còn là đừng uống. Nàng muốn bình nước khoáng nàng lúc đầu phục dụng dục đình, nhưng vừa ăn hết liền phun ra. Hạ Hầu Mộc Lan có chút bận tâm mình có thể hay không trâu thai ám kết, nàng cũng nghĩ tới, vạn nhất thật mang bầu còn có thể đi chảy mất, bất quá cũng có thể là tránh thoát một kiếp này đâu. Nhớ tới Hứa Thuần Lương tràn đầy tinh lực, luôn cảm thấy tránh khỏi khả năng cực kỳ bé nhỏ, không muốn nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước đi. Thư Viễn Hàng điểm nóng quá nướng trở về, hướng Hạ Hầu Mộc Lan nói, Hạ Hầu tiểu thư là xử lý y dược ngành nghề. Hạ Hầu Mộc Lan gật đầu nói, chủ yếu là xử lý thuốc đông y trồng cùng gia công. Nàng từ vải bạt trong sắc tay tìm ra danh thiếp kẹp, cầm tấm danh thiếp cho Thư Viễn Hàng. Thư Viễn Hàng nói, Mộc Lan thuốc bắc trồng căn cứ, ta giống như nghe nói qua, các ngươi căn cứ quy mô thật lớn a. Hạ Hầu Mộc Lan nói, còn có thể đi. Nàng khiêm tốn, Mộc Lan thuốc bắc trồng căn cứ quy mô phóng nhãn cả nước cũng có thể đứng hàng 10 vị trí đầu, đương nhưng cái trụ sở này chỉ là dùng để làm ngụy trang. Hứa Thuần Lương nâng chén nói, hoan nghênh đến Đông Châu khảo sát. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta tới đàm chút kinh doanh, vừa vặn đem xe lái trở về. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Hạ Hầu Mộc Lan ngược lại là ngay thẳng. Thư Viễn Hàng nhìn ra quan hệ giữa hai người cũng không phải Hứa Thuần Lương tuyên bố bằng hữu bình thường quan hệ, Hứa Thuần Lương biểu hiện cũng chẳng có gì, bất quá từ Hạ Hầu Mộc Lan nhìn Hứa Thuần Lương ánh mắt có thể phát giác được có chút không tầm thường. Thư Viễn Hàng vô ý lưu lại đương bóng đèn, tìm cái về nhà phụ đạo nhi tử công khóa lấy cớ đi về trước. Thư Viễn Hàng sau khi đi, Hạ Hầu Mộc Lan cảm giác tự nhiên nhiều, thở phào nhẹ nhõm nói, vị này thư bác sĩ người không tệ. Hứa Thuần Lương nói, châu Á đỉnh tiêm khoa tim mạch chuyên gia, có phương diện này cần ta có thể giúp một tay. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi liền không thể ba ta điểm tốt. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên, chúc ngươi vĩnh viễn khỏe mạnh, vĩnh viễn mỹ lệ. Hạ Hầu Mộc Lan cầm lấy bình nước suối khoáng cùng hắn đụng một cái, mặc dù ngươi có chút dối trá, ta còn là lựa chọn tiếp nhận. Hứa Thuần Lương cười nói, bệnh viện nhiều chuyện cảm ơn ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan kịp thời tướng xe tổn hại tiền chuyển đến bệnh truyền nhiễm viện Trương Mục, ngăn chặn ung dung miệng, lại phối hợp hắn nói cái gì đạt thành chiến lược hợp tác ý hướng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi vừa không nghe ra ta thanh âm a. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không đều là WeChat liên hệ nha. Ta không thích giọng nói, lại không thông qua điện thoại, người cũng không đã cho ta số điện thoại, làm sao? Có chút thất lạc à? Hạ Hầu Mộc Lan nói, không có, chính là hỏi một chút, chúng ta nhận biết không có mấy ngày, người nghe không hiểu cũng rất bình thường. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cầm rượu lên bình lại rót một chén, nếu không, người uống một chén. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu, là sẽ không uống vẫn là không muốn uống. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta tửu lượng rất tốt. Không muốn uống. Hứa Thuần Lương mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn qua nàng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, không có châm đối người ý tứ ta là, thân thể không tiện. Hứa Thuần Lương giống như có điều ngộ ra, tới a. Hạ Hầu Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, không có. Nói xong cũng bắt đầu hối hận, mình làm sao cùng hắn nghiên cứu thảo luận chuyện này tới. Hứa Thuần Lương nói, kia là không thoải mái. Hạ Hầu Mộc Lan nói, người có thể đừng hỏi nữa sao. Ngươi không cần lo lắng chuyện của chính ta mình có thể giải quyết. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian dơ ly rượu lên, được, uống rượu. Hắn uống cạn ly rượu này, Hạ Hầu Mộc Lan cầm rượu lên bình giúp hắn rót đầy, ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Gần nhất,
chúng ta giống như không có tách ra mấy ngày đi. Hạ Hầu Mộc Lan có chút lúng túng, mình đích thật có chút một thoại hoa thoại ý tứ, ta nghe nói Đông Châu chữa bệnh hệ thống ngay tại Phản Hủ, có không ít người bị liên lụy. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta là làm hành chính, Phản Hủ cũng phản không đến trên đầu ta, con người của ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn hắn một cái, lời này hắn cũng có thể nói ra. Hứa Thuần Lương cảm nhận được nàng ánh mắt ý tứ, ta công là công tư là tư, chưa từng chiếm công ra tiện nghi. Hạ Hầu Mộc Lan gật đầu nói, minh bạch, con hàng này là không có chiếm công ra tiện nghi, hai ngày này tận chiếm mình tiện nghi, chẳng những chiếm mình huyền âm chi thể, còn chiếm mình 25 vạn, đương nhiên cái này 25 vạn nàng chỉ là tạm thời ứng ra, công ty bảo hiểm sẽ đem cái này lỗ thủng bổ sung, thật có chút sự tình có thể bổ sung, có chút là bổ không lên. Hứa Thuần Lương nói, người ở lại hay chưa? Hạ Hầu Mộc Lan biểu thị ở tại ẩn Long Hồ phụ cận Vạn Hào. Hứa Thuần Lương nghe xong cách hắn nhà không bao xa, Hạ Hầu Mộc Lan có thể tùy thời đưa nàng chiếc xe kia cho lái đi. Hai người câu được câu không trò chuyện, đều có chỗ giữ lại, cũng đều rất khách khí. Lúc này bên ngoài tiến đến hai người quen, lại là Trường Hưng Bệnh viện Bảo vệ Khoa khoa trưởng Vu Hướng Đông, cùng Hoa Niên lớn khỏe mạnh Phó Tổng Vũ Pháp Quân. Vũ Pháp Quân nhìn thấy Hứa Thuần Lương sắc mặt đột biến, nhìn thấy Hạ Hầu Mộc Lan càng là bên trong bắt đầu lo lắng, hắn là bì môn bên trong người, Hạ Hầu Mộc Lan tại bì môn địa vị hắn là rõ ràng, mà lại đi qua còn cùng với nàng đã gặp mặt. Hứa Thuần Lương biết hai người bọn họ tư giao rất tốt, thật không nghĩ đến bọn hắn có thể chạy đến nơi đây ăn cơm, kỳ thật hai người bọn hắn là hai trận, Vu Hướng Đông nghe nói Vũ Pháp Quân quyết định không đi, đặc biệt vì hắn khánh hạ nhất hạ. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương cũng không thể không chào hỏi. Vu Hướng Đông vui tươi hớn hở đi tới, Hứa chủ nhiệm, trùng hợp như vậy. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy à, các ngươi làm sao cũng tới đây ăn cơm. Vũ Pháp Quân nói, vừa ăn xong cơm, tại khoa không uống đã nghiền, hẹn ta hai trận. Hứa Thuần Lương nói, muốn không cùng lúc ngồi. Hạ Hầu Mộc Lan nhận ra Vũ Pháp Quân, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Vũ Pháp Quân nào dám ngồi xuống, cười cười nói, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hắn hướng phục vụ viên biểu thị bên này chứng tính trên người hắn. Hứa Thuần Lương nói, không cần, thư bác sĩ kết qua. Hắn cũng ăn được không sai biệt lắm cùng Hạ Hầu Mộc Lan đứng dậy rời đi. Hai người sau khi ra cửa, Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi cái kia Vũ Pháp Quân cũng là các người bỉ môn bên trong người. Hạ Hầu Mộc Lan nói, xem như Đông Châu bên này một cái tiểu đầu mục, ngươi là từ chỗ của hắn biết được tình huống của ta. Hứa Thuần Lương thấy được nàng ánh mắt lãnh khốc. Hoài nghi nàng đối Vũ Pháp Quân động sát niệm, cười nói, không phải, ta theo dõi Nghiêm Hồng Phương mới tìm được nơi ở của ngươi, ta nhìn hắn rất sợ ngươi bộ dáng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi đã sớm biết thân phận của hắn, vì sao không từ trên người hắn hỏi ra Vũ Viên Nghĩa hạ lạc. Hứa Thuần Lương nói, Vũ Viên Nghĩa phi thường giàu hoạt, mặc dù Vũ Pháp Quân là hắn bố cục tại Đông Châu một con cờ, nhưng là Vũ Viên Nghĩa đối với hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, ngươi chỉ coi chưa thấy qua hắn chính là... Hạ Hầu Mộc Lan hỏi ngược lại, ta tại sao muốn nghe ngươi? Hứa Thuần Lương nói, vậy ta nghe ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan sửng sốt một chút, khóe mắt liếc hắn một cái, tin ngươi mới là lạ, rõ ràng là xáo lộ ta, bất quá nàng cũng lười xấu Hứa Thuần Lương sự tình, ý vị thâm trường nói, nhìn Vũ Pháp Quân cái dạng kia hẳn là bị ngươi khống chế. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi thật đúng là càng ngày càng hiểu ta, nhìn thấu không nói thấu. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi người này không từ thủ đoạn, Vũ Pháp Quân đấu không lại ngươi. Kỳ thật đâu chỉ Vũ Pháp Quân, đa mưu túc trí Tào Tân Vệ còn không phải chết dưới tay hắn, mình tại trí thông minh bên trên vẫn luôn có ưu càng cảm giác, nhưng biết hắn về sau, chuyện nào không phải bị hắn nghiền ép, cuối cùng liền thân tử cũng bị nghiền ép. Hứa Thuần Lương chỉ phía trước nói, nhà ta liền ở tại nơi này, muốn không mau mau đến xem. Không đợi Hạ Hầu Mộc Lan cự tuyệt. Hắn lại nói, vừa vặn đem xe của ngươi lái đi. Trong nhà người còn có những người khác ở đây sao? Hứa Thuần Lương nói, trước mắt chỉ một mình ta. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ gật đầu, nàng đối Hứa Thuần Lương tình trạng tiến hành hiểu rõ, biết Hứa Thuần Lương bình thường cùng gia gia ở cùng một chỗ, lão nhân không còn càng tốt hơn, tránh khỏi gặp mặt xấu hổ. Hứa Thuần Lương nói, sự tình xử lý xong. Hạ Hầu Mộc Lan minh bạch hắn chỉ là kia ba bộ thi thể. Nói khẽ bụi về với bụi, đất về với đất. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Hứa Thuần Lương ngăn cản tay mình lưỡi đao Tào Tân Vệ là phi thường chính xác, Tào Tân Vệ hại chết nàng phụ mẫu là sự thật, nhưng hắn dưỡng dục mình cũng là sự thật, cái này hơn 20 năm, hắn tạo một cái từng ly từng tí từ phụ hình tượng,
Hạ Hầu Mộc Lan gần nhất tâm tình vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Hứa Thuần Lương nói, có một số việc vẫn là triệt để quên tốt. Bản ý của hắn là khuyên bảo Hạ Hầu Mộc Lan, nhưng Hạ Hầu Mộc Lan giải đọc lại có chút không giống, nàng cho rằng Hứa Thuần Lương là tại chỉ giữa bọn hắn phát sinh sự tình, lạnh nhạt nói ta sớm đã quên. Tiến vào cư xá, tựa như đi vào Giang Nam Lâm Viên, Hạ Hầu Mộc Lan nói, người ngược lại là sẽ chọn địa phương, nơi này hoàn cảnh thật tốt. Hứa Thuần Lương nói, được cho Đông Châu tốt nhất cư xá, ta không có cái này tài lực, phòng ở là gia gia của ta. Hạ Hầu Mộc Lan thích nhất loại này cổ kính u nhã hoàn cảnh, đối cư xá tạo cảnh có phần cảm thấy hứng thú, lấy điện thoại cầm tay ra chụp mấy bức. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm giác nơi này còn so ra kém người ở căn cứ vườn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, đều có đặc sắc. Hứa Thuần Lương nhớ tới ban sơ gặp nàng mặc cổ trang sự tình, chủ động triển khai đề tài nói, người thật thích mặc hán phục. Hạ Hầu Mộc Lan nói, quen thuộc đi, từ ta khi còn bé, cha ta. Hắn liền thường xuyên cho ta hán phục mặc, ta chưa từng đi học, từ nhỏ đã tại Trung Châu học cung tiếp nhận quốc học giáo dục, người khác học toán lý hóa ta học tứ thư ngũ kinh, người ta học dương cầm quản dây cung ta học cổ cầm nữ công, người khác luyện thể thao vũ đạo, ta luyện Trung Hoa võ thuật bất chi bất giác liền nuôi thành thói quen, kỳ thật ta ngoại trừ sinh ý bên ngoài rất ít xã giao, ta đối thời thượng lưu hành Đông Tây cũng không có hứng thú, có đoạn thời gian, ta thậm chí cảm giác mình còn không có lớn lên liền già rồi. Hứa Thuần Lương nói, Trung Hoa truyền thống văn hóa bác đại tinh thâm, người dạng này giáo dục cũng không có gì không tốt. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta hiện tại liền cái tốt nghiệp tiểu học chứng đều không có, vừa rời đi học cung thời điểm, cảm giác mình tựa như cái cổ nhân, ta sợ hãi cùng xã hội tiếp xúc, e ngại cùng người khác kết giao. Không biết vì sao, nàng tướng chôn ở trong lòng thật lâu nói đối Hứa Thuần Lương nói ra. Hứa Thuần Lương nói, nhưng ta bây giờ nhìn ngươi làm việc lôi lệ phong hành dáng vẻ không giống như là xã sợ. Hạ Hầu Mộc Lan thở dài nói, ta 16 tuổi rời đi học cung, khi đó hắn liền nói cho ta muốn chuẩn bị bế quan sự tình, dự định đem trên tay tất cả mọi chuyện giao cho ta, hắn trời sinh tính đa nghi, không cách nào tín nhiệm cái khác người, từ đó trở đi, hắn liền bắt đầu đối ta tiến hành huấn luyện chẳng những là võ công, còn tôi luyện ý chí của ta cùng đảm lượng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Các nhà đều có nỗi khó xử riêng, cùng Tào Tân Vệ loại kia lão quái vật cùng một chỗ sinh hoạt, thời khắc đều muốn treo lên 12 phần tinh thần. Bất chi bất giác đi vào Hứa gia, Hứa Thuần Lương mời Hạ Hầu Mộc Lan đi vào. Hai ngày này đã để người đem trong nhà thu thập sạch sẽ, Hứa Thuần Lương nói cho Hạ Hầu Mộc Lan lúc trước Nghiêm Hồng ba người đêm khuya chui vào ý đồ ra hại chuyện của hắn. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng thầm nghĩ, như thế nói đến, Vũ Viên Nghĩa xuất thủ trước đây. Hứa Thuần Lương coi như giết Nghiêm Hồng ba cái cũng không thể bình thường hơn được. Hứa Thuần Lương đi cho Hạ Hầu Mộc Lan châm trà, Hạ Hầu Mộc Lan nói, không cần, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Đột nhiên cảm giác bụng dưới có chút đau đau nhức, Hứa Thuần Lương thấy mặt nàng sắc không đúng, để nàng ngồi xuống trước, xách ra giúp nàng bắt mạch. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu nói, ta tình huống của mình tự mình biết, trong hai ngày này hơi thở có chút hỗn loạn, ứng cong. Nàng ngừng lại không nói. Cuối cùng nguyên nhân là thể nội huyền âm chi khí bị Hứa Thuần Lương hóa đi, cho nên dẫn đến đan điền trống rỗng, muốn tướng nội tức một lần nữa sắp xếp như ý cần một thời gian. Hứa Thuần Lương không nói lời gì tướng cổ tay của nàng kéo qua đến, vì nàng bắt mạch, lập tức phát giác được mạch tượng của nàng hỗn loạn, chìm nổi không đồng nhất. Hứa Thuần Lương âm thầm chính mình dùng dĩ dương đạo âm phương pháp tướng Hạ Hầu Mộc Lan thể nội huyền âm chi khí tất cả đều hút đi, mặc dù hóa giải nàng bị huyền âm chi khí xông bạo đan điền. Kinh mạch đứt từng khúc nguy cơ, nhưng là cũng không tới kịp giúp nàng trùng tu kinh mạch. Dĩ dương đạo âm cũng không phải một lần là xong, chỉ là tướng Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi khí hút đi, sau đó liền bỏ mặc, mình chẳng phải là cũng coi nàng là thành lô đỉnh, thế nhưng là trợ giúp nàng chữa trị kinh mạch bị tổn thương phương pháp tốt nhất vẫn là dĩ dương đạo âm. Nếu như nói ra, Hạ Hầu Mộc Lan chưa hẳn có thể lý giải, nói không chừng sẽ cho là mình lòng tham không đáy, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn mai nở hai độ. Hứa Thuần Lương buông ra Hạ Hầu Mộc Lan cổ tay, Hạ Hầu Mộc Lan nhìn hắn mày rậm khóa chặt dáng vẻ, giống như không thể lạc quan, nhỏ giọng nói, tính mạng của ta hẳn không có trở ngại, chỉ là bị chút. Nội thương, gương mặt xinh đẹp có chút phát nhiệt, cảm giác mình giống như có chút không đứng đắn dáng vẻ. Hứa Thuần Lương nói, người kinh mạch bị hao tổn đều là bởi vì duyên cớ của ta. Hạ Hầu Mộc Lan nói, người cũng là vì cứu ta, ai nha, chúng ta nói xong coi như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem dạng đồ vật.
Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ gật đầu, nâng chén trà lên chậm rãi uống trà, cũng không lâu lắm, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cầm một vật tới, tập trung nhìn vào lại là hai cái đồng nhân không có gì, chỉ là hai cái này đồng nhân tư thế cũng quá xấu hổ một chút. Hạ Hầu Mộc Lan đỏ mặt nói, quá mức a. Hứa Thuần Lương nói, ta không có ý tứ gì khác, hai cái này đồng nhân là ta ngẫu nhiên đạt được, người với thân thể người huyệt đạo cũng hết sức quen thuộc, người nhìn kỹ bọn hắn bên ngoài thân cái này hai đầu tuyến, đây là một môn đặc biệt tu luyện phương pháp, nữ oa tạo ra con người vì sao chia làm thư hùng, dự tính ban đầu chính là âm dương bổ sung, người xuất sinh trước đó tại mẫu thể bên trong chính là tiên thiên cảnh, nhưng sinh sau khi đi ra liền biến thành hậu thiên cảnh. Hạ Hầu Mộc Lan ý thức được Hứa Thuần Lương tuyệt không phải cố ý để cho mình xấu hổ, nàng nhìn qua kia hai cái nhỏ đồng nhân, dọc theo tiêu ký liên tuyến cẩn thận quan sát. Hứa Thuần Lương nói, hài nhi tại mẫu thể bên trong thời điểm, mẹ con ở giữa lấy cuống rốn tương liên, hài nhi cần thiết hết thảy dinh dưỡng vật chất đều thông qua căn này cuống rốn đến chuyển vận, người có thể cho rằng như vậy, giữa bọn hắn quan hệ là hậu thiên cảnh dưỡng dục tiên thiên cảnh. Dĩ dương đạo âm có thể hiểu thành thông qua hấp thụ hậu thiên cảnh huyền âm chi khí đến xúc tiến tiên thiên cảnh tạo ra, chỉ bất quá kết nối phương thức không phải cuống rốn. Hạ Hầu Mộc Lan gương mặt xinh đẹp nóng lên, cái này cũng không cần chuyên môn nói rõ. Hứa Thuần Lương nói, dĩ dương đạo âm phương pháp bất luận kẻ nào đều có thể tiến hành tu luyện, nhưng là chỉ có huyền âm chi thể mới có thể thành tựu tiên thiên cảnh. Hạ Hầu Mộc Lan nhỏ giọng nói, như thế nói đến, người đã tu thành tiên thiên cảnh rồi. Tiên thiên cảnh giới, nàng chỉ là nghe nói qua, chưa hề tại trong hiện thực gặp qua. Hứa Thuần Lương cười nói, không kém bao nhiêu đâu, may mắn mà có ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan nói, đây chính là mệnh đi, nếu như không phải Hứa Thuần Lương, mình khả năng đã gặp Tào Tân Vệ độc thủ, như thế chỉ sợ mình liền sống tiếp dũng khí cũng không có. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật dĩ dương đạo âm là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, ý của ta là, chúng ta ngày đó chỉ bất quá tiến hành một nửa. Hạ Hầu Mộc Lan làm sao có thể không rõ hắn ý tứ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sẽ không hoài nghi ta đối ngươi mưu đồ làm loạn a? Nếu là như vậy, ngươi coi như ta không nói gì qua. Hạ Hầu Mộc Lan tâm nói cái gì nói đều để ngươi nói, nàng giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian nói, ta phải đi. Hứa Thuần Lương nói, tốt a, ta đưa ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan nói, không cần, ta lái xe trở về. Nàng đứng dậy muốn mau sớm rời đi, thật sự là quá lúng túng, nhưng đi nhầm phương hướng, một chút cùng Hứa Thuần Lương đụng cái đầy cõi lòng. Thật xin lỗi. Hứa Thuần Lương cười chỉ phía sau nàng, đi nhà để xe phải đi bên này. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ gật đầu, ta đi đây, ngươi đừng tiễn ta, chính ta không có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, ngươi loại tình huống này vẫn là càng sớm trị liệu càng tốt, miễn cho lưu lại mầm bệnh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ cho ta biết. Hạ Hầu Mộc Lan xoay người bỏ chạy, nàng ý thức được nếu như lại tiếp tục ở lại có thể muốn phạm sai lầm, nàng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đi vào ngoài cửa, Hứa Thuần Lương lại đi theo ra ngoài, chìa khóa. Chìa khóa xe. Hạ Hầu Mộc Lan dừng bước lại, từ Hứa Thuần Lương trong tay cầm qua chìa khóa xe, Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng a. Hạ Hầu Mộc Lan tranh thủ thời gian mở cửa xe ngồi xuống, liền nói đừng đều không có lo lắng nói, lái xe liền chạy. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nhìn qua đi xa ô tô, phát hiện Hạ Hầu Mộc Lan cũng rất khả ái. Hạ Hầu Mộc Lan rời đi về sau, nhận được Hứa Thuần Lương hai cái tin, một đầu là liên quan tới dĩ dương đạo âm luyện khí bí quyết, một đầu là hy vọng nàng ngày mai có thể bớt thời gian đi một chuyến bệnh truyền nhiễm viện, ký tên một phần chiến lược hợp tác hiệp nghị, phần này hiệp nghị dự tính ban đầu là vì che lấp, nhưng có thêm một cái nguồn tiêu thụ đối Hạ Hầu Mộc Lan vẫn là có chỗ tốt. Uông Chính Đạo đến Đông Châu trước đó cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, Uông Kiến Minh biết được hắn đến thời điểm, xe đã đến thị ủy đại viện. Uông Kiến Minh đối cái này thúc thúc coi như hiểu rõ, dựa theo gia gia đánh giá, hắn là cái không có đem tâm tư đặt ở chính đồ bên trên người, nếu như thúc thúc lựa chọn thể chế con đường, lấy trí tuệ của hắn, thành tựu hiện tại ít nhất là một phương đại tướng nơi biên cương. Thúc thúc lại là cái cực có chủ kiến người, lúc tuổi còn trẻ tùy tiện phản nghịch. Hắn lựa chọn từ thương cũng bị Gia Gia phản đối, nhưng cuối cùng hắn vẫn khư khư cố chấp. Mặc dù Uông Chính Đạo tại trên buôn bán thu được thành công, nhưng là tại bọn hắn loại gia tộc này xem ra từ thương từ đầu đến cuối không ra gì. Hơn 3 năm trước, một trận quái bệnh để Uông Chính Đạo không thể không lựa chọn ẩn núp, gần nhất hắn bỗng nhiên như kỳ tích khôi phục, trận này bệnh cũng cải biến hắn, để Uông Chính Đạo trở nên điệu thấp rất nhiều. Uông Kiến Minh vừa mới kết thúc một trận hội nghị,
nguyên vốn chuẩn bị thời gian kế tiếp cùng phân công quản lý văn giáo vệ sinh lão Lý nói chuyện gần nhất xuất hiện một vài vấn đề, hiện tại cũng chỉ có thể coi như thôi, hắn cũng không thể để Thúc Thúc tại tiếp đợi thất chờ hắn. Uông Kiến Minh để Tần Chính Dương thay mình nghênh đón Thúc Thúc, cũng đem hắn mời đến phòng làm việc của mình. Uông Chính Đạo tiến vào văn phòng thời điểm, Uông Kiến Minh đã cho hắn pha tốt trà, mà lại là sớm đứng đấy chờ nghênh đón hắn đến. Uông Chính Đạo có thể lý giải, hiện tại Chất Tử là Đông Châu người đứng đầu, mọi cử động làm người khác chú ý nếu như tự mình đi bãi đỗ xe nghênh đón, người khác khẳng định sẽ hiếu kỳ thân phận của hắn. Tần Chính Dương hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ về sau, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Uông Kiến Minh cung kính nói, Thúc Thúc, người tới vào lúc nào, cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi, ta tốt đi nghênh đón người. Uông Chính Đạo cười nói, người công việc bận rộn như vậy, ta làm sao có ý tứ quấy rầy đâu, Đông Châu ta rất quen, không cần ngươi tiếp, ta cũng có thể tìm được đường. Uông Kiến Minh luôn cảm thấy hắn câu nói này có mặt khác một tầng hàm nghĩa, hy vọng không phải mình suy nghĩ nhiều. Uông Chính Đạo sau khi ngồi xuống tiếp nhận Uông Kiến Minh đưa tới chén trà, cười nói, lúc đầu ta muốn đi nhà ngươi, nhưng về sau một suy nghĩ, vẫn là đừng đi quấy rầy cuộc sống của các ngươi, uyển oánh thích thanh tĩnh. Uông Kiến Minh cười cười, người trong nhà vẫn là trong nhà thuận tiện uyển oánh vẫn luôn kính trọng người. Lúc trước hắn cùng Hạ Uyển Oánh kết hôn thời điểm, bị đến gia tộc phản đối, đều là Thúc Thúc Uông Chính Đạo ra mặt, đoạn thời gian kia hắn cho cái đôi này chế tạo không ít chướng ngại, Thúc Thúc thậm chí tìm người đi làm Hạ Uyển Oánh tư tưởng công việc, Hạ Uyển Oánh đã quyết định từ bỏ, may mắn Uông Kiến Minh kiên trì hai người mới lấy đi tới hôm nay, cho nên Hạ Uyển Oánh đối Uông gia vẫn luôn biểu hiện được có chút xa cách, nhất là không thích hắn cái này Thúc Thúc. Uông Chính Đạo cũng nghe được Chất Tử nói bóng gió, xem ra Uông Kiến Minh đối với hắn đến thăm cũng không chào đón. Uông Chính Đạo nhấp một ngụm trà nói, ta lần này hoàn toàn chính xác gấp gáp một chút, nguyên vốn không muốn tại Đông Châu dừng lại, nhưng nhớ tới người tại Đông Châu, ta cái này đương Thúc Thúc nếu là qua nó cửa mà không vào chẳng phải là lộ ra thân tình lạnh mỏng, ra ra ngươi nếu là biết cũng sẽ trách tội ta. Uông Kiến Minh cười nói, vốn nên là ta đi thăm viếng người, nhưng gần nhất vừa mới tiếp thủ bên này công việc, thật sự là không thể phân thân. Ta chỗ này là không quan trọng, người có thời gian ngược lại là hẳn là về đi xem một chút ra ra, trong lòng của hắn thương yêu nhất chính là ngươi. Uông Kiến Minh nói, hai ngày trước ta cùng Kiến Thành liền nói khởi chuyện này, chúng ta về sau sẽ thường xuyên đi thăm viếng ra ra. Uông Chính Đạo đặt chén trà xuống, cười tủm tỉm nhìn qua Chất Tử, từ khi hắn sinh bệnh về sau liền cơ hồ chưa thấy qua tiểu tử này, tiền đồ, hiện tại quả thật có thị cấp người đứng đầu khí phái. Nói chuyện với mình đều tích thủy không để lọt dấu giếm lời nói sắc bén, lão đầu tử thương nhất chính là hắn, mình cũng không có nói ngoa. Uông Chính Đạo vẫn nhớ kỹ đại ca qua đời một năm kia, lão gia tử đem Uông Kiến Minh tiếp đến kinh thành trong nhà, tiểu tử này trầm mặc ít nói, từ đó trở đi liền cùng bọn hắn một nhà biểu hiện được phi thường xa cách, Uông Chính Đạo tự hỏi đối nổi hắn, hắn ăn mặc chi phí, chuyển trường thủ tục, loại nào không phải mình tự mình làm, coi như đối thân nhi tử cũng không có như vậy để bụng. Nhưng vẫn là không cải biến được hắn thực chất bên trong xa cách. Kiến Minh, ta nghe nói Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục xảy ra chút vấn đề. Uông Kiến Minh nói, cũng không tính cái vấn đề lớn gì chính là 100 mẫu đất thuộc về quyền. Nhạc Tinh tập đoàn nhìn chúng Thanh Sơn mỏ di chỉ công viên đối diện một mảnh đất, nhưng mảnh đất kia trước đó đã phê cho Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện kiến thiết mới viện, chúng ta làm lãnh đạo tổng không tốt thay đổi xoành xoạch đi. Nhưng mọi thứ đều có nặng nhẹ, Trung Hàn sản nghiệp vườn đầu tư nhiều ít. Cái kia bệnh truyền nhiễm viện đầu tư nhiều ít, thân là Đông Châu người đứng đầu, người thủ trước tiên nghĩ đến hẳn là như thế nào mới có thể đem Đông Châu lợi ích nhất lớn hóa, như thế nào mới có thể xúc tiến Đông Châu phát triển, ta vẻn vẹn đại biểu ta ý kiến của mình, ngươi nhưng tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều nha. Uông Kiến Minh nở nụ cười, Thúc Thúc, người nói ta cũng không phải không nghĩ tới, nhưng ở trong đó dính đến một cái phi thường mẫn cảm vấn đề, Nhạc Tinh tập đoàn tổng giám đốc Lý Bình Tinh đi qua từng tại Thanh Sơn mỏ sinh hoạt qua. Tại thời kỳ kháng chiến, từ bán đảo tới cái đám kia người đã từng trợ giúp Nhật Khấu làm qua rất nhiều chuyện xấu. Lý Bình Tinh muốn mảnh đất kia dự tính ban đầu là muốn tu kiến Trung Hàn sản nghiệp vườn tổng bộ, kỷ niệm phụ thân của hắn Lý Phát Nguyên, mà đối diện liền có một tòa bảy anh hùng bia kỷ niệm. Uông Chính Đạo xem thường nói, ta nhưng nghe nói có người đang cố ý lợi dụng chuyện này kích động dân tộc cừu hận, bốc lên dân tộc đối lập, đều thời đại nào, đừng nói những này vốn chính là không có chút nào căn cứ truyền ngôn, liền tính thật phát sinh qua cái gì. Cũng hẳn là nhìn về phía trước, không thể để cho dân tộc cừu hận ảnh hưởng phát triển kinh tế ngươi nói có đúng hay không? Uông Kiến Minh nói, Kiều lão thông qua Kiều Như Long biểu đạt lo lắng.
Uông Chính Đạo nhíu mày, nâng chung trà lên lại nhấp một ngụm trà, lão nhân gia ông ta bàn tay đến thật đúng là đủ dài. Uông Kiến Minh nói, lão nhân gia mặt mũi cũng nên cho, không phải ra ra nơi đó cũng không thể nào nói nổi. Uông Chính Đạo ha ha nở nụ cười, người có phải hay không cảm thấy thiếu hắn một cái nhân tình? Người đi đến bây giờ cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn chẳng qua là làm một kiện thuận nước đẩy thuyền sự tình. Uông Kiến Minh trong lòng có chút không thoải mái, có một số việc coi như biết cũng không nên nói ra. Uông Chính Đạo cũng không có từ Uông Kiến Minh trên nét mặt nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, hắn biết câu nói này có thể sẽ để Chất Tử xấu hổ, nhưng là hắn tịnh không để ý, Kiều lão đã không thể so với lúc trước. Uông Kiến Minh nhậm chức Đông Châu mặc dù hắn chủ động hỗ trợ, nhưng là coi như không có hắn, Uông Kiến Minh lên cao bước chân một dạng sẽ không dừng lại. Kiều Như Long gây chuyện xảy ra để Kiều gia mất hết thể diện, Diệp Thanh Nhã cùng hắn ly hôn liền mang ý nghĩa hai nhà bọn họ làm triệt để cắt chém, không phải là bởi vì tình cảm vỡ tan, mà là Diệp gia nhìn ra Kiều gia đã không có hy vọng. Uông Chính Đạo điểm phá chuyện này mấu chốt. Uông Kiến Minh nói, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, Như Long tuổi trẻ, nhìn ra được hắn phi thường hối hận. Uông Chính Đạo tướng chén trà buông xuống, liếc qua cái chén, Uông Kiến Minh lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, lại giúp hắn tướng nước nối liền. Chúng ta ba nhà là thế giao, thế hệ trước bên trong, Kiều lão vị trí tối cao, hắn sở dĩ có thể đi đến vị trí hôm nay, may mắn mà có Diệp lão cùng gia gia ngươi hết sức giúp đỡ, nhưng chúng ta Uông gia một lòng đối với hắn, lại đổi lấy cái gì? Năm đó gia gia ngươi để hắn ra mặt cho ba ba của ngươi điều động, hắn lại là làm sao làm? Uông Kiến Minh không nói gì, thúc thúc nói qua không chỉ một lần, nếu như phụ thân không ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu có lẽ liền sẽ không hy sinh tại người Âm Sơn trong chiến dịch, nhưng gia gia chưa bao giờ nhắc tới qua điều động sự tình. Uông Kiến Minh đã từng cân nhắc qua vấn đề này, nếu như mình ở vào phụ thân vị trí bên trên, hắn là vô luận như thế nào sẽ không tiếp nhận từ tiền tuyến xuống tới, vậy liền mang ý nghĩa lâm trận bỏ chạy, hắn tin tưởng phụ thân lựa chọn, hắn lấy phụ thân làm vinh. Hắn không thích thúc thúc liên quan tới năm đó phụ thân đổi đi nơi khác giả thiết, hắn cho rằng gia gia cũng sẽ không như thế làm, hắn thậm chí cho rằng thúc thúc đối phụ thân là một loại khinh nhờn. Nếu phụ thân ngươi còn sống, thúc thúc, trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu. Uông Kiến Minh không khách khí chút nào ngắt lời hắn. Uông Chính Đạo có chút cười xấu hổ cười, đúng vậy a, không có nhiều như vậy nếu, kỳ thật gia gia ngươi thành liền tại bọn hắn trong ba người hẳn là tối cao. Thời khắc mấu chốt có người ở sau lưng thọc hắn một đao. Uông Kiến Minh biết thúc thúc lại tại ngầm đâm Kiều lão, hắn cũng phi thường buồn bực, không biết thúc thúc đối Kiều lão nào có sâu như vậy oán niệm, liên gia gia đều không so đo, hắn so đo cái gì. Uông Kiến Minh tin tưởng, đến gia gia bọn hắn cái này cấp bậc, bọn hắn mỗi cái quyết định đều là vì công cân nhắc, không có khả năng trộn lẫn quá nhiều ý nghĩ cá nhân, năm đó Kiều lão bỏ phiếu phản đối nguyên nhân tuyệt không phải thúc thúc nói tới muốn dẫm lên gia gia bả vai trèo lên trên. Uông Kiến Minh nói, chuyện đã qua chúng ta vẫn là không muốn đề. Uông Chính Đạo đánh giá Chất Tử, tiểu tử này xác thực trưởng thành thành thục, ở trên người hắn có thể nhìn đến lão gia tử năm đó phong phạm, khó trách lão gia tử như thế thích hắn. Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình không có quay về đường sống. Uông Kiến Minh gật đầu nói, hẳn là không có. Hắn câu nói này tương đương triệt để đoạn mất Uông Chính Đạo tưởng niệm. Uông Chính Đạo kỳ thật đối mảnh đất kia cũng không chấp niệm. Lúc nghe Kiều lão biểu đạt lo lắng về sau, liền ý thức được chuyện này trên cơ bản không kết quả, mặc dù hắn luôn mồm Kiều lão không lớn bằng lúc trước, nhưng hổ già hùng phong tại, Kiều lão môn đồ đông đảo, năng lượng vẫn là không dung đánh giá thấp, Kiều Như Long lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà còn bảo vệ hoa đầu vị trí. Uông Chính Đạo nghe nói nhà mình lão gia tử cũng hỗ trợ nói chuyện, mấu chốt là Diệp gia không có lộ ra, Diệp Thanh Nhã cùng Kiều Như Long hôn nhân liền âm thầm như vậy giải trừ. Diệp gia nhìn xuống một hơi này, không có đem việc này làm lớn chuyện, cho Kiều gia lưu túc mặt mũi. Uông Chính Đạo nhắc nhở Uông Kiến Minh, Trung Hàn sản nghiệp vườn đầu tư rất lớn nhạc tinh phương diện ta nhưng thay cân đối, chính sách phương diện còn nhìn các ngươi có thể phóng xuất ra càng nhiều thành ý. Uông Kiến Minh nghe hiểu hắn ý tứ, xem ra Trung Hàn sản nghiệp vườn cuối cùng vẫn muốn ngụ lại Đông Châu, mặc dù Lý Sương Hách lần trước cùng mình gặp mặt tan rã trong không vui, nhưng là cũng không có đối sau cùng hợp tác tạo thành ảnh vang. Nhạc tinh tập đoàn chọn chúng Đông Châu hẳn là tiến hành chu đáo chặt chẽ toàn diện khảo sát, không lại bởi vì chỉ là 100 mẫu đất liền tùy tiện sửa đổi đầu tư của bọn hắn kế hoạch, Uông Kiến Minh cũng rõ ràng ở trong đó dính đến thúc thúc lợi ích, càng là như thế. Hắn càng phải cẩn thận. Trung Hàn sản nghiệp vườn cái này đầu tư 15 tỷ Mỹ Kim hạng mục hoàn toàn chính xác khiến người tâm động,
nhưng là hạng mục càng đại phong hiểm càng lớn, bởi vì lần này Thanh Sơn khu mỏ quặng lão bách tính kháng nghị, Uông Kiến Minh tại đối đãi Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục này thái độ trở nên càng thêm cẩn thận. Dựa theo Hàn Phương quy hoạch thư, sản nghiệp vườn tổng thể quy hoạch diện tích đạt 50 cây số vuông, không gian bố cục là sinh thành dung hợp khu hạch tâm cùng lâm cảng sản nghiệp nguyên bộ khu. Sinh thành dung hợp khu hạch tâm dựa vào già khu mỏ quặng, quy hoạch diện tích 40 cây số vuông. Lâm cảng sản nghiệp nguyên bộ khu dựa vào kênh đào bên trong cảng bến tàu, quy hoạch diện tích 10 cây số vuông. Trọng điểm phát triển ô tô, nguồn năng lượng mới trang bị cùng điện tử tin tức sản nghiệp, tích cực bồi dưỡng lâm cảng sản nghiệp cùng hiện đại nghề phục vụ. Này bằng với tại Đông Châu xây dựng một tòa sản nghiệp mới thành, nếu như việc này thuận lợi hoàn thành, khẳng định sẽ trở thành Uông Kiến Minh tham chính đến nay sáng chói nhất chiến tích. Uông Kiến Minh thừa nhận chiến tích đối với hắn có lực hấp dẫn, nhưng là hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Gia Gia từng nói với hắn, muốn tại thể chế bên trong lâu dài đi xuống liền không thể tầm nhìn hạn hẹp, liền không thể chỉ nhìn chằm chằm chiến tích. Một cái quan viên nếu như trong lòng chỉ muốn chiến tích tuyệt sẽ không trở thành một cái quan tốt, chân chính chiến tích hẳn là lão bách tính đến chấm điểm, đừng nghĩ đến có thể đi đến như thế nào vị trí, hẳn là nghĩ đến có thể vì lão bách tính làm nhiều ít sự tình. Uông Kiến Minh nói, ta xem qua kế hoạch của bọn hắn thư, liên quan tới đầu tư tạo thành nói rõ không đủ kỹ càng, ta sẽ để cho ngành tương quan một lần nữa ước định Trung Hàn sản nghiệp vườn phong hiểm tính. Uông Chính Đạo hơi kinh ngạc nhìn qua chất tử. Hắn câu nói này rõ ràng là nói cho mình nghe, có lầm hay không, ta đưa như thế đại nhất cái chiến tích cho ngươi, ngươi thế mà cùng ta bày lên phổ tới, có ý tứ gì? Một đối 15 tỷ Mỹ kim đầu tư ngươi còn muốn chọn 3 lấy 4 sao? Uông Kiến Minh nói, thúc thúc, câu hỏi không nên hỏi, Chính Đạo tập đoàn chuẩn bị xâm ném nhiều ít. Uông Chính Đạo cười tủm tỉm nói, ta cũng đang tiến hành phong hiểm ước định. Loan Ngọc Xuyên tại bệnh truyền nhiễm viện mới viện cánh đồng chỉ là tượng trưng dạo qua một vòng liền đi trong thành phố, hắn hôm nay nhật trình sắp xếp rất vẹn toàn, còn muốn cùng Đông Châu mấy vị lãnh đạo gặp mặt, cử động của hắn cho thấy, hắn chỉ là tiện đường tới xem một chút, đi cái hình thức mà thôi. Bệnh truyền nhiễm viện phương diện đối lần này thị sát phi thường trọng thị, trong viện lãnh đạo chủ yếu đều tới, dù sao cũng là thần tài giá lâm, bọn hắn nhất định phải long trọng tiếp đãi. Hứa Thuần Lương cho rằng có chút nhỏ nói thành to, đầu tư loại sự tình này là hai mái hiên tình nguyện, một cái bàn tay khẳng định đập không vang, Xích Đạo vốn liếng không phải người ngu, vô lợi nhưng đồ sự tình người ta sẽ không làm, cho nên sẽ không bởi vì là bệnh truyền nhiễm bên này long trọng tiếp đãi liền quyết định đầu tư hoặc không ném. Viện trưởng Nghiêm hồi ý đưa tiễn Loan Ngọc Xuyên về sau còn biểu hiện được có chút thấp thỏm, thấp giọng hỏi Hứa Thuần Lương, có phải là bọn hắn hay không tiếp đãi không đủ nhiệt tình? Làm sao Loan Tổng đến hiện trường không đến nửa giờ liền đi, đều không có tới được đến nhằm vào cụ thể đầu tư kế hoạch tiến hành trao đổi, vốn đang dự định mời hắn đi bệnh viện mở câu thông sẽ đâu. Hứa Thuần Lương gặp hắn kinh sợ dáng vẻ không khỏi muốn cười, chỉ tại cách đó không xa đang đánh điện thoại Mặc Hàm, nhắc nhở Nghiêm hồi ý Mặc Hàm vẫn còn, Xích Đạo vốn liếng nhiều như vậy hạng mục, thân là Tổng Giám Đốc Loan Ngọc Xuyên không có khả năng mọi chuyện chiếu cố, bên này đầu tư đã giao cho Mặc Hàm toàn quyền phụ trách. Nghiêm hồi ý nghe hắn nói như vậy hơi yên lòng một chút, trong lòng thầm nghĩ, dù sao chuyện bên này có Phan Tuấn Phong cùng Hứa Thuần Lương, mình cũng không cần thiết lo lắng quá nhiều, coi như cân nhắc lại nhiều cũng không có tác dụng gì, đơn giản giao đời vài câu cùng cái khác viện lãnh đạo rời đi trước. Cúp điện thoại, phát hiện Hứa Thuần Lương ngay tại bên cạnh mình đứng đấy, liếc hắn một cái nói, có thể hay không bảo trì điểm khoảng cách, muốn trộm nghe thương nghiệp cơ mật a. Hứa Thuần Lương nói, ta lại không có mở cửa ngươi kia thương nghiệp cơ mật với ta mà nói không có chút giá trị. Mặc Hàm nói, các người bệnh truyền nhiễm viện là cái nào trường đại học phụ viện? Hứa Thuần Lương nói, cái gì? Mặc Hàm nhìn hắn đầu óc mơ hồ bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, người cái viện này xử lý chủ nhiệm nghiệp vụ không thuần thục a, đối với mình bệnh viện đều như vậy chưa quen thuộc. Hứa Thuần Lương minh bạch, thật giống như trường Hưng bệnh viện là Bình Hải đại học phụ thuộc bệnh viện. Bệnh truyền nhiễm viện là chỗ nào phụ viện đâu? Hắn là thật chưa nghe nói qua, giống như nhớ đến bọn hắn là Đông Châu vệ trường học thực tập cơ địa, cấp 3 nhất đẳng bệnh viện cấp bậc còn tại đó, phụ viện cũng giảng cứu môn đăng hộ đối, liền lấy Đông Châu y khoa đại tới nói, người ta là tỉnh thuộc trọng điểm cao giáo, chướng mắt bọn hắn cái này phó sư cấp chuyên khoa bệnh viện. Mặc Hàm kỳ thật đã điều tra rõ ràng, người tại Đông Châu y khoa đại có quan hệ sao? Tìm quan hệ treo khối phụ viện bảng hiệu. Về sau nói ra cũng dễ nghe, cái khác đại học y khoa cũng được, danh khí càng lớn càng tốt, lưng dựa vào đại thụ tốt hóng mát a. Hứa Thuần Lương trong lòng suy nghĩ mình quen thuộc nhất chính là tiểu cô Hứa Gia Văn,
tiểu cô trước mắt chuẩn bị làm nên Nam Giang Đại học, nhưng nàng chính là cái nghiên cứu học vấn, vẫn là đừng cho nàng tìm phiền toái. Nghĩ lại, Mạc Hàm không chính là có sẵn quan hệ nha, cười nói Europa Thương học viện không phải là các ngươi xây dựng sao? Dứt khoát liền treo cái Europa Thương học viện phụ viện. Mạc Hàm nói, ngươi có đầu óc hay không, ngươi nhìn bệnh viện nào treo Thương học viện phụ viện bảng hiệu, mà lại Europa Thương học viện là đầu tư bên ngoài, coi như có thể treo biển hành nghề, thủ tục cũng quá phức tạp đi, tốt nhất là bản tỉnh đại học, tỉnh trọng điểm tốt nhất. Hứa Thuần Lương nói, cho ta ngẫm lại. Mạc Hàm để hắn từ từ suy nghĩ, dù sao chuyện này cũng không nhất thời vội vã, trước mắt đã cùng tỉnh bệnh viện đạt thành sơ bộ mục đích, đến lúc đó có thể cho bọn hắn hợp tác bệnh viện phủ lên bệnh viện nhân dân tỉnh thứ 7 phụ viện bài tử. Hứa Thuần Lương nghe nói xếp tới thứ 5 không khỏi có chút ghét bỏ, nghe như cái gánh hát xong, mà lại chỉ cung cấp cái này tấm bảng hiệu bệnh viện nhân dân tỉnh liền có thể phân đi 5% cổ phần danh nghĩa. Hứa Thuần Lương người cảm thấy không có lời, cảm giác là xích đạo vốn liếng cùng tỉnh nhân y liên thủ tại âm cổ phần của bọn hắn. Hứa Thuần Lương về bệnh viện trên đường cho Tần Chính Dương gọi điện thoại, hỏi hắn có hay không đại học phương diện quan hệ, Tần Chính Dương cho hắn một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Ấn lý thuyết Đông Châu Y Khoa Đại là phù hợp nhất, nhưng là Đông Châu Y Khoa Đại tại bản địa đã có 3 nhà phụ thuộc bệnh viện, coi như có thể đàm thành, cũng phải xếp tới lão tứ, hàng năm vì cái này tấm bảng hiệu còn phải giao nạp một bút không ít quản lý phí, mà lại Đông Châu Y Khoa Đại phụ viện cái này tấm bảng hiệu treo lên người khác cũng không nhận. Dân bản xứ vừa nhắc tới phụ viện đầu tiên nghĩ đến chính là thứ 2 bệnh viện nhân dân. Giống trung tâm y viện liền treo lên tỉnh đường sắt Y Khoa Đại bảng hiệu, cái này gọi đường cong cứu quốc. Tần Chính Dương đề nghị dứt khoát cùng Trung Hoa Khai thác Mỏ Đại học nói chuyện, phủ lên Trung Hoa Khai thác Mỏ Đại học phụ thuộc bệnh viện bảng hiệu trực tiếp một bước biến thành bên trong danh tiếng. Người ta là thuộc hạ 211 đại học, mặt mũi không thể so với địa phương viện y học lớn hơn. Hứa Thuần Lương cho rằng Tần Chính Dương không để ý đến trọng điểm, Trung Hoa Khai thác Mỏ Đại học mặc dù là cái 211, nhưng là trường đại học này là lý công loại liền không có viện y học. Tần Chính Dương nhưng không có hồ đồ. Thường quy hình thức là trước có viện y học sau đó lại có phụ thuộc bệnh viện, nhưng là cũng không có nghĩa là không thể trước có phụ thuộc bệnh viện lại có viện y học. Hiện tại cao giáo đều tại mưu đồ phát triển, đa số đều đi lên tổng hợp phát triển con đường, căn cứ hắn nội tình tin tức, Trung Hoa Khai thác Mỏ Đại học ngay tại chủ bị viện y học, chuyện này chính là bí thư phu nhân Hạ Uyển Oánh phụ trách. Nếu như Trung Hoa Khai thác Mỏ Đại học viện y học thành lập, đến lúc đó muốn trở thành phụ viện bệnh viện khẳng định chạy theo như vịt. Bây giờ còn đang chủ bị kỳ, bệnh truyền nhiễm viện hoàn toàn có thể nhanh chân đến trước, mà lại tại phụ thuộc bệnh viện cùng cao giáo trải qua một đoạn thời gian rèn luyện hậu chiêu phát lên bước so trước có viện y học lại có phụ thuộc bệnh viện phải nhanh rất nhiều. Lại nói y công kết hợp vốn là chiều hướng phát triển, Trung Hoa Khai thác Mỏ Đại học an toàn ngành học cả nước thứ nhất, bản liền cần cùng y học loại ngành học giao nhau tìm kiếm mới phát lực điểm, đi qua đại học liền tham gia qua mỏ than chức nghiệp bệnh phòng hộ. Trong nước giống lý công khoa viện trường học mở viện y học có được phụ thuộc bệnh viện cao giáo rất nhiều, bọn hắn tuyệt không là cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Hứa Thuần Lương mạch suy nghĩ triệt để bị Tần Chính Dương cho dẫn dắt, liền đúng vậy a, chuyện này hẳn là song hướng lao tới, hắn cùng Hạ Uyển Oánh mặc dù nhận biết, nhưng là quan hệ không có quen đến kia phân thượng, tại là nghĩ đến Diệp Thanh Nhã. Hứa Thuần Lương phong cách làm việc chính là nói làm liền làm, ngựa lên liên hệ Diệp Thanh Nhã, Diệp Thanh Nhã sảng khoái đáp ứng. Nàng sẽ trực tiếp cùng Hạ Uyển Oánh nói. Hứa Thuần Lương trở lại bệnh viện thời điểm, Hạ Hầu Mộc Lan đã đến, phụ trách tiếp đãi Hạ Hầu Mộc Lan chính là Phó Viện trưởng Triệu Hồng Hà, bình thường bệnh viện dược phẩm cùng thiết bị mua sắm chính là nàng phụ trách. Triệu Hồng Hà đối Hạ Hầu Mộc Lan đến có chút cảnh giác, dù sao Hạ Hầu Mộc Lan là Hứa Thuần Lương quan hệ, qua đi bệnh viện mua sắm trên cơ bản là nàng định đoạt, hiện tại Hứa Thuần Lương đã nhúng tay nàng phạm vi quản hạt. Người khác không biết. Triệu Hồng Hà là phi thường rõ ràng, Mộc Lan tập đoàn thực lực hùng hậu, tại thuốc bắc trồng gia công phương diện tuyệt đối được xưng tụng ngành nghề nhân tài kiệt xuất, nhưng là nàng có chút nghĩ không thông, như thế đại tập đoàn làm sao lại chủ động tìm tới Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, còn muốn cùng bọn hắn thành lập toàn diện hợp tác tính hợp quần. Hạ Hầu Mộc Lan đã nhìn qua Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện hợp tác phương án, nhưng là nàng không có tỏ thái độ, Mộc Lan tập đoàn không kém điểm ấy buôn bán nhỏ, ký phần này hiệp nghị chủ yếu là thay Hứa Thuần Lương che lấp. Hứa Thuần Lương đi vào về sau, có chút áy náy nói, không có ý tứ ta tới chậm. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta cũng mới vừa đến không lâu. Triệu Hồng Hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, Hạ Tổng cảm giác chúng ta hợp tác phương án như thế nào? Hạ Hầu Mộc Lan sửa chữa chính đạo, ta phục họ Hạ Hầu không phải họ Hạ.
Triệu Hồng Hà hơi có vẻ xấu hổ, không có ý tứ, ta nghe lầm, Hạ Hầu Tổng. Hứa Thuần Lương thầm than, cái này Triệu Hồng Hà trình độ không được a, cũng không biết làm sao lên làm phó viện trưởng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, phần này hợp tác phương án ta xem qua, rất không hoàn thiện, đã song phương chiến lược hợp tác, liền có tính chất biệt lập. Tại Mộc Lan tập đoàn có thể cung cấp sản phẩm phạm vi bên trong, quý viện hẳn là đem chúng ta xem như lựa chọn duy nhất, mà không phải lựa chọn một trong, đồng dạng vì hợp tác tính công bình, ta có thể làm ra cam đoan, đồng dạng dược liệu, chúng ta Mộc Lan tập đoàn sẽ làm đến chất lượng giá tối ưu giá thấp nhất. Triệu Hồng Hà cười nói, cái này như thế nào cam đoan đâu? Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta không có khả năng mỗi dạng dược liệu đều tiến hành so sánh giám định. Hạ Hầu Mộc Lan không khách khí chút nào đánh gãy nàng, Mộc Lan tập đoàn nhãn hiệu chính là cam đoan, chúng ta căn cứ trồng thuốc bắc vượt qua 100 khoa, hơn 300 trồng, trong đó bạc bạch thược, đoạn máu chảy, đan da đều được xếp vào thập đại an huy thuốc, chúng ta xuất phẩm dược liệu đều là trong nước đỉnh cấp, Đông Châu Y khoa đại phụ viện dùng chính là sản phẩm của chúng ta, Đông Châu Y dược công ty cũng là từ chúng ta nơi này nhập hàng. Triệu Hồng Hà nói, chỉ là chúng ta đi qua vẫn luôn có hợp tác lâu dài công ty. Người nói lên tính chất biệt lập ta nhất định phải lên báo viện lãnh đạo. Hạ Hầu Mộc Lan nói, không sao, các người có thể lựa chọn không hợp tác, dù sao cũng không phải tổn thất của ta. Triệu Hồng Hà khí thế triệt để bị Hạ Hầu Mộc Lan ngăn chặn, nàng cười cười, biểu thị cái này đi tìm Nghiêm viện trưởng xin phép một chút. Hứa Thuần Lương cho Hạ Hầu Mộc Lan rót chén trà bưng tới, vất vả. Hạ Hầu Mộc Lan nói, trình diễn đến không sai biệt lắm liền phải. Không cần thiết nhất định phải ký cái gì hợp tác hiệp nghị. Hứa Thuần Lương nói, thịt muỗi cũng là thịt, ta đây không phải nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi điểm kinh tế đền bù. Hạ Hầu Mộc Lan tay giơ lên, ngươi nhưng đánh ở đi, ta cũng không chênh lệch điểm ấy thịt, ngươi nhìn không ra a, vừa rồi cái kia Triệu viện trưởng tâm không cam tình không nguyện, người ta có chính mình quan hệ, ngươi đem tập đoàn chúng ta dẫn tiến đến, khẳng định xúc động ích lợi của nàng, ta tăng thêm một đầu tính chất biệt lập, nàng lập tức liền không vui. Hứa Thuần Lương cũng không có đem hợp tác hiệp nghị coi ra gì, như vậy đi, Trường Thiện bệnh viện về sau cần thuốc bắc đều từ các ngươi tập đoàn tiến. Hạ Hầu Mộc Lan nói, dẹp đi đi, liền nhà các ngươi kia giang ruột bệnh viện. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, từ tiếng nói của nàng liền có thể nghe ra nàng khẳng định điều tra qua mình, đừng xem thường người a, giang ruột bệnh viện thế nào. Trường Thiện bệnh viện sinh ý không biết tốt bao nhiêu, hiện tại số một khó cầu, thuốc đông y dùng lượng không thể so với bệnh truyền nhiễm viện ít. Hạ Hầu Mộc Lan nói, không có ý kia, thành, về sau Trường Thiện bệnh viện có cần, ta cho các người ưu đãi nhất giá cả. Hứa Thuần Lương hướng nàng dựng lên ngón cái, khí quyển. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta còn là trở về, chờ nàng hồi báo xong còn không biết ngày tháng năm nào. Hứa Thuần Lương nói, ta đưa ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta có xe. Lúc này Triệu Hồng Hà trở về, hai người đều không nghĩ tới nàng trở về nhanh như vậy. Triệu Hồng Hà biểu thị đã trưng cầu qua lãnh đạo ý kiến, đồng ý ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị. Chủ yếu là vừa mới nghe được một tin tức, tiêu hóa khoa chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô đã bị ngành tương quan hai lần gọi đi uống trà, nghe nói là lại tra ra vấn đề mới. Gần nhất chính vào chữa bệnh phản hủ, loại thời khắc nhạy cảm này ngàn vạn không thể đắc tội người, nhất là Hứa Thuần Lương, tiêu hóa khoa Lương Nghiễm Tô hạ tràng liền bày ở trước mắt. Hiện tại bệnh truyền nhiễm trong nội viện bộ đều đạt thành một cái chung nhận thức. Coi như đắc tội viện trưởng Nghiêm Hồi Ý cũng không thể đắc tội Hứa Thuần Lương, tiểu tử này năng lượng quá lớn, liền lấy Lương Nghiễm Tô chuyện lần này tới nói, lúc đầu đã đều đi qua, hắn không phải không biết lượng sức khắp nơi báo cáo, hiện tại cuối cùng đem mình cho làm tiến vào, người ta Hứa Thuần Lương liền con mắt đều không nhìn hắn. Còn nữa nói cùng Mộc Lan tập đoàn ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị, được lợi phương nhưng thật ra là Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, Mộc Lan tập đoàn sản xuất ra công trung thảo dược chất lượng tiếng lành đồn xa. Hạ Hầu Mộc Lan ký xong hiệp nghị, Triệu Hồng Hà tự mình đưa nàng đưa đến dưới lầu, Hứa Thuần Lương bồi tiếp Hạ Hầu Mộc Lan đi vào bãi đỗ xe, Hạ Hầu Mộc Lan chỉ vào bệnh viện khu nội trú trên đại lầu treo hoan nghênh tranh chữ nói, xích đạo vốn liếng đầu tư bệnh viện các ngươi rồi. Hứa Thuần Lương đem xong phương ý hướng hợp tác nói cho nàng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, sớm nhất đầu tư bệnh viện phong trào vẫn là từ Bì Môn bắt đầu. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại cũng không ít. Ban sơ đều là một bang hám lợi đen lòng Bì Môn tử đệ tại các bệnh viện lớn thiết lập bệnh hoa liễu phòng khám bệnh, vừa vặn gặp phải một đợt lúc đầu buông ra mang tới tiền lãi, từng cái kiếm được đầy bồn đầy bát, mấy chuyến quét sạch về sau, lưu anh ngầm phượng càng ngày càng ít, cho dù có cũng bắt đầu chú ý cá nhân vệ sinh, ngầm bệnh càng ngày càng ít,
những này bì môn tử đệ cũng theo thời đại tiến hành chuyển hình. Bắt đầu đem ánh mắt thả tại những khoa thất khác, chủ yếu là các bệnh viện lớn phòng khám bệnh, phụ khoa, bí nước tiểu, nhãn khoa, tai mũi hầu, khoang miệng khoa, kiểm tra sức khỏe trung tâm, đừng nhìn cấp trên 3 khiến 5 thân tăng cường chữa bệnh quản khống, các lớn bệnh viện vẫn không cách nào thanh trừ những người này vô khổng bất nhập rót vào. Bất quá bây giờ làm được bí mật hơn, trên cơ bản đều xung làm phía sau kim chủ, đỉnh ở tiền tuyến chính là một bang về hưu già chuyên gia, có trực tiếp chính là bắt đầu dùng bệnh viện trong biên chế nhân viên, chỉ muốn thủ lao đúng chỗ không có làm không thành sự tình. Hạ Hầu Mộc Lan nói, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, bệnh viện vì phát triển cần ngoại lai tài chính trợ lực, ta cũng có phương diện này đầu tư, Đông Châu khối U bệnh viện máy gia tốc tuyến tính chính là ta ném. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ta giới thiệu ngươi ném chúng ta Tân Y viện. Hạ Hầu Mộc Lan nói, bệnh truyền nhiễm viện không có gì phát triển đi. Bệnh truyền nhiễm viện tại hệ thống vệ sinh bên trong là cái tương đương đặc biệt tồn tại, chuyên nghiệp tính chất quyết định bọn hắn không có khả năng giống cái khác tổng hợp bệnh viện một dạng có được càng rộng lớn thụ chúng, lần này Chu Hoạch Kiến lập tổng hợp bệnh khu chính là vì cải biến cái này vừa hiện hình. Đừng nóng vội tại có kết luận nha, đến phòng làm việc của ta, ta giới thiệu cho ngươi. Hứa Thuần Lương lại đem Hạ Hầu Mộc Lan mời đến hắn ở vào Chu Hoạch Kiến lập làm chủ nhiệm văn phòng, tướng bệnh truyền nhiễm viện mới viện hai kỳ quy hoạch cho nàng giới thiệu một lần. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn hiệu quả đồ, lại nghiên cứu chung quanh một cái quy hoạch, cảm giác bọn hắn hạng mục này hoàn toàn chính xác rất có tiền cảnh, mặc dù đánh lấy kiến thiết bệnh truyền nhiễm viện mới viện cờ hiệu, nhưng trên thực tế một hai kỳ công trình kiến thiết chính là hai cái bệnh viện, đồng thời công trình là bệnh truyền nhiễm viện. Hai kỳ kiến thiết đến chính là một nhà hiện đại hóa tổng hợp bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta cho ngươi giao cái đáy. Ta dự định tại Tân Y viện kiến thiết một cái quốc tế nhất lưu khoa tim mạch trung tâm. Không đợi hắn nói xong, Hạ Hầu Mộc Lan liền hiểu, tối hôm qua ngươi hẹn thư bác sĩ ăn cơm chính là vì chuyện này à. Hứa Thuần Lương cười nói, là hắn hẹn ta. Bất quá các ngươi Tân Y viện vị trí địa lý giống như quá lệch, khoảng cách nội thành có chút xa. Ngoài nghề không phải, bệnh viện không quan tâm vị trí địa lý, mấu chốt nhất là nhân tài, chỉ cần ta đem nhân tài ưu tú tập trung đến Tân Y viện. Bệnh nhân mới mặc kệ bệnh viện chúng ta mở ở nơi nào, chỉ cần có thể cứu mạng, coi như chúng ta đem bệnh viện lái đến Everest đỉnh, một dạng có người leo đi lên chữa bệnh. Hạ Hầu Mộc Lan biết hắn nói đến đều là lời nói thật, nhưng không thể gặp hắn làm sao đắc chí, đừng cho là ta không hiểu rõ Đông Châu chữa bệnh tình trạng, phụ viện cùng trung tâm y viện đều xây dựng mới viện, cũng đã khai trương, nhưng mới viện sinh ý thanh đạm vô cùng. Người yêu ném không ném. Ta thế nhưng là đem ngươi trở thành người một nhà mới nói cho ngươi nhiều như vậy nội bộ tin tức, không phải ta thổi, hiện tại vội vàng nghĩ đầu tư có thể vây quanh Đông Châu Tam Hoàn đường đi một vòng. Hứa Thuần Lương chính là thổi, mắt trước xác định đầu tư cũng chỉ có xích đạo vốn liếng một nhà. Hạ Hầu Mộc Lan không có vạch trần hắn, ta về đi suy nghĩ một chút. Được, có cần tùy thời tìm ta. Hạ Hầu Mộc Lan nghe hắn nói như vậy, lỗ tai lại là nóng lên, biết rõ hắn đàm phải là chính sự. Nhưng nhìn không được vẫn là hướng địa phương khác nghĩ, chỉ trách người này lưu lại cho mình ấn ký quá sâu. Hứa Thuần Lương vốn muốn mời Hạ Hầu Mộc Lan thể nghiệm một chút bọn hắn bệnh viện công việc, hết lần này tới lần khác lúc này Cơ Dai Dai gọi điện thoại đến đây, lại là hắn một vị khác đồ đệ Phó Học Đông trở về. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, Phó Học Đông trở về làm sao không liên hệ mình ngược lại đi tìm hắn sư tỷ tỷ Dai Dai. Cơ Dai Dai nói cho Hứa Thuần Lương Phó Học Đông cảm xúc có chút không đúng. Lần này là nghĩ rời nhà trốn đi, còn chuyên môn căn dặn nàng đừng nói cho sư phụ, nàng suy đoán Phó Học Đông khẳng định gây chuyện, cho nên vẫn là liên hệ Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương ở trong điện thoại biểu dương Cơ Dai Dai, để nàng trước ổn định Phó Học Đông, mình lập tức đi qua. Hạ Hầu Mộc Lan gặp hắn có việc liền không định nhiều chậm trễ, chuẩn bị cáo từ rời đi, Hứa Thuần Lương để nàng tiện đường đưa mình đi Trường Thiện Bệnh viện một chuyến. Trên đường trước liên hệ một chút Phó Quốc Dân. Liên tiếp đánh mấy điện thoại đều ở tắt máy trạng thái, từ khi văn lữ cục xảy ra chuyện, Phó Quốc Dân bị đào ra một loạt vấn đề, nhận lấy giáng cấp xử lý, điện thoại di động của hắn liền thường xuyên tắt máy, trước mắt nghỉ bệnh dài lâu bên trong. Hứa Thuần Lương cũng không phải lần đầu tiên liên hệ hắn, đối với cái này có chuẩn bị tâm lý, Hứa Thuần Lương lại liên hệ lão bà hắn Triệu Hân Đình. Triệu Hân Đình phụ thân gần nhất nhập viện rồi, nàng về nhà cũng có một tuần lễ. Hứa Thuần Lương nghe xong liền đoán được nàng không rõ ràng Phó Học Đông sự tình, cũng liền không có nói với nàng, chủ yếu là sợ nàng lo lắng. Triệu Hân Đình tiếp vào Hứa Thuần Lương điện thoại cùng nhìn thấy thân nhân giống như nói không ngừng, chủ yếu vẫn là vì lão công Phó Quốc Dân,
Phó Quốc Dân lần này thụ sự đả kích không nhỏ, cả người trở nên có chút tự bế, đối với người nào đều yêu đáp không để ý tới, hơi một tí còn phát cáu, làm đến bọn hắn hai mẹ con đều không biết làm thế nào, hy vọng Hứa Thuần Lương có thời gian có thể khai đạo khuyên bảo hắn. Hạ Hầu Mộc Lan đã đi tới Trường Thiện cửa bệnh viện, hỏi thăm Hứa Tồn Lượng muốn hay không tiến vào đi, Hứa Thuần Lương chỉ phía trước nói, không cần, đuổi theo cái kia mang bổng cầu mạo nam hài. Hứa Thuần Lương từ thân ảnh đã đánh giá ra từ bệnh viện đi ra tiểu tử kia chính là Phó Học Đông, rõ ràng để Cơ Giai Giai đem hắn ổn định, làm sao tiểu tử này vẫn là chạy ra ngoài. Phó Học Đông vừa đi vừa hướng chung quanh nhìn quanh, lộ ra phi thường cảnh giác, hắn phát giác Cơ Giai Giai có chút không đúng, hoài nghi nàng đem mình cho ra bán, cho nên lấy cớ đi nhà vệ sinh trốn thoát. Hứa Thuần Lương để Hạ Hầu Mộc Lan tại dừng xe bên đường. Hứa Thuần Lương vừa xuống xe, Phó Học Đông liền phát hiện, hắn xoay người bỏ chạy. Hứa Thuần Lương hét lớn, người đứng lại đó cho ta. Hắn cái này một hô, Phó Học Đông chạy nhanh hơn. Hạ Hầu Mộc Lan ra tốc vượt qua Phó Học Đông, Phó Học Đông quay người chạy hướng đường cái đối bên cạnh, hắn mặc dù chạy rất nhanh, trung cực vẫn là so ra kém Hứa Thuần Lương tốc độ, bị Hứa Thuần Lương nhấn đổ vào đường cái trung tâm. Hạ Hầu Mộc Lan mau đem xe nằm ngang ở bọn hắn phía trước, giúp hai người bọn họ ngăn cản phía trước lái tới cỗ xe, lớn trên đường cái xe tới xe đi vô cùng nguy hiểm. Phó Học Đông cánh tay phải bị Hứa Thuần Lương ngăn chặn, tay trái của hắn không ngừng đập mặt đất nói thả ta ra. Sư phụ, người thả ta ra. Hứa Thuần Lương mắng, hỗn đản đồ chơi, người còn biết ta là sư phụ ngươi, cho ta trơn tru đứng lên xe. Lúc này Cơ Giai Giai cũng đuổi tới, Phó Học Đông, người chạy cái gì? Giúp đỡ Hứa Thuần Lương đem Phó Học Đông cho nhấn lên xe. Hạ Hầu Mộc Lan lần này cũng không tốt đi, trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến, Hứa Thuần Lương để nàng trước tiên đem lái xe đến trước mặt bãi đỗ xe. Hứa Thuần Lương mắt lom lom nhìn qua Phó Học Đông nói, đến Đông Châu đều không nói với ta một tiếng, ngươi thật là đi. Cha ngươi biết không? Phó Học Đông lắc lắc cổ nhìn qua ngoài cửa sổ xe không nói một lời. Cơ Giai Giai nói, bọn hắn hai người cãi nhau, cha hắn đánh hắn. Phó Học Đông hét lớn, ngươi đáp ứng ta không nói. Hứa Thuần Lương bị chọc giận quá mà cười lên, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện, lão tử đánh nhi tử đây không phải là thiên kinh địa nghĩa. Phó Học Đông nói, ngài là chưa thấy qua hắn bộ dáng bây giờ, uống rượu hút thuốc, sống mơ mơ màng màng, uể oải suy sụp, chính hắn phạm sai lầm tâm tình không tốt dựa vào cái gì phát tiết đến trên đầu chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, cha ngươi không có phạm sai lầm, đừng nghe bên ngoài người nói mò. Nhìn qua Phó Học Đông phía sau hai vai bao nói, người đây là định đi nơi đâu a? Phó Học Đông vành mắt đỏ lên, cố nén không có rơi nước mắt. Cơ Giai Giai nói, hắn muốn đi phương Nam làm công, để cho ta giúp hắn giới thiệu. Phó Học Đông đối Cơ Giai Giai ra bán mình có chút bất mãn, phản đồ. Hạ Hầu Mộc Lan nói, làm sao cùng nữ hải tử nói chuyện đâu? Có không có phong độ? Phó Học Đông không lên tiếng, Cơ Giai Giai tò mò nhìn qua Hạ Hầu Mộc Lan. Ngươi là ai a? Chúng ta sư tỷ đệ sự tình không tới phiên ngươi hỏi đến đi. Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu của ta, các ngươi chút lễ phép, gọi Mộc Lan tỷ. Cơ Giai Giai nói, sư phụ ngài bạn gái thực sự quá nhiều, ta thật không nhớ được. Hứa Thuần Lương nhìn Phó Học Đông bẩn thỉu dáng vẻ, biết tiểu tử này từ kinh thành vội vàng tới cũng chịu không ít đau khổ, thở dài nói, còn chưa ăn cơm a. Phó Học Đông không nói chuyện, bụng lại không tự chủ lộc cộc một tiếng. Hứa Thuần Lương để Hạ Hầu Mộc Lan lái xe đi trước mặt thịt bò quán, trước tiên đem đứa nhỏ này cho ăn no lại nói. Hứa Thuần Lương lo lắng Phó Học Đông lại chạy, để Hạ Hầu Mộc Lan đi hỗ trợ gọi món ăn, Hạ Hầu Mộc Lan thật sự là dở khóc dở cười, mình lúc này đến cùng đang giả trang diễn cái gì nhân vật. Nàng đi gọi món ăn thời điểm, Cơ Giai Giai đi theo. Cùng một chỗ, Mộc Lan tỷ, người cùng sư phụ ta quan hệ thế nào a? Hạ Hầu Mộc Lan cười nói, người đừng tò mò. Bằng hữu bình thường. Cơ Giai Giai nói, dung mạo ngươi ngược lại là rất xinh đẹp, bất quá ăn mặc quá mộc mạc, nữ nhân muốn biết ăn mặc mới có thể bắt ở lòng của nam nhân. Hạ Hầu Mộc Lan cười nói, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm. Cơ Giai Giai nói, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy. Nam nhân thiên hạ đều một cái dạng, nhìn thấy phía trước cái kia mặc váy ngắn không, dáng dấp kém xa ngươi, nhưng hút con ngươi suốt cao hơn ngươi nhiều, nguyên nhân là thật sao? Nàng bỏ được lộ. Hạ Hầu Mộc Lan hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, phát hiện Hứa Thuần Lương vô tình hay cố ý cũng ngắm hai mắt kia váy ngắn nữ đùi,
trong lòng thầm than hắn thế mà đối loại này rong chi tục phấn cảm thấy hứng thú. Hứa Thuần Lương gặp được loại tình huống này không liếc không nhìn, lại nói kia váy ngắn nữ dáng dấp cũng không kém, áo lại nhỏ lại gấp, cổ áo còn mở như thế lớn, để cho người ta không khỏi lo lắng hai con thỏ tùy thời đều có thể tránh thoát trói buộc từ bên trong đụng tới. Chẳng những Hứa Thuần Lương nhìn, Phó Học Đông cũng đang nhìn, hắn cũng là huyết khí phương cương thanh thiếu niên, tự chủ so Hứa Thuần Lương chênh lệch nhiều, nhìn thoáng qua, liền vô ý thức mà lấy tay cắm trong túi quần bên trong, đến nhấn lấy điểm, không phải để sư phụ phát hiện liền lúng túng. Nhưng nhìn rõ mọi việc Hứa Thuần Lương đã phát hiện, cười nói có cái gì đẹp mắt. Ta không có, nhìn, Phó Học Đông rũ cụp lấy đầu. Hứa Thuần Lương nói, còn nói không thấy, lập tức đều muốn bang bang gõ cái bàn. Phó Học Đông đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu nhanh chui vào mặt bàn đáy đi xuống, lần này bị chơi khăm rồi, sư phụ thật sự là nhìn rõ mọi việc, ta không có. Hứa Thuần Lương cũng không muốn để đứa nhỏ này quá lúng túng, kịp thời đổi chủ đề, ta vừa cùng ngươi mẹ thông điện thoại. Đừng a, ông ngoại của ta bệnh, ta không nghĩ nàng lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, sợ nàng lo lắng còn rời nhà trốn đi. Nhưng ngươi được lắm đấy, ngươi cao trung đều không có tốt nghiệp đi đánh cái gì công. Tìm cơ dai dai đều không tìm ta, gì lấy ngươi cũng không tin đảm nhiệm qua ta người sư phụ này. Phó Học Đông nói, không phải, ta là sợ người mắng ta, còn đem chuyện này nói cho cha ta biết mẹ. Nói một chút đi, đến cùng tình huống như thế nào? Phó Học Đông đem phát sinh sự tình nói cho Hứa Thuần Lương, gần nhất cha hắn tâm tình không tốt, lão mụ lại trở về nhà mẹ đẻ, trong nhà giặt quần áo nấu cơm quét dọn đều rơi ở trên người hắn, tối hôm qua Phó Quốc Dân lại uống nhiều quá. Nhà đến chỗ đều là, Phó Học Đông không quen nhìn bộ dáng của hắn, oán trách hai câu, kết quả Phó Quốc Dân rút hắn một cái tát mạnh, từ lúc chào đời tới nay lão ba còn là lần đầu tiên đánh hắn. Phó Học Đông trong cơn tức giận lúc này mới chạy ra, lúc đầu muốn đi ông ngoại nơi đó, nhưng về sau ngẫm lại hắn lớn như vậy, hoàn toàn có thể mình nuôi sống mình, đi theo sư tỷ cơ dai dai nói chuyện trời đất thời điểm, nàng không chú ý nói qua nếu như Phó Học Đông không muốn lên học được về sau có thể cùng với nàng cùng một chỗ làm ăn. Lúc này mới tới tìm nơi nương tựa cơ dai dai. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói xong thật sự là dở khóc dở cười, cơ dai dai liền chính nàng đều chiếu không cố được còn thế nào chiếu cố Phó Học Đông. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, Học Đông a, ngươi chỉ là nhìn thấy cha ngươi gần nhất uống rượu hút thuốc cảm xúc xa xút, có hay không chân chính quan tâm tới hắn. Ta nói thật cho ngươi biết, cha ngươi ở bên ngoài nhận lấy ủy khuất, loại thời điểm này ngươi lại rời nhà trốn đi, đối với hắn đả kích nên lớn bao nhiêu. Phó Học Đông mím môi, kỳ thật hắn hiện tại đã có chút hối hận xông động, nhưng là ngoài miệng còn không chịu thua, hắn một đại nam nhân thụ điểm ủy khuất cũng không thể tiêu chìm xuống, nên ưỡn ngực làm người, không nhưng làm sao cho ta làm gương mẫu. Hứa Thuần Lương cười nói, lời này ta tán đồng, quay đầu ngươi ngay mặt nói cho cha ngươi nghe. Hạ Hầu Mộc Lan cùng cơ dai dai gọi món ăn trở về, Hứa Thuần Lương để Phó Học Đông ăn trước, đứa nhỏ này đói chết, vừa mới bắt đầu còn có chút thận trọng. Không bao lâu liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Phó Quốc Dân cuối cùng gọi điện thoại đến đây, hướng Hứa Thuần Lương một giọng nói thật có lỗi, hắn điện thoại di động không có điện, vừa mới mạo xưng bên trên. Hứa Thuần Lương đi ra ngoài cùng hắn hàn huyên hai câu, đem Phó Học Đông đến Đông Châu sự tình nói, Phó Quốc Dân hơi kinh ngạc, hắn tối hôm qua uống nhiều quá, nhớ kỹ mắng nhi tử vài câu, dậy sớm không thấy được nhi tử, còn tưởng rằng hắn đi trường học học tập, không ngờ rằng tiểu tử này rời nhà ra đi Đông Châu. Hứa Thuần Lương để hắn không cần lo lắng, người đã giúp hắn coi chừng, đợi lát nữa liền khuyên tiểu tử này trở về. Phó Quốc Dân dần dần nhớ lại mình đích thật đánh nhi tử một bàn tay, trong lòng càng hối hận, hắn xin nhờ Hứa Thuần Lương nhất định phải nhìn hảo nhi tử, hắn hiện tại liền đi đường sắt cao tốc đứng, tự mình đến Đông Châu tiếp nhi tử. Hứa Thuần Lương nguyên vốn còn muốn khuyên hắn vài câu, nhưng Phó Quốc Dân đã muốn tới, có lời gì vẫn là chờ hắn đến lại nói. Kỳ thật Hứa Thuần Lương kế hoạch lúc đầu hậu thiên tiến về kinh thành, lần này chẳng những muốn đi tập bên trong học tập, còn muốn đem ra ra cho tiếp trở về. Buổi chiều, Hứa Thuần Lương đem Hạ Hầu Mộc Lan mời đến Trường Thiện bệnh viện tham quan, thuận tiện cùng với nàng ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn thấy bọn hắn người bệnh viện qua lại như mắc cửi dáng vẻ, cảm giác so bệnh truyền nhiễm cửa sân xem bệnh người còn nhiều. Nghe Cố Hậu Nghĩa giới thiệu một chút bệnh viện đại khái tình huống, Hạ Hầu Mộc Lan liền đã tính ra ra bọn hắn lợi nhuận không thấp, kỳ thật các ngành các nghề đều đứng trước chuyển hình vấn đề. Hạ Hầu Mộc Lan tay cầm lớn khoản tiền, gần chút năm đầu tư không ít chữa bệnh hạng mục, bất quá đều khai thác phân tán đầu tư sách lược, đầu tư tính tổng hợp bệnh viện đi qua còn chưa từng có.
Hứa Thuần Lương cùng đi Hạ Hầu Mộc Lan đem bệnh viện chuyển một lần, Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi là bệnh viện này chủ gánh rồi. Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta, ta cùng bệnh viện này quan hệ thế nào đều không có. Ê! Hạ Hầu Mộc Lan nói, thật sự là chân đạp hai con thuyền cao thủ, vừa ăn cơm tập thể, còn vừa mở ra tiểu táo, ngươi là hai không chậm trễ, bất quá ngươi nếu là chuyên tâm kinh doanh nơi này, đem nơi này phát triển lớn mạnh, há không phải kiếm được càng nhiều. Hứa Thuần Lương nói, ta đối kiếm tiền không có quá lớn khát vọng, ta theo đuổi là cảm giác thành tựu. Hạ Hầu Mộc Lan nói, vét sai. Hứa Thuần Lương cười nói, người thuốc đồng y trồng căn cứ cũng không ít giấy, làm sao còn làm lên đào đất đào hang mua bán. Hạ Hầu Mộc Lan nói, đều là hắn ý tứ, hắn nói muốn tìm. Ý thức được chính mình nói nhiều, Hạ Hầu Mộc Lan lập tức dừng lại nói chuyện, nhìn qua đối diện đi tới một tên hòa thượng. Hứa Thuần Lương nhận ra hòa thượng kia, trước mắt vị này khách không mời mà đến chính là tại Thương Hoàng Dục thấy tăng nhân Viên Dung, Nghiêm Hồng thúc thúc. Viên Dung mặc màu xám tăng y, mang theo dùng để che nắng mũ rộng vành, hắn hôm nay là tìm đến Hứa Thuần Lương, chỉ là hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hạ Hầu Mộc Lan, mà lại Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ. Viên Dung đi vào trước mặt bọn hắn, thì cái lễ nói, hai vị thí chủ, lão nạp Viên Dung, chính là Thương Hoàng Dục Kim Quang Chùa tăng nhân. Hứa Thuần Lương gặp hắn xuất hiện ở đây, mà lại trực tiếp tìm tới mình, nên là cùng Nghiêm Hồng có quan hệ. Nghiêm Hồng chết rồi, hắn hai tên đồng bọn bị Hứa Thuần Lương điểm huyệt sau ném ở trong xe tải, chờ đến thời gian huyệt đạo tự động giải khai, liên lạc không được Nghiêm Hồng, hai người kia liệu định xảy ra chuyện, bọn hắn thương lượng một chút lại lần trở về đầu đi tìm Viên Dung. Viên Dung hòa thượng lên tiếng hỏi là Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt xuất thủ, cân nhắc về sau thẳng đến Đông Châu tìm Hứa Thuần Lương muốn người. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Nghiêm tiên sinh, là người A. Viên Dung nói, Hạ Hầu tiểu thư, hiện tại trước mặt ngài chính là Viên Dung hòa thượng không phải cái gì Nghiêm tiên sinh, người ở chỗ này càng tốt hơn, trước mấy ngày ta viết một phong thư cho Nghiêm Hồng, để hắn cầm ta tự tay viết thư đi tìm môn chủ hỗ trợ, không biết người có hay không nhìn thấy Nghiêm Hồng. Hạ Hầu Mộc Lan đương nhiên biết rõ Nghiêm Hồng bị Tào Tân Vệ giết chết, nhưng chuyện này không thể ăn ngay nói thật, nàng lạnh nhạt nói, Nghiêm Hồng hoàn toàn chính xác tới qua. Bất quá ta phụ thân không muốn gặp hắn. Viên Dung ánh mắt chuyển hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa tiên sinh đúng không, Nghiêm Hồng là ta tục gia chất nhi, ta biết hắn đắc tội ngươi, còn xin người đại nhân không chấp tiểu nhân, nói cho ta tung tích của hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, vị đại sư này có phải hay không tìm nhầm người. Nghiêm Hồng đem ta đưa đến Mộc Lan trồng căn cứ, sau đó ta liền thả hắn, về sau không còn có gặp qua. Viên Dung thở dài nói, xem ra ta đứa cháu kia đã gặp độc thủ. Cũng được, đã sinh không thể gặp người, mong rằng hai vị chiếu cố, nói cho ta hắn thi thể vị trí, Nghiêm gia chỉ có mạch này cốt nhục, bần tăng chỉ muốn đem hắn an táng. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng thầm than, ấn lý thuyết lão hòa thượng này yêu cầu cũng không quá phận, nhưng chuyện này không có cách nào nói cho hắn biết chân tướng. Hứa Thuần Lương nói, đại sư, ta thật không biết tung tích của hắn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, phụ thân ta cự tuyệt hắn về sau hắn liền đi, ta cũng không biết hắn đi địa phương nào. Viên Dung nói, môn chủ thiếu ta hai cái mạng, ấn lý thuyết ta cầu hắn, hắn sẽ không cự tuyệt, trừ phi có người không chịu đem thư giao cho hắn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta có thể thề với trời, ta tự tay đem lá thư này giao cho phụ thân. Viên Dung nói, môn chủ không sẽ tuyệt tình như thế, nếu không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng sẽ không viết lá thư này, năm đó ta đã từng cứu qua môn chủ tính mệnh, hắn chính miệng đáp ứng ta, hắn sẽ vì ta làm ba chuyện, chỉ cần ta mở miệng. Vô luận nhiều khó khăn hắn đều sẽ làm được, ta đã cầu qua hắn hai kiện, đây là về sau một kiện. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Tào Tân Vệ cùng hắn có tình cảm như thế. Viên Dung lại nói, bần tăng nghe nói một tin tức, hộ pháp Phú Viên Nghĩa bị trục xuất bì môn, vẫn là môn chủ tự mình ra lệnh. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Viên Dung đại sư không phải đã nhảy ra tam giới bên ngoài, tại sao lại bắt đầu quan tâm chuyện giang hồ rồi? Viên Dung nói, chúng ta tại bì môn thời điểm, người còn nhỏ, giữa chúng ta phát sinh qua cái gì, người không rõ ràng cũng bình thường, ta có thể nói cho ngươi, Vũ Hộ Pháp cùng môn chủ là kết bái huynh đệ, hai người vinh nhục cùng hưởng, vui buồn tương quan, nếu không có Vũ Viên Nghĩa hết sức ủng hộ, phụ thân ngươi cũng vô pháp leo lên môn chủ chi vị, bằng vào ta cửa đối diện chủ hiểu rõ, coi như hắn không làm người môn chủ này cũng không có khả năng hạ mệnh lệnh như vậy. Hạ Hầu Mộc Lan thầm kêu không ổn. Quả nhiên là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, nàng bất động thanh sắc nói, người là sẽ thay đổi, người không hiểu rõ hiện tại bì môn,
cũng không hiểu rõ phụ thân của ta, Vũ Viên Nghĩa đánh mất lý trí hành vi đã nguy hiểm cho đến bỉ môn an toàn, là ta đại biểu phụ thân làm ra quyết định. Viên Dung hai mắt bắn ra bức người hàn mang, môn chủ hiện tại sống hay chết. Hứa Thuần Lương đều cảm giác lão hòa thượng này lợi hại, dựa vào cũng không hoàn chỉnh tin tức đã suy đoán ra được kết quả. Hạ Hầu Mộc Lan lạnh lùng nói, phụ thân ta rất tốt, trong môn sự tình cũng không cần thiết hướng ngươi giải thích. Viên Dung nói, ta hỏi lần nữa, Nghiêm Hồng thi thể ở nơi nào? Một. Hứa Thuần Lương nói, đại sư cái này chính là của ngươi không đúng, Nghiêm Hồng thân là một người trưởng thành, hắn muốn đi chỗ nào, muốn làm chuyện gì đều sẽ đối với mình phụ trách, ngươi hoài nghi hắn mất tích cũng được tử vong cũng được, ngươi hẳn là đi tìm cảnh sát mà không phải tìm chúng ta. Viên Dung nhẹ gật đầu, đã hai vị không chịu nói, lão nạp cũng chỉ đành cáo lui, chờ ta trở về thắp hương vì hắn siêu độ. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn qua Viên Dung đi xa bóng lưng hai mắt bên trong bịt kín một tầng nhàn nhạt u buồn, Viên Dung mặc dù xuất ra, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tại bì môn lực ảnh hưởng biến mất, còn không biết hắn sẽ làm ra như thế nào sự tình tình. Hứa Thuần Lương nói, hòa thượng này sẽ không từ bỏ ý đồ, người phải cẩn thận hắn trả thù. Hạ Hầu Mộc Lan nói, người vẫn là lo lắng nhiều lo lắng cho mình. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bắt hắn cho răng rắc, dạng này liền có thể vĩnh viễn không hậu hoạn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, hắn lời nói mới rồi ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ. Xem ra Tào Tân Vệ cùng bọn hắn tương giao tâm đầu ý hợp, hắn đã hoài nghi, Vũ Viên Nghĩa cũng sẽ hoài nghi. Hứa Thuần Lương nói, cho nên chúng ta mới phải thật tốt hợp tác, đoạt tại bọn hắn trước đó ra tay, không thể bỏ lỡ tiên cơ. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Vũ Viên Nghĩa đã không phải là bì môn bên trong người, các ngươi như thế nào đối với hắn và chúng ta bì môn không quan hệ, Nghiêm tiên sinh đối bì môn có công. Ngươi không thể tự tiện xuất thủ đối phó hắn, không phải ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ bì môn địch nhân. Hứa Thuần Lương cười nói, toàn bộ bì môn đối địch với ta lại như thế nào? Chỉ cần ngươi không coi ta là thành địch nhân là được. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi ta không là bằng hữu. Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, vậy ngươi nói hai ta tính quan hệ thế nào? Hạ Hầu Mộc Lan gương mặt xinh đẹp nóng lên, nàng cũng nói không rõ hai người đến cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá vô luận nàng thừa nhận hay không, trong lòng khẳng định có Hứa Thuần Lương một chỗ cắm rùi, nhỏ giọng nói, ta đi. Hứa Thuần Lương nói, ta cho ngươi một cái lời khuyên, không bằng ngươi lưu thêm một đêm. Hạ Hầu Mộc Lan biết hắn có ý tứ gì, nhưng đây cũng quá thẹn thùng, lắc đầu nói, ngày khác lại nói. Một. Hứa Thuần Lương nói, nghe ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan gương mặt xinh đẹp bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, lúc này nghe đến đỉnh đầu có người bảo nàng, Mộc Lan tỷ. Lại là Cơ Dai Dai đứng tại lầu ba cửa sổ gọi nàng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, có việc. Cơ Dai Dai nói, tóc đẹp đi không? Ta mời ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan đang muốn nói mình muốn trở về. Hứa Thuần Lương nói, thật sự là thân thể ngươi suy nghĩ. Rèn sắt khi còn nóng được ích lợi vô cùng. Dĩ dương đạo âm không thể trì hoãn quá lâu. Một khi huyền âm chi khí bị ta triệt để chuyển hóa. Sợ sợ kinh mạch của ngươi liền muốn không chịu nổi. Ta thực sự không đành lòng ngươi rơi xuống trung thân bệnh căn. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ người này đến tột cùng là thật là giả, nàng không có trả lời Hứa Thuần Lương, hướng Cơ Dai Dai nói, người xuống tới A. Phó quốc dân cùng ngày hoàng hôn liền đi tới Đông Châu, nhìn thấy nhi tử bình an không việc gì một viên nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Hắn hiện tại phi thường hối hận, hai người đơn độc tương đối thời điểm, chủ động cho nhi tử bồi thường không phải. Phó học đông để hắn cam đoan về sau không uống rượu không hút thuốc lá. Lúc này mới đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ trở về. Lúc đầu phó quốc dân dự định ban đêm liền mang nhi tử đi, chủ yếu là Đông Châu là sự đau lòng của hắn địa, nếu như lần này không phải là vì tiếp nhi tử, hắn mới sẽ không tới, nhưng Hứa Thuần Lương thông chi Phạm Lý Đạt đã sắp xếp xong xuôi khách sạn, muốn theo vị này lão lãnh đạo hảo hảo tâm sự, dù sao văn lữ cục sự tình đến cuối cùng chân chính chịu tổn thất chỉ có phó quốc dân. Thịnh tình không thể chối từ, phó quốc dân đành phải đáp ứng. Phạm Lý Đạt suy tính được phi thường chu đáo, chỗ ăn cơm liền an bài tại nhị chiêu, liền gian phòng đều cho phó quốc dân hai người chuẩn bị xong. Hứa Thuần Lương gọi điện thoại cho Cơ Dai Dai, để nàng tới dùng cơm, Cơ Dai Dai biểu thị đang cùng Hạ Hầu Mộc Lan cùng một chỗ làm tóc đâu, đoán chừng làm xong tóc bọn hắn cơm tối đều kết thúc. Phó quốc dân đã đáp ứng nhi tử liền không có phá giải, Phạm Lý Đạt cùng Hứa Thuần Lương cũng không có mạnh khuyên, ngay trước tiểu hài tử bột cũng không tốt đem lời nói được quá lộ. Chờ phó học đông ăn no về phòng trước. Phó quốc dân mới nói, lão Phạm, tiểu Hứa,
hai người các ngươi tâm tình ta hiểu, kỳ thật không cần thiết làm long trọng như vậy, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ngươi nghĩ thoáng còn đánh nhi tử, khẳng định trong lòng nén giận. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta mới tới bí thư bên kia, ta ngược lại thật ra có thể nói mấy câu, nếu không ta cùng hắn tâm sự của ngài sự tình. Phó Quốc Dân lắc đầu nói, không cần, ta cũng chỉ là một cái kíp nổ, người ta cũng không phải là vì chơi ta, hạng trang múa kiếm. Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt đều hiểu hắn ý tứ, Phó Quốc Dân cũng chỉ là một con cờ thôi, Chu thư ký rời đi Đông Châu mới là người ta mục đích. Phạm Lý Đạt nói, Phó Cục, người về sau tính thế nào? Phó Quốc Dân bị giáng cấp, Văn Lữ Cục hắn khẳng định là không về được, không biết hắn phải chăng tìm xong cương vị mới. Phó Quốc Dân nói, ta dự định từ chức. Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều không nghĩ tới Phó Quốc Dân sẽ làm ra quyết định như vậy. Phạm Lý Đạt nói, không thể nào, tiếp qua vài chục năm liền về hưu, người thật cam lòng từ bỏ biên chế. Phó Quốc Dân nói, không dối gạt các ngươi nói, ta đã cân nhắc rất lâu, ta tại thể chế bên trong đã không có tiền đồ gì, cùng dạng này hồn hồn ngạc ngạc lẫn vào, còn không bằng thay cái đường đua. Hứa Thuần Lương nói, Phó ca, người tính đổi cái gì đường đua? Phó Quốc Dân nói, ta dự định làm đồ nướng. Cái gì? Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt chăm miệng một lời, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là Phó Quốc Dân bị kích thích, còn không có từ Đông Châu đồ nướng ngăn trở bên trong tỉnh lại. Phó Quốc Dân nói, đều nói chỗ nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên, ta tại Đông Châu đồ nướng bên trên phạm sai lầm, liền định tại Đông Châu đồ nướng bên trên lần nữa đứng lên, ta từ mở rộng người biến thành một cái hành nghề người. Phạm Lý Đạt nói, kỳ thật đồ nướng cũng rất kiếm tiền. Người tính ở Kinh Thành mở vẫn là tại Đông Châu mở. Kinh Thành, ngay tại chú Kinh bạn đằng sau ngõ hẻm kia bên trong, quá khứ có cái Đông Châu đồ nướng, lão bản gọi Lý Toàn Quý các ngươi đều gặp, hắn bởi vì sự tình trong nhà chuẩn bị trở về Đông Châu phát triển, ta cùng hắn đàm tốt, tiếp tay hắn quán đồ nướng, còn gọi Đông Châu đồ nướng, ta thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, chỉ cần bình thường kinh doanh, một năm kiếm cái mấy chục vạn không thành vấn đề, so ta tiền lương cao hơn. Hứa Thuần Lương nói, mấy chục vạn không chỉ đi. Phó Quốc Dân nói, ta ăn ngay nói thật, ta hiện tại thiếu tiền, nhi tử tương lai đi học đòi tiền, trong nhà phòng vay đòi tiền, lão bà của ta ở Kinh Thành có cố định công việc, thừa dịp ta còn dày vò động, muốn nếm thử một lần, Đông Châu đồ nướng có thể tại cả nước phạm vi bên trong đánh ra danh khí không phải tình cờ, ta tin tưởng mình nhất định có thể đem chuyện này làm tốt. Hứa Thuần Lương nói, về sau ta đi Kinh Thành lại có chỗ ăn cơm. Phó Quốc Dân cười nói, hai người các ngươi đều là VIP bên trong P, ta cho các ngươi chung thân miễn phí. Phạm Lý Đạt nói, biệt giới A, người có muốn hay không tiền tương đương cự tuyệt chúng ta đi, nên thu nhiều ít, công khoản giá gốc, tư nhân ăn cơm ngươi cho cái hữu nghị giá là được. Ba người đồng thời nâng chén, vì bọn hắn đoàn tụ, cũng vì nghênh đón ngày mai tốt đẹp. Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt đều không có dò xét cùng mình tình hình gần đây. Bởi vì hai người không muốn kích thích đến Phó Quốc Dân. Ban đêm rời đi thời điểm, Phạm Lý Đạt chuyên môn bồi tiếp Hứa Thuần Lương đi một đoạn, Phạm Lý Đạt đối Phó Quốc Dân lựa chọn biểu thị không giải, Phó Cục xem ra là thật bị kích thích, hảo hảo công việc đều làm nửa đời người, thế mà có thể sa thải, làm đồ nướng có thể cùng công chức đánh đồng sao? Có khả năng so sánh sao? Có năm hiểm một kim sao? Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể nói như vậy à. Không bước ra một bước này vĩnh viễn cũng không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, hưng khen người ta Phó Cục như vậy phát đạt, Lý Toàn Quý nhà kia quán đổ nướng ta đi mấy lần, sinh ý đều rất tốt, trên cơ bản mỗi lần đều đủ quân số, ta đoán chừng làm xong một năm có thể kiếm 100 vạn, Phó Cục lại làm 20 năm, bảo thủ đến làm cái 2.000 vạn. Phạm Lý Đạt nói, 2.000 vạn, nếu thật là tốt như vậy kiếm ta cũng từ chức làm đồ nướng đi. Hứa Thuần Lương biết hắn nói cách khác lấy chơi đùa. Cười nói, đến ở Kinh Thành mới được, thì chúng ta bên trong cạnh tranh quá kịch liệt. Phạm Lý Đạt nói, nhìn thấy Phó Cục dạng này, trong lòng ta không dễ chịu a. Lần này các ngươi đều cõng trách nhiệm, chỉ có ta một người không đếm xỉa đến, ta có loại phản bội cảm giác của các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, cái này cái nào cùng cái nào a, ngươi liền an tâm tại Văn Lữ Cục công việc đi, sớm tối cục trưởng này là ngươi vật trong bàn tay. Phạm Lý Đạt lắc đầu nói, không thể nào. Đời ta là không có hy vọng mài chỉnh ngay ngắn. Hắn phi thường rõ ràng, bởi vì Phó Quốc Dân nguyên nhân, Lý Ngọc Sơn cùng Tiếu Đông hai người đều đối với hắn có chút bài xích, mặc dù biểu trên mặt không làm được quá mức, nhưng là giữa bọn hắn khẳng định là không cách nào đến gần. Lý Ngọc Sơn xuống dưới về sau khẳng định là Tiếu Đông,
Tiếu Đông mình tuổi tác tương tự, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không chính mình cái này phó chức muốn lưng cả đời. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất văn lữ cục động tác không nhỏ a, ta cả ngày soát đến tin tức của các ngươi. Phạm Lý Đạt nói, hoa đầu tập đoàn đầu tư Đông Châu văn lữ, chế tạo Đông Châu văn hóa trục trung tâm, nhà bảo tàng cùng ẩn Long Sơn ở giữa kiến thiết quảng trường, thiết kế thêm hạ mặc đường hầm, cứ như vậy ẩn Long Sơn, nhà bảo tàng, Trạng Nguyên đường phố liền có thể hợp thành một thể, ẩn Long Sơn phía đông cánh đồng cũng bị hoa đầu cầm xuống, xây thiết văn lữ nguyên bộ hạng mục, trước mắt văn miếu, miếu thành hoàng, cổ lâu xây lại công trình đã nâng lên nhật trình. Hứa Thuần Lương nói, Kiều Như Long cho Đông Châu hồi báo không nhỏ a. Phạm Lý Đạt nói, chủ yếu là Uông thư ký có năng lực, lúc này mới đến mấy ngày, hạng mục lớn một cái tiếp theo một cái, đúng, bệnh viện các ngươi cùng văn lữ cục đổi thành mảnh đất kia gần nhất thật náo nhiệt. Hứa Thuần Lương nói, bổng tử coi là đầu trong đó hàn sản nghiệp vườn vừa muốn đem chúng ta cướp đi, cùng đám người này giảng không rõ đạo lý. Phạm Lý Đạt cười nói, người một bàn tay đánh chạy 5.000 vạn, Nhạc Tinh tập đoàn nguyên bản đáp ứng 5.000 vạn quyên tiền đến bây giờ cũng chưa tới sổ sách, chung quy là chúng ta văn lữ cục chống đỡ tất cả. Hứa Thuần Lương nói, lần này văn lữ cục đến có không ít người hận ta. Phạm Lý Đạt nói, kia ngược lại không đến nỗi, đều là nhà nước sự tình, 5.000 vạn quyên cho Thanh Sơn mỏ di chỉ công viên, cũng sẽ không rơi vào người trong hầu bao, muốn nói tiếc hận khẳng định vẫn có một ít, cái này 5.000 vạn nếu như dùng cho di chỉ công viên kiến thiết, có thể cho quốc gia tiết kiệm một bút đầu nhập. Hứa Thuần Lương nói, người ta quyên tiền cũng không phải không mục đích gì. Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt chia tay về sau bản muốn đón xe rời đi, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi xe thời điểm lại đổi chủ ý, trước cho Hạ Hầu Mộc Lan phát cái vị trí của mình. Hạ Hầu Mộc Lan cũng cho hắn trở về một vị trí, địa đồ biểu hiện, nàng hiện tại đã nhanh đến Thiếu Thành. Hứa Thuần Lương nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ lưu lại, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đi. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy lần này Dĩ Dương Đạo Âm bỏ dở nửa chừng có chút không ổn, mình mò tốt đẹp như vậy chỗ, Hạ Hầu Mộc Lan rõ ràng là thua thiệt một phương, lương tâm bên trên có chút băn khoăn. Không bao lâu Hạ Hầu Mộc Lan lại cho hắn trở về một cái tin, có việc. Hứa Thuần Lương hồi phục, muốn theo ngươi nói chuyện đến tiếp sau chuyện hợp tác. Hắn cũng chính là ăn nói lung tung, giữa hai người hợp tác trước mắt còn giới hạn tại tứ chi phạm trù, bất quá coi như ăn ý. Hạ Hầu Mộc Lan không bao lâu trả lời, chờ lần sau gặp mặt bàn lại. Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật, gà không còn gì để mất. Ý thức được ghép phần sai lầm, cái này ghép phần là thật chó, tranh thủ thời gian rút về trọng phát, cơ bất khả thất, liên quan đến thân thể khỏe mạnh tuyệt không phải việc nhỏ, còn xin thận trọng đối đãi. Hạ Hầu Mộc Lan tiếp xuống liền chưa hồi phục. Hứa Thuần Lương đợi không được Hạ Hầu Mộc Lan hồi phục, dự định gọi xe rời đi, lại nhìn thấy một chiếc xe hướng mình lấp lóe đèn. Chăm chú nhìn lại là chiếc kia dự bài Land Cruiser. Xe tại Hứa Thuần Lương bên người dừng lại, Hạ Hầu Mộc Lan quay cửa sổ xe xuống, làm qua tóc đẹp tinh xảo nhiều, mặc dù vẫn là bím tóc đuôi ngựa, không quá mức phát triển đến càng thuận hoạt. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nhìn qua nàng, nha, một hồi không thấy tạo hình cũng thay đổi, nữ là duyệt kỷ giả dung, người đây là cách ăn mặc cho ai nhìn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, người lên hay không lên xe? Lên, Hứa Thuần Lương mở cửa xe ngồi xuống, lúc này mới phát hiện Hạ Hầu Mộc Lan từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Hạ Hầu Mộc Lan nói, người nói sự tình ta cân nhắc qua. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, kỳ thật không cần nàng nói mình đã biết đáp án, Hạ Hầu Mộc Lan xuất hiện ở đây chẳng khác nào biểu lộ thái độ. Hạ Hầu Mộc Lan nhỏ giọng nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay dần dần doanh đột nguyệt. Chính là âm dương giao hòa tuyệt hảo thời cơ, ngươi biết ta cũng có một đoạn thời gian, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Hạ Hầu Mộc Lan nói, nên đụng có thể đụng, không nên đụng tuyệt không cho đụng. Hứa Thuần Lương nói, ta đáp ứng ngươi. Ánh mắt ngươi không thể nhìn ta chằm chằm nhìn. Không có vấn đề. Còn có, đêm nay về sau, người ta lại không muốn gặp mặt, coi như nhìn thấy cũng chỉ đương chưa bao giờ thấy qua. Kia là đương nhiên, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe. Lẫn nhau không dây dưa, ta giúp ngươi lần này cũng coi là giải quyết xong một cái tâm nguyện. Ngươi không thể bởi vì việc này liền xem nhẹ ta. Làm sao lại như vậy? Là ta chủ động, ngươi hoàn toàn là bị động tiếp nhận, ta thuần túy là muốn giúp ngươi, cũng nghĩ thông qua lần này giảm nhẹ một cái trong lòng ta tội nghiệt. Ngươi cũng không thể thích ta. Ta đối với ngươi không có cảm tình, mặt trời mọc về sau ngươi ta liền đường ai nấy đi,
từ đây giang hồ đường xa, vĩnh không gặp gỡ. Nắng sớm từ màn cửa khe hở chiếu xuống trên giường, Hạ Hầu Mộc Lan bị cái này đạo kim sắc tia sáng đánh thức, đầu tiên tìm kiếm lại là bên người người kia. Hứa Thuần Lương ngủ được vẫn như cũ yên ổn, Hạ Hầu Mộc Lan nhìn thấy hắn trên cổ vết tích, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút phát sốt, nàng nhớ tới tối hôm qua điên cuồng một đêm, mình lập hạ quy củ lại bị mình từng cái đánh vỡ, người này là cho mình hạ mê hồn dược sao. Nhìn qua Hứa Thuần Lương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trong lòng không tự chủ được hiện ra vô hạn ôn nhu, nàng không khỏi nhớ tới Trương Ái Linh một câu danh ngôn, mình tâm linh thông lộ chẳng lẽ liền bị hắn lấy dạng này nguyên thủy phương thức mở ra. Hạ Hầu Mộc Lan lặng lẽ từ Hứa Thuần Lương trong ngực đứng lên, xốc lên góc chăn tìm kiếm y phục của mình, rơi lả tả trên đất quần áo tạo thành một đầu chỉ hướng đại môn bản đồ. Sau lưng truyền đến Hứa Thuần Lương thanh âm, chờ một lúc ta dẫn người đi chợ ngựa đường phố nếm thử Đông Châu đặc sắc sớm một chút. Hạ Hầu Mộc Lan ngay tại kho người nhặt lên trên đất nội y, bỗng nhiên ý thức được chính mình cái này góc độ hẳn là để người này nhìn một cái không sót gì, trong nháy mắt hóa đá, cắn cắn môi anh đào nói ta đã no đầy đủ. Hứa Thuần Lương bị những lời này của nàng chọc cười, Hạ Hầu Mộc Lan lập tức minh bạch hắn cười điểm ở nơi nào, quay người trốn về trên giường bắt lấy cánh tay của hắn muốn hung hăng cắn một cái, lại bị Hứa Thuần Lương xoay người đặt ở thân hạ. Người đáp ứng ta mặt trời mọc về sau liền. Yên tâm, ta chỉ là kiểm tra một chút hiệu quả, vững tin kinh mạch của ngươi đã hoàn toàn chữa trị. Nhưng ngươi đã khảo nghiệm qua nhiều lần. Thận nặng một chút tổng không có chỗ xấu. Ngươi không muốn có chủ tâm trêu chọc ta. Đừng, đừng, ngươi đừng lại quấy rối ta, ngươi quấy rối ta, ta sẽ trở mặt với ngươi. Tốt, ngươi không nghe, ta, thật sẽ trở mặt. Hạ Hầu Mộc Lan bưng bát tay còn có chút hơi run, nhìn qua đối diện một mặt cười xấu xa Hứa Thuần Lương, có loại muốn đem chén này nóng hổi súp cay đều tưới đến trên đầu của hắn xúc động. Hứa Thuần Lương lo lắng cho nàng kẹp cái bánh bao hấp sủi cảo, bổ sung một ít thể lực, trở về nhà ta cho ngươi chịu điểm thảo dược. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu, trong lòng tự nhủ ngươi nhưng bỏ qua cho ta đi, ta là không còn dám đi nhà ngươi. Con hàng này biểu hiện quả thực là một tòa trầm tích ngàn năm núi lửa, lực bộc phát thật là kinh người, Hạ Hầu Mộc Lan tự hỏi thể chất không kém, hiện tại cũng là đau lưng nhức eo, bất quá trong lòng ấm áp, cảm giác thật là kỳ quái. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không cần lo lắng, kinh mạch của ngươi đã hoàn toàn chữa trị, thông qua tối hôm qua tu luyện, công phu của ngươi hẳn là càng hơn trước kia. Hạ Hầu Mộc Lan xấu hổ mắng, ngươi vô sỉ, thế mà xáo lộ ta. Hứa Thuần Lương nói, ta nói ngươi làm sao có chút không có lương tâm đâu. Ta là thầy thuốc nhân tâm, không đành lòng ngươi lưu lại mầm bệnh, cho nên ta mới không tiếc hao tổn tinh lực vì ngươi tục trải qua bổ mạch. Ta nỗ lực nhiều như vậy, không có công lao cũng có khổ lao đi. Hiện tại vấn đề của ngươi giải quyết, nhưng ta cũng không thể ăn no rồi đánh đầu bếp, lại nói, ta còn xin ngươi ăn điểm tâm đâu. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ người này là lần đầu tiên mời mình ăn cơm, tổng cộng không đến 10 đồng tiền sớm một chút. Tối hôm qua hắn nhưng dòng dã dày vò mình một đêm, làm sao càng nghĩ càng thua thiệt đâu. Hứa Thuần Lương nói, chờ một lúc ta phải đi lội mỏ lớn, liền không thể giúp ngươi. Không cần ngươi bồi, Hạ Hầu Mộc Lan vốn còn muốn nói từ đây giang hồ đường xa vĩnh không gặp gỡ, nhưng nói đến bên môi lại nuốt trở vào, cảm giác câu nói này nói ra cũng khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, giữa bọn hắn quan hệ có chút chém không đứt lý còn loạn ý tứ. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta còn có việc. Ăn cơm xong liền phải trở về. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi thuận buồm xuôi gió, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không đổi ý. Hạ Hầu Mộc Lan nói, kia là chuyện của mình ngươi. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại có chút không cao hứng. Hứa Thuần Lương tiến về mỏ lớn nguyên nhân là đi gặp bí thư phu nhân Hạ Uyển Oánh. Hạ Uyển Oánh đã từ Diệp Thanh Nhã nơi đó biết được Hứa Thuần Lương ý đồ. Kỳ thật trường học của bọn họ Chu Hoài Kiến lập viện y học chương trình hội nghị đã tiến hành nhiều năm, nhưng là một mực không thể chứng thực. Trường học sở dĩ tướng cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho nàng, cũng là nhìn chúng thân phận của nàng cùng bối cảnh, tin tưởng Hạ Uyển Oánh ra mặt có thể được tới chỗ chính phủ càng nhiều ủng hộ, cũng có thể dẫn phát càng nhiều chú ý, tay tục phương diện tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Hạ Uyển Oánh tướng Hứa Thuần Lương mời đến phòng làm việc của nàng. Hứa Thuần Lương đã từng hộ tống Diệp Thanh Nhã cùng một chỗ tiến về trong nhà nàng làm khách, cho nên bọn hắn cũng coi là người quen, đương nhiên chỉ bằng Hứa Thuần Lương phân lượng của mình còn chưa đủ, hắn cùng Diệp gia quan hệ hiển nhiên thêm điểm không ít. Hạ Uyển Oánh từ trong tủ lạnh cầm một bình ướp lạnh nước khoáng đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương một giọng nói tạ ơn.
Hạ Uyển Oánh nói ngay vào điểm chính, Thanh Nhã đã đem ngươi ý nghĩ nói cho ta biết, ngươi tin tức thật đúng là rất linh thông, chúng ta chuẩn bị chủ bị viện y học tin tức chưa quan tuyên, ngươi làm sao sẽ biết rồi. Hứa Thuần Lương nói, không dối gạt người nói, trường học các ngươi nội bộ ta cũng có quan hệ. Hắn đương nhiên không muốn Hạ Uyển Oánh hướng Tần Chính Dương trên thân đoán. Hạ Uyển Oánh cười nói, Kiến Minh liền thường xuyên nói, trên thế giới này không có tuyệt đối bí mật. Tiểu Hứa A, ta có một vấn đề. Bệnh viện các ngươi vì cái gì nghĩ đến chúng ta, dù sao chúng ta bây giờ viện y học còn chỗ tại mặt giấy kế hoạch giai đoạn, chúng ta Đông Châu y học chiêu bài là Đông Châu y khoa đại A. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu y khoa đại ảnh hưởng giới hạn tại Đông Châu địa khu, rời đi khu vực này tán thành độ lại không được, trường học các ngươi là bố trí cao giáo, song nhất lưu 211, danh khí cùng Đông Châu y khoa đại không tại một cái phương diện bên trên. Mà lại, Đông Châu y khoa đại phụ viện đã đủ nhiều. Chúng ta coi như thỏa đàm cũng là xếp hạng dựa vào sau, ta suy nghĩ vẫn là đến cái ngoặt nói vượt qua, tìm Đông Châu nhất đại học tốt hợp tác. Hắn từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, kia là hắn để cho người ta đẩy nhanh tốc độ ra hợp tác điều kiện, cùng Trung Hoa khai thác mỏ đại học hợp tác là bệnh truyền nhiễm viện trèo cao nhánh, tương lai cũng khẳng định là bọn hắn thu hoạch càng lớn, cho nên đến xuất ra đầy đủ thành ý. Hạ Uyển Oánh từ đầu tới đuôi lật xem một lần, sau đó lại nói, Tiểu Hứa, theo ta được biết. Bệnh viện các ngươi chỉ là một chỗ cấp 3 ớt đẳng chuyên khoa bệnh viện A. Đông Châu có nhiều như vậy cấp 3 giáp đẳng tổng hợp bệnh viện, các ngươi tướng đối với bọn hắn đến cùng có ưu thế gì? Hứa Thuần Lương nói, người hẳn phải biết chúng ta tại khu mỏ Quảng đã cầm xuống 100 mẫu đất, kiến thiết mới viện sự tình, trước mắt đồng thời cũng chính là bệnh truyền nhiễm khu đã chủ bị hoàn thành, lập tức liền biết lái công kiến thiết, hai kỳ công trình là tổng hợp bệnh viện hạng mục, hiện tại đã có bao nhiêu nhà thực lực hùng hậu tập đoàn cùng công ty muốn đầu tư. Trong đó có trong nước chứ danh đầu tư công ty Xích Đạo vốn liếng còn có trung thảo dược trồng gia công lĩnh quân xí nghiệp Mộc Lan tập đoàn. Hạ Uyển Oánh cười nói, người có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ý của ta là, chúng ta rõ ràng có như vậy thực lực càng hùng hậu tổng hợp bệnh viện có thể lựa chọn, tại sao muốn lựa chọn các ngươi? Hứa Thuần Lương nói, lựa chọn chúng ta là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lựa chọn bọn hắn là dệt hoa trên gấm, chính như người vừa mới nói. Trường học các ngươi coi như đem viện y học thiết lập đến, trong ngắn hạn cũng không có khả năng vượt qua Đông Châu y khoa lớn, Đông Châu mấy bệnh viện lớn trên cơ bản đều cùng Đông Châu y khoa đại có chiều sâu quan hệ hợp tác, trường học các ngươi trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào lấy thay bọn họ, ta có thể cam đoan, chúng ta sẽ dựa theo đệ nhất thế giới lưu tiêu chuẩn chế tạo hai kỳ tổng hợp bệnh viện. Chúng ta sẽ còn đưa vào các mặt cao cấp nhân tài, chúng ta hợp tác về sau, những này cao cấp nhân tài cũng là quý trường một bút vô hình tài phú. Ta nghĩ mọi người hẳn là tương hỗ thành tựu. Hạ Uyển Oánh lại hiểu rõ một chút bọn hắn tân y viện kiến thiết cụ thể tiến trình, biểu thị sẽ mau chóng hướng trường học lãnh đạo báo cáo chuyện này. Hứa Thuần Lương cũng biết loại chuyện này không có khả năng một lần là xong, từ biệt Hạ Uyển Oánh từ khoáng đại gia, liên tiếp vào phó quốc dân điện thoại, hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu, hiện tại đã bên trên đường sắt cao tốc. Hứa Thuần Lương lúc đầu nói xong để bọn hắn hai người ngày mai cùng mình cùng đi. Nhưng phó quốc dân vẫn là lấy cớ kinh thành có một đám tử sự tình phải xử lý đi trước, chủ yếu là đi vào Đông Châu khó tránh khỏi nghĩ đi lên chuyện thương tâm, hắn liền một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu. Hứa Thuần Lương lại liên hệ một chút Hạ Hầu Mộc Lan, Hạ Hầu Mộc Lan phát cho hắn một vị trí, lần này là thật trở lại Thiếu Thành, lần này Đông Châu hành trình có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Hứa Thuần Lương trở lại bệnh viện, đi trước viện trưởng Nghiêm Hồi Ý nơi đó hướng hắn báo cáo một chút đi khoáng đại thương nói chuyện hợp tác tình huống. Nghiêm Hồi Ý đối với cái này thái độ là toàn lực ủng hộ, nếu như có thể cùng khoáng đại đàm phán thành công, như vậy bọn hắn sẽ trở thành Đông Châu hệ thống vệ sinh cái thứ nhất phủ lên 211 cao giáo phụ viện chiêu bài bệnh viện. Hứa Thuần Lương đem ngày mai tiến về kinh thành tập bên trong chuyện học tập nói, hắn chuẩn bị mượn lần này tiến về kinh thành cơ hội, lại đi một chuyến trung y thuốc cục quản lý, gặp một lần Diệp Thanh Nhã mẫu thân Lâm Tư Cẩn. Chủ yếu là gần nhất trung y thuốc cục quản lý ngay tại ra sân khấu một phần trung y thuốc trọng điểm bảo hộ danh sách, Hứa Thuần Lương muốn đem trong tay mình Hồi Xuân Đường cùng Nhân Hòa Đường hai cái nhãn hiệu cho làm đi vào. Nhắc tới sự kiện hắn vẫn là nghe Hoàng Vọng Lân Hoàng Tam gia nói, Hoàng gia Huệ Nhân Đường 5 năm trước liền tiến vào danh sách này. Hứa Thuần Lương hiện tại nhãn hiệu bảo hộ ý thức cũng càng ngày càng mạnh, thừa dịp hiện tại có quan hệ, mau đem chuyện này giải quyết. Hứa Thuần Lương về văn phòng. Nhìn thấy một chương dùng xe xin, là phó viện trưởng Phan Tuấn Phong, hắn ngày mai muốn đi trước kinh thành tham gia cả nước tật bệnh dự phòng khống chế công tác hội nghị, bởi vì đồng thời đi còn có mấy cái phòng chủ đảm nhiệm, còn muốn mang không ít tư liệu,
cho nên quyết định giấy tính tiền vị Toyota Coaster tiến về. Mặc dù Phan Tuấn Phong là hắn trực quản lãnh đạo, nhưng là chương trình bên trên vẫn là cần đi, Hứa Thuần Lương ký tên trả lời về sau, cho Phan Tuấn Phong gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình ngày mai cũng muốn đi kinh thành. Phan Tuấn Phong lập tức mời Hứa Thuần Lương cùng hắn cùng trước xe hướng, còn lo lắng hỏi thăm Hứa Thuần Lương dừng chân sắp xếp xong xuôi không có, nếu như không có hắn lập tức để cho người ta làm ra an bài. Hứa Thuần Lương biểu thị đã sắp xếp xong xuôi, mình lần này kinh thành hành trình nửa công nửa tư, hắn cũng không có ý định chiếm công ra tiện nghi, dù sao trước đó không lâu Lương Nghiễm Tô mới báo cáo hắn xe buýt tư dụng, Audi A6 cũng tại hắn sử dụng kỳ ở giữa tổn hại. Hứa Thuần Lương cũng không muốn tại loại thời khắc nhạy cảm này bị người lại nắm được cán, huống hồ cùng xe có thật nhiều bản viện người, thế là khéo lời từ chối Phan Tuấn Phong mời. Phan Tuấn Phong lý hiểu hắn lo lắng, cũng không có miễn cưỡng Hứa Thuần Lương, ước định đến kinh thành bớt thời gian uống rượu với nhau. Hứa Thuần Lương đến kinh thành đem thiên hạ lên mưa to, lối của hắn bên trong cho Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại, Hoa Trục Nguyệt hai ngày này đi bổng tử, không ở kinh thành. Hứa Thuần Lương mơ hồ suy đoán Hoa Trục Nguyệt lần này đi ra ngoài cùng Vũ Viên Nghĩa có quan hệ. Bì Môn đã chính thức cắt cùng Vũ Viên Nghĩa quan hệ trong đó, Hoa Trục Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một cái như thế lớn uy hiếp trường kỳ tồn tại. Vũ Viên Nghĩa lần trước phái người chui vào ẩn hồ quan để nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn hắn chi về sau. Hoa Trục Nguyệt liền đã động sát nghiệp, phát động hết thảy lực lượng tìm kiếm Vũ Viên Nghĩa tung tích, lần này nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Phổ Kiến cũng không ở kinh thành. Hắn đi mây tham gia một cái văn vật giao lưu hội. Hứa Thuần Lương nhìn qua ngoài cửa sổ xe mưa to, chỉ có thể lâm thời kêu chiếc xe tốc hành. Vốn nghĩ cho ra ra một kinh hỉ, chờ đến cơ gia tứ hợp viện, mới biết được lão gia tử không ở nhà, hôm nay lại bị Diệp lão phái người tiếp đi qua đánh cờ. Hứa Thuần Lương phát hiện hẳn là xem thật kỹ một chút hoàng lịch, hôm nay đi ra ngoài giống như có chút không thuận. Hơi suy nghĩ một chút, vẫn là cho Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại. Diệp Thanh Nhã người trong phòng vẽ, cũng không biết hai vị lão gia tử hẹn cờ sự tình, bất quá nghe nói Hứa Thuần Lương đến kinh, nàng cao hứng phi thường, biểu thị có thể lái xe đi đón hắn. Hứa Thuần Lương nhìn thấy cái này mưa rơi quá lớn, để nàng đừng đến, dù sao khoảng cách nàng phòng làm việc cũng không xa, mình còn là thuê xe đi qua, Hứa Thuần Lương chủ muốn vẫn là không yên lòng Diệp Thanh Nhã kỹ thuật lái xe, mưa lớn như vậy mở xe cũng không an toàn. Hứa Thuần Lương đội mưa đi vào Diệp Thanh Nhã phòng làm việc thời điểm, Diệp Thanh Nhã nấu xong nước, chuẩn bị xong đồ uống trà. Hứa Thuần Lương từ trong túi lấy ra hai bánh phổ nhị cho nàng, hiển hồng nông trường cổ thụ trà, nếm thử tươi. Diệp Thanh Nhã nói, vừa vặn, ta chỗ này có mới sẽ trần bì. Hứa Thuần Lương đi vào bàn trà bên cạnh ngồi xuống, một bên chính là cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn thấy cách đó không xa công viên cảnh sắc. Trận mưa lớn này tướng kinh thành gột rửa đổi mới hoàn toàn, cây xanh biếc lóa mắt. Diệp Thanh Nhã một bên tẩy trà vừa nói, ta vừa mới gọi điện thoại về, hai vị lão gia tử chính đánh cờ đâu, bọn hắn đặc biệt trò chuyện tới. Hứa Thuần Lương cười nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi không có lộ ra ta tới tin tức đi. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, đoán được Hứa Thuần Lương muốn cho Hứa lão gia tử một kinh hỉ, nàng tướng pha tốt trà rót. Hứa Thuần Lương nói, ấm không tệ a. Diệp Thanh Nhã nói, làm gốm nghệ bằng hữu đưa cho ta, còn có mấy cái, ngươi nhìn có hay không thích, chọn một đem tặng cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện đang uống trà đều dùng tách trà có nắp. Cùng ta còn khách khí à? Hứa Thuần Lương cười nói, thật không phải khách khí, ta uống trà không có như vậy giảng cứu, bình thường hơn phân nửa thời gian đều là giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ. Một. Diệp Thanh Nhã cũng cười, hiểu được dưỡng sinh, được, quay đầu ta lấy cho ngươi điểm trần bì. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, quen phổ cùng trần bì phối hợp, mùi thơm ngát ngọt thoải mái, sơ lá gan nhuận phổi, tiêu tích hóa trệ, trà tính ôn hòa cam thuần, Diệp Thanh Nhã dùng để phối hợp pha trần bì có 30 năm, một cân thị trường giá cả cũng phải 3 vạn hướng lên trên, thường nói, ngàn năm nhân sâm trăm năm trần bì cũng là càng già càng đáng tiền. Diệp Thanh Nhã hỏi hắn cùng Hạ Uyển Oánh gặp mặt sự tình, Hứa Thuần Lương đơn giản nói một lần. Diệp Thanh Nhã nói, ta đoán chừng vấn đề không lớn. Hà tỷ người kia làm việc rất có chừng mực, nếu như nàng cảm thấy không có có tính khả thi liền sẽ không gặp ngươi, đã đáp ứng cùng ngươi gặp mặt liền chứng minh nàng hết sức thúc đẩy cái này sự tình. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, gần nhất cho ngươi thêm không ít phiền phức. Diệp Thanh Nhã nở nụ cười, ngươi làm sao còn khách khí với ta bên trên, kỳ thật có thể đến giúp ngươi ta thật cao hứng, chỉ ít chứng minh ta còn có chút tác dụng. Hứa Thuần Lương nói, quá khiêm nhường đi,
người thế nhưng là đại tài nữ, thư họa song tuyệt thanh niên nghệ thuật gia. Diệp Thanh Nhã liếc hắn một cái nói móc ta. Lời nói thật. Diệp Thanh Nhã nói, về sau chớ ở trước mặt ta nói cái gì thư họa song tuyệt, thư pháp phương diện ta không sánh bằng ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đừng khiêm nhường a, ta nhưng nghe nói người gần nhất một bức họa đập hơn 200 vạn. Diệp Thanh Nhã đều không có ý tứ, kia là người ta cổ động, cũng không có nghĩa là cái gì. Hứa Thuần Lương nói, giá thị trường cũng là nghệ thuật giá trị biểu hiện, Thanh Nhã tỷ, lần này phải hảo hảo mời ta một trận. Diệp Thanh Nhã nói, tiền ta góp, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi muốn ăn cái gì một mực tuyển, ta khẳng định mời ngươi. Hứa Thuần Lương biết Diệp Thanh Nhã không thiếu tiền, nàng cùng Kiều Như Long ly hôn về sau, mặc dù biểu thị cái gì đều không mang đi, nhưng là Kiều Lão vẫn kiên trì để Kiều Như Long tướng gia sản chia đều, cuối cùng vẫn là Diệp Lão để tôn nữ không cần quá mức kiên trì, tượng trưng tiếp nhận một bộ kinh thành khu hạch tâm lớn bình tầng, một bộ thành tây biệt thự, còn có ở vào cửa trước ba bộ mặt tiền cửa hàng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là kia ba bộ mặt tiền cửa hàng, năm thuê liền có 500 vạn, Diệp Thanh Nhã sớm đã thực hiện tài phú tự do, nàng trời sinh tính đạm bạc, đối tiền tài quyền lực cũng không nhìn nặng, bình thường đấu giá thư họa tác phẩm đoạt được lớn bộ phận đều quyên cho cơ quan từ thiện. Hứa Thuần Lương phát hiện Diệp Thanh Nhã ly hôn về sau rõ ràng trở nên sáng sủa rất nhiều, cả người trạng thái cũng tùng thỉ, cái này tại nàng gần nhất tác phẩm bên trong có chỗ thể hiện, Hứa Thuần Lương tại hội họa phương diện cũng không nghiên cứu qua. Nhưng thư pháp hắn là người trong nghề, Diệp Thanh Nhã thư pháp lấy được tiến bộ không ít. Diệp Thanh Nhã phô bày mấy tấm gần nhất tác phẩm đắc ý, để hắn cho nâng nâng ý kiến. Hứa Thuần Lương khen, Thanh Nhã tỷ, người gần nhất cái này tiến cảnh có thể a, có loại đột nhiên ngộ đạo cảm giác, hoàn thành đột phá, dù sao ta đã sách không khuyết chức điểm rồi. Diệp Thanh Nhã nói, người cũng học được lấy lòng, tiến bộ hẳn là lấy được một chút, nhưng khuyết điểm khẳng định tồn tại. Hứa Thuần Lương nói, qua đi thư pháp của ngươi quá câu nệ, tựa như cái chân tay có cóng tiểu nữ hài, nhưng bây giờ rõ ràng buông ra. Ngươi nói là ta viết đến không có chương pháp. Hứa Thuần Lương nói, chương pháp đều là người vì thiết định khuôn sáo, viết sách pháp như là luyện kiếm, vừa mới bắt đầu là trong tay có kiếm tâm bên trong không có kiếm, sau đó a trong tay có kiếm trong lòng có kiếm, tiếp trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, cuối cùng trong tay không có kiếm trong lòng cũng không có kiếm. Diệp Thanh Nhã nói, nghe người kiểu nói này, ta còn là ở vào tương đối thấp cấp độ, trước mắt nhiều nhất được xưng tụng trong tay có kiếm trong lòng có kiếm. Hứa Thuần Lương cười nói, người bây giờ đã hướng đỉnh tiêm cao thủ bước vào, từ câu nệ tại chương pháp đến đánh vỡ chương pháp bản thân liền là một cái chất biến. Diệp Thanh Nhã nói, không nói gạt ngươi, ta đi theo ngươi đi Độ Vân Tự, Thông Huệ Đại Sư những cái kia khắc đá đối ta dẫn dắt rất lớn, càng về sau ta lại tại Đông Châu nhìn thấy Hà Thủ Nhân tiên sinh. Từ thư pháp của bọn họ bên trong ta ngộ ra một cái đạo lý, không cần cầu mới cầu biến, chỉ cần thuận theo tự nhiên, cầm bồn cây cảnh làm thí dụ, vô luận bồn cây cảnh tu bổ như thế nào tinh mỹ, nhưng là cùng thiên nhiên thực vật đặt chung một chỗ vẫn thiếu sót một loại này thần chính là sinh cơ. Hứa Thuần Lương khen, Thanh Nhã tỷ đã tìm được đại đạo. Diệp Thanh Nhã bị hắn thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nói là ta một chút thô thiển ý nghĩ, chưa hoàn chỉnh thành hình. Ta gần nhất vẫn luôn đang tìm tòi, bất quá vô luận như thế nào, trong khoảng thời gian này ra ngoài quan sát đều để ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Hứa Thuần Lương biết Diệp Thanh Nhã tại thư họa phương diện phi thường chuyên chú, một cái chuyên chú người bình thường lại so với đa số người dễ dàng lấy được thành công, đương nhiên Diệp Thanh Nhã gần nhất tiến bộ rất có thể cùng hôn nhân của nàng tình trạng có quan hệ, nàng cùng Kiều Như Long rốt cục giải trừ hôn nhân, không để cho nàng tất miễn cưỡng vui cười trước mặt người khác diễn kịch. Không có tâm sự, trạng thái tinh thần đạt được buông lỏng, thiên tính tự nhiên đạt được giải phóng. Diệp Thanh Nhã rất hưởng thụ trước mắt trạng thái, bất quá nàng có chút bận tâm Hứa Thuần Lương, lần trước tại Đông Châu cùng Kiều Như Long ngẫu nhiên gặp, nàng có thể cảm giác được Kiều Như Long đối Hứa Thuần Lương địch ý, do dự một chút, vẫn là hỏi một câu, ngươi về sau có hay không thấy qua Kiều Như Long. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta cùng hắn đã không có gì gặp nhau, theo ta được biết hắn chỗ hòa đầu xác định đầu tư Đông Châu Văn Lữ hạng mục. Chế tạo Đông Châu Văn Lữ trục trung tâm. Hứa Thuần Lương cho rằng Diệp Thanh Nhã cùng Kiều Như Long dù sao vợ chồng một trận, quan tâm hắn tình trạng cũng là không thể bình thường hơn được, tựa như Kiều Như Long từ bỏ đoạn hôn nhân này, lại cựu thị cùng Diệp Thanh Nhã kết giao khác phái, nhiều mấy người đều là cái dạng này, lúc có không biết chân quý, đã mất đi mới biết được chân quý, tự xưng là xuất thân cao quý Kiều Như Long cũng bất quá là phàm phu tục tử một cái. Diệp Thanh Nhã nói, từ khi Kiến Minh Ca đi Đông Châu,
nơi đó đầu tư nhiệt độ không ngừng tăng lên a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Đông Châu bản thân liền có đặc biệt khu vị ưu thế, Uông Kiến Minh đến nhận chức trước đó, liền đã bị định vì tỉnh vực phó trung tâm thành thị. Lúc trước rất nhiều người đều là Chu thư ký cách đi biểu thị tiếc nuối, hiện tại loại tiếc nuối này có thể nói cơ bản không tồn tại, Uông Kiến Minh đến nhận chức thời gian không lâu, đã có bao nhiêu cái đại quy mô đầu tư hạng mục rơi xuống đất Đông Châu, có thể đoán được, tại hắn nhiệm kỳ bên trong, Đông Châu tướng lấy được không nhỏ phát triển. Diệp Thanh Nhã nhìn đến mưa bên ngoài thế nhỏ, đề nghị về nhà ăn cơm, nàng đã thông chi ra ra ban đêm chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Hứa Thuần Lương đi vào bãi đỗ xe, nhìn thấy Diệp Thanh Nhã vừa mua một cỗ úy đến IS8, hiện ở trong nước tàu điện thật sự là càng ngày càng nhiều, toàn xe trí năng cũng làm được càng ngày càng tốt, chỉ là Hứa Thuần Lương cũng không thích quá trí năng hóa đồ vật, hắn cho rằng xe chủ yếu là dùng để mở, loè loẹt đồ vật quá nhiều ngược lại dễ dàng phân tán lực chú ý. Diệp Thanh Nhã lái xe khá là cẩn thận, dựa theo chính nàng thuyết pháp, trong thành phố tốc độ xe chưa từng vượt qua 80, cao tốc đều không có trải qua, đi qua nàng dạng này điều khiển phong cách không ít bị kiều như long nhả rãnh. Nhưng lời giống vậy Hứa Thuần Lương nói đến thì càng để nàng tiếp nhận, Hứa Thuần Lương đưa nàng loại này điều khiển phong cách xưng là ưu nhã. Diệp Thanh Nhã làm sao có thể nghe không ra hắn ngại mình chậm, bất quá nói như vậy phương thức chính là dễ chịu, nàng có chút buồn bực, Hứa Thuần Lương như thế biết dỗ người. Làm sao cùng Mai Như Tuyết liền tản, Diệp Thanh Nhã kỳ thật gần nhất cùng Mai Như Tuyết cũng từng có liên hệ, vốn cho rằng Hứa Thuần Lương sẽ chủ động hỏi nàng, nhưng từ gặp mặt đến bây giờ Hứa Thuần Lương liền một chữ đều không có hỏi qua. Xe cơ phát ra âm nhạc là ngày nào đó sau hát đến tâm kinh, Hứa Thuần Lương không thích cái này không ốm mà rên đồ chơi, mặc dù thanh âm thật là dễ nghe, không đa nghi đã là phải dùng nội tâm đi cảm ngộ, không phải hát thật tốt nghe liền chứng minh ngươi lĩnh ngộ Phật Pháp. Liền nói vị này thiên hậu hát sắc tức thị không không tức thị sắc thời điểm, nàng khẳng định ngộ nhập kỳ đồ. Diệp Thanh Nhã nói, tiểu tuyết do nhà nước cử thăm học sự tình ngươi biết không? Hứa Thuần Lương lắc đầu, chúng ta không có liên hệ. Diệp Thanh Nhã cười nói, coi như chia tay cũng có thể làm bằng hữu a. Hứa Thuần Lương hỏi ngược một câu, ngươi cùng Kiều Như Long vẫn là bằng hữu sao? Diệp Thanh Nhã bị hắn cho đang hỏi, nghĩ một hồi mới đáp lại nói. Hôn nhân của chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là cái sai lầm, chúng ta bây giờ chỉ là sửa như thế sai lầm, trở về riêng phần mình sinh hoạt quỹ đạo, ngươi cùng tiểu tuyết khác biệt, các ngươi lẫn nhau yêu nhau. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Diệp Thanh Nhã lại bị hắn đang hỏi, nàng thở dài nói, ngươi hôm nay là thế nào? Luôn luôn cho ta ra nan đề, ta cân nhắc qua vấn đề này, ta kết hôn thời điểm. Đã từng nhận vì duy trì hôn nhân chủ yếu nhất nhân tố là lý trí cùng đạo đức mà không phải cái gì tình yêu, về sau ta phát hiện bất cứ chuyện gì đều sẽ cải biến, không có người sẽ vĩnh viễn bảo trì lý trí, đạo đức tiêu chuẩn sẽ theo bản thân ước thúc tiêu chuẩn mà không ngừng cải biến, về phần yêu tình càng là không đáng tin. Nàng nói xong ý thức được mình phủ định lời nói mới rồi, người cùng tiểu tuyết tình yêu hẳn là tương đối là đơn thuần, các người quen biết cũng không có xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Hứa Thuần Lương nói, có phát hiện hay không, xây dựng ở lợi ích trên cơ sở hôn nhân mới là vững chắc nhất. Diệp Thanh Nhã nói, thụ đả kích. Hứa Thuần Lương cười nói, không có, người sống cả một đời lại không phải là vì tình yêu. Diệp Thanh Nhã nói, tất cả mọi người là tại lẫn nhau trói buộc thôi, không có người sẽ tình nguyện bị vĩnh viễn trói buộc. Hứa Thuần Lương nói, tại sao ta cảm giác hai cái kẻ thất bại tại tương hỗ nhả rãnh. Diệp Thanh Nhã nở nụ cười, ta cũng không cho rằng mình là kẻ thất bại, ta giải thoát, ta thu được tự do, ngươi cũng không thất bại, ta đi qua liền nghe nói có không ít nữ hài tử vây quanh ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chỗ nào nghe được lời đồn. Diệp Thanh Nhã cười ý vị thâm trường, cuối cùng đem xe lái vào Đại Việt, Diệp Thanh Nhã tướng ô tô ngừng tốt, Hứa Thuần Lương vượt lên trước xuống xe, cầm lấy dù che mưa đi phòng điều khiển bên cạnh chờ đợi, Diệp Thanh Nhã vừa ra khỏi cửa liền vì nàng che khuất nước mưa. Hai người cùng đi đến Diệp gia, đừng nhìn cư xá cấp bậc cao, chỗ đậu xe lại là lộ thiên, trong nhà nguyên bản có cái nhà để xe, bị Diệp lão cải tạo sau biến thành hắn đổ gỗ công xưởng. Dọc theo đá cuội đường nhỏ đi vào bên trong, đầu này đường nhỏ cũng là Diệp lão để cho người ta cải biến, Diệp Thanh Nhã mặc giày ca van, nhưng không cẩn thận dưới chân trượt, duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn Hứa Thuần Lương kịp thời duỗi ra cánh tay đưa nàng đỡ lấy. Lúng túng là, Diệp Thanh Nhã trong lúc bối rối hai tay tướng Hứa Thuần Lương thân thể ôm lấy. Hai người bốn mắt tương đối, Diệp Thanh Nhã trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tranh thủ thời gian buông hắn ra,
nhưng thân thể còn dựa vào Hứa Thuần Lương nâng đỡ, song nhẹ buông tay, toàn bộ thân thể mềm mại đều té nằm Hứa Thuần Lương trong khuỷu tay, cảm giác bên trên như cùng nàng mình chủ động ôm ấp yêu thương đồng dạng. 1. Hứa Thuần Lương tay vẫn tương đối thân sĩ, tay trái giơ dù, tay phải nắm chặt quyền. Diệp Thanh Nhã tại trong mưa cuối cùng tìm về cân bằng, thở phào nói cái này quá trơn. Hứa Thuần Lương nói, vừa mất đủ bỗng nhiên thành thiên cổ hận a. Diệp Thanh Nhã mắng, người mới trượt chân đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, Thanh Nhã tỷ yên tâm, có ta nhìn, người không có trượt chân cơ hội. Hai người tới lầu nhỏ trước cửa, đứng tại che mưa dưới mái hiên hơi cả sửa lại một chút, Hứa Thuần Lương tướng dù che mưa cắm ở khung dù bên trên. Diệp Thanh Nhã trước mở cửa đi vào, nhìn thấy phụ thân Diệp Sương Nguyên cùng thúc thúc Diệp Sương Tuyền đều tại, hai người chính ở phòng khách nói chuyện phiếm đâu. Diệp Thanh Nhã kinh hỉ nói, thúc thúc, người lúc nào về nước? Diệp Sương Tuyền nói, hồi nước báo cáo công tác a, không có nói cho ngươi chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Sương Nguyên hai huynh đệ lúc này nhìn thấy theo ở phía sau tiến đến Hứa Thuần Lương, Diệp Sương Tuyền chủ động đứng dậy, vươn tay, vô luận là địa vị vẫn là bối phận Diệp Sương Tuyền đều có thể ngồi ở chỗ đó bất động, hắn sở dĩ như này khách khí là biểu thị đối Hứa Thuần Lương cảm tạ, phụ thân mệnh là Hứa Thuần Lương cứu. Lúc ấy Diệp Sương Tuyền còn hiểu lầm Hứa Thuần Lương đâu. Có thể nói Hứa Thuần Lương cứu vớt không chỉ là Diệp lão sinh mệnh, đồng thời cũng cứu vớt Diệp gia khí vận. Hứa Thuần Lương hướng về phía trước hai bước nắm chặt Diệp Sương Tuyền tay, thúc thúc tốt. Diệp Sương Nguyên nói, gọi nhị thúc, không phải dễ dàng làm hỗn. Diệp Sương Tuyền ha ha cười nói, hỗn không được, lão gia tử nhận hắn đương cháu trai, hắn không phải liền là người con nuôi. Diệp Sương Nguyên cười nói, vẫn là gọi thúc thúc đi. Hứa Thuần Lương nói, ai, thúc thúc tốt. Diệp Sương Nguyên nói, người gọi ta thúc thúc, ta làm sao nghe nói người nhận Lâm Tư Cẩn làm cạn mẹ. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương lần này lúng túng, kỳ thật chuyện này là lần trước hắn mời Lâm Tư Cẩn ăn cơm, Lâm Tư Cẩn chủ động lấy mẹ nuôi tự cho mình là, đương nhiên hắn cũng không có cự tuyệt ngược lại là thật. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này là dạng này, vẫn là người giúp ta dẫn kiến. Diệp Sương Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, được rồi, đừng giải thích, ta hiểu, nàng a mọi thứ đều nghĩ ép ta, ngươi nhưng phải phân rõ thân cận xa mỏng, không có ông nội nuôi cha nuôi nào có nàng cái kia mẹ nuôi, nàng dựa vào cái gì cướp ta trước. Hứa Thuần Lương như thế ra mặt dày lúc này đều có chút nhịn không được rồi, đây không phải là đến đem cái này cha nuôi cho bổ sung. Diệp Thanh Nhã nói cha, người liền đừng làm khó Thuần Lương, Hứa gia gia còn ở đây này. Diệp Sương Nguyên nói, từ khi Hứa lão gia tử tới, gia gia ngươi cái kia cao hứng, Sương Tuyền, các ngươi trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn xem. Diệp Thanh Nhã nói thúc, ta thẩm bọn hắn đâu. Diệp Sương Tuyền nói, lần này không có cùng ta đồng thời trở về, còn tại TOKOYO đâu. Diệp Thanh Nhã mang theo Hứa Thuần Lương đi trước lội phòng trà, hai vị lão gia tử chính ở nơi đó đánh cờ, nhìn thấy bọn hắn tới, Diệp lão nói, Thuần Lương tới, không được, không được. Ván cờ này ta thua. Hứa Trường Thiện mặt mày hớn hở nói, ta thua mới đúng, lão ca, người đừng để ta. Diệp lão nói, hôm nay đánh hợp, hai ván lẫn nhau có thắng bại. Hứa Thuần Lương kêu hai tiếng ra ra, một cái ông nội nuôi một cái ông nội. Hứa Trường Thiện nói, làm sao đột nhiên liền đến, cũng không nói trước một tiếng. Diệp lão nói, khẳng định là muốn cho ngươi kinh hỉ a, Thuần Lương hữu tâm a. Diệp Thanh Nhã ra đi hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn, Hứa Thuần Lương đem mang tới cổ thụ phổ nhị đưa lên. Diệp lão nói, ngươi tiểu tử này không muốn mỗi lần tới đều mang đồ vật, ta chỗ này cái gì cũng không thiếu. Hứa Trường Thiện nói, ngươi là của ngài, Thuần Lương hiếu mời ngươi, tâm ý ngươi nhất định phải nhận lấy. Diệp lão nói, được, nghe ngươi, quay đầu ta lão ca hai uống xong, lại đến một ván. Hứa Trường Thiện cười nói, tốt. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hai vị lão gia tử ở chung như thế hòa hợp, trong lòng cũng phi thường vui mừng. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng gia gia đến kinh mục đích, gia gia làm nghề y một thế, trị bệnh cứu người, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn hiểu rõ cái giai tầng này quy tắc, lão nhân gia điểm xuất phát là tốt, nhưng loại này mong muốn đơn phương cứu vãn khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, sự thật cũng nghiệm chứng như thế. Hứa Thuần Lương rất cảm kích Diệp lão, lấy Diệp lão trí tuệ khẳng định nhìn rõ hết thảy. Trong khoảng thời gian này nhờ có Diệp lão ấm áp ra ra thụ thương trái tim. Sau bữa cơm chiều, Diệp lão an bài lái xe tướng hai người cho đưa trở về, Diệp Thanh Nhã bản muốn tự mình đưa, Hứa Thuần Lương lo lắng trời mưa để nàng vẫn là không phải lái xe.
hai người trở lại Cơ gia tứ hợp viện, Hứa Trường Thiện lôi kéo Tôn Nhi tay, có chút áy náy nói, gia gia lần này tự tác chủ trương, người không trách ta đi. Hứa Thuần Lương cười nói, gia gia, người nói chuyện này, ta làm sao có thể quái người. Người làm hết thảy, chuyện nào không phải vì ta tốt. Hứa Trường Thiện thở dài nói, ta liền sợ a, mình biến khéo thành vụng, xấu chuyện tốt của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này trách ta không có trước tiên cùng người nói rõ ràng, ta cùng Tiểu Tuyết tách ra là hai chúng ta quyết định, cùng những người khác không quan hệ, đối với chúng ta thế hệ này tới nói, tình cảm bên trên chia chia hợp hợp rất bình thường, người cũng đừng quá coi ra gì. Hứa Trường Thiện nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng ta còn là cho các ngươi cảm thấy đáng tiếc. Hứa Thuần Lương cười nói, gia gia, thời đại thay đổi, không có nhiều như vậy thiên trường địa cửu, cũng không có nhiều như vậy từ một mực. Hứa Trường Thiện nghiêm mặt, tiểu tử ngươi nói hưu nói vượt, ta liền biết nhất định là vấn đề của ngươi, một bụng tâm địa gian dảo, có phải hay không là ngươi trần trừ bị người ta phát hiện. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng không phải cái này nguyên nhân, bảo bối cháu trai nói như vậy đơn giản là muốn để trong lòng của hắn khá hơn một chút. Cháu trai nhân phẩm không tệ, coi như chia tay cũng không ra ác ngôn, vẫn là đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, chuyện này không thể lại ta. Người đến tìm căn nguyên tố nguyên tử gen bên trên tìm mau bệnh, ta đoán chừng là từ cha ta vậy liền xảy ra vấn đề. Hứa Trường Thiện xì một tiếng khinh miệt, cha ngươi, vậy thì không phải là cái đồ chơi hay, chính là hắn đem không tốt gen truyền. Nói đến đây, hắn phương mới ý thức tới bị cháu trai cho xáo lộ, cháu trai không tốt gen đến từ tại nhi tử, đứa con kia không tốt gen còn không phải từ mình nơi này truyền thừa. Tìm căn nguyên tố nguyên, cái này không trực tiếp liền đuổi tới trên người mình tới. Hứa Trường Thiện cười mắng, hỗn tiểu tử, có tin ta hay không dùng đế giày quất ngươi. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngài tranh thủ thời gian rút, hút xong ta giúp ngài phao phao cước. Hứa Trường Thiện cũng chính là qua qua miệng nghiện, chỗ nào bỏ được, hắn khoát tay áo nói, không cần, người từ Đông Châu tới cũng mệt mỏi, đúng, người lần này dự định ở vài ngày a. Hứa Thuần Lương đoán chừng chỉ ít một tuần, để ra ra an tâm nhiều ở vài ngày, chờ mình làm xong cùng hắn cùng một chỗ trở về. Hứa Trường Thiện lại biểu thị dự định ngày mai liền đi. Hứa Thuần Lương nghe hắn quyết định như vậy, thật là có chút sở khóc sở cười, mình đến một lần ra ra liền đi, người khác không biết còn cho là bọn họ hai người náo mâu thuẫn gì đâu. Hứa Trường Thiện cũng là có chính mình nguyên nhân, cháu trai đến kinh thành hai người gặp nhau đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là cũng rõ ràng Hứa Thuần Lương tới là học tập, mình ở lại kinh thành, hắn còn muốn bước ra chiếu cố mình, còn không như tranh thủ thời gian về Đông Châu. Tránh khỏi bảo bối cháu trai phân tâm. Cho nên Hứa Thuần Lương nói ra ra vô luận chuyện nào đều đang vì hắn cân nhắc. Hứa Trường Thiện cũng nhớ nhà, bên ngoài cho dù tốt không bằng nhà tốt. Kinh thành đi Đông Châu cũng không xa, thừa đường sắt cao tốc đi qua, đến lúc đó để Trịnh Bồi An đi đường sắt cao tốc đứng đón hắn, nhiều nhất một cái buổi sáng sự tình. Hứa Thuần Lương gặp ra ra đã quyết định đi, cũng không có tiếp tục lưu hắn. Hứa Trường Thiện lần này tới kinh thu hoạch lớn nhất chính là quen biết Diệp lão một nhà, có chút ít cảm xúc nói, nói lời trong lòng, lúc ấy Diệp lão nhận ngươi làm cháu nuôi, ta còn có chút thấp thỏm, có thể hay không chúng ta trèo cao người nhà, nhưng bây giờ ta phát hiện, Diệp lão thật sự là tiếp địa khí một người. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ra ra khẳng định cầm Diệp lão cùng Kiều lão so sánh, cũng không thể nói Kiều lão không tốt, chỉ là Kiều lão càng thâm tàng bất lộ, Hứa Thuần Lương có thể lý giải. Giống bọn hắn dạng này gia tộc đều phải vì tự thân lợi ích đi làm tổng hợp cân nhắc, khẳng định không thể giống dân chúng tầm thường người ta. Hứa Thuần Lương nói, ra ra người yên tâm, ta điểm ấy cốt khí khẳng định là có, sẽ không giống một ít người một dạng vót nhọn đầu thượng tầng lộ tuyến. Hứa Trường Thiện ngữ trọng tâm trường nói, mặc kệ lúc nào, đều muốn làm tốt chính mình, không làm việc trái với lương tâm, xứng đáng thiên địa lương tâm, mặc kệ tại người nào trước mặt đều muốn không kiêu ngạo không tự ti. Chúng ta làm nghề y người đến đâu mà đều muốn sống lưng thẳng tắp. Hứa Thuần Lương cung kính nói, ra ra, ta nhớ kỹ. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại về sau, có người nói, xin hỏi là Hứa Thuần Lương tiên sinh sao? Hứa Thuần Lương nói, là ta à? Ta là Nhân Hòa Đường ủy thác luật sư Trần Nguyên, tìm ngươi là muốn theo ngươi trao đổi Nhân Hòa Đường nhãn hiệu một chuyện. Hứa Thuần Lương trong ấn tượng giống như cùng người này đánh qua một lần quan hệ, lúc ấy là Chu Nghĩa Văn ủy thác luật sư, vốn là muốn cùng mình đánh di sản kiện cáo, nhưng về sau bởi vì không có phần thắng mà không giải quyết được gì. Hứa Thuần Lương đi trong thư phòng nhận điện thoại, người cùng ta có gì có thể thương lược, di chúc đều viết rõ ràng,
Nhân Hòa Đường nhãn hiệu là của ta, người có tư cách gì đại biểu Nhân Hòa Đường? Trần Nguyên nói, Hứa tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, trong tay ngươi chỉ có Nhân Hòa Đường 30% cổ phần, căn cứ chúng ta trước mắt sưu tập đến tư liệu, Chu Nhân Hòa tiên sinh tại đăng ký Nhân Hòa Đường nhãn hiệu thời điểm, làm trái phản nhãn hiệu pháp nhiều hạng quy định, đơn giản tới nói, chính là trong tay hắn Nhân Hòa Đường nhãn hiệu không hợp pháp, chúng ta đã chính thức xin hủy bỏ ngươi làm người thừa kế tiếp tục sử dụng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu. Hứa Thuần Lương bị con hàng này cho khí cười, người mẹ nó có mau bệnh a, à, ngươi là luật sư, ta liền không có luật sư, lúc trước Chu lão tiên sinh lập di chúc thời điểm Phương Văn Chính luật sư hỗ trợ chứng kiến, hết thảy đều phù hợp pháp luật trình tự, ngươi hù ai đây? Trần Nguyên nói, nếu như ngươi không muốn hiệp thương, như vậy chúng ta liền tòa án bên trên gặp. Hứa Thuần Lương nói, ai sợ ai a? À? Trần Nguyên nói, đúng rồi, người khả năng còn không biết đi, Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ tiên sinh đã đem bọn hắn nắm giữ Nhân Hòa Đường cổ phần chính thức chuyển nhượng đi ra. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, Chu Nghĩa Vũ bây giờ còn đang trong lao ngồi xổm, Chu Nghĩa Văn bị mình gieo xuống cửu chuyển ngập đầu châm, cái này hai huynh đệ hẳn là không dám cùng mình chính diện làm đúng, dứt khoát tướng cổ phần tất cả đều chuyển cho người khác, không cần hỏi khẳng định là Minh Đức tập đoàn. Hoàng Hữu Long cái lão âm hàng thật đúng là âm hồn bất tán, ta ngược lại muốn xem các ngươi nghĩ làm hoa dạng gì. Hứa Thuần Lương nói, chuyển cho người nào, thế mà ngay cả ta cái này cổ đông đều không thông báo một tiếng. Một, Trần Nguyên nói, chờ ngươi thu được lệnh truyền thời điểm tự nhiên sẽ rõ ràng. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, tìm tới Phương Văn Chính luật sư điện thoại đánh qua, điện thoại vang lên một hồi lâu Phương Văn Chính mới nghe, nói cho Hứa Thuần Lương, hắn hiện tại đã di dân châu Úc. Không còn xử lý luật sư chức nghiệp. Hứa Thuần Lương đem Trần Nguyên chịu lấy ủy thác muốn cùng hắn đánh nhãn hiệu kiện cáo sự tình nói, Phương Văn Chính biểu thị mình cái này cũng không rõ ràng, hắn hiện tại không có ý định về nước, xem như triệt để cáo quay qua luật sư sinh nhai, nếu có cần hắn có thể giới thiệu quen biết luật sư cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút bất thường, lúc trước Chu Nhân Hòa là thông qua Phương Văn Chính ký kết di chúc, Phương Văn Chính toàn bộ hành trình cũng biểu hiện được tận chức tận trách. Làm được một luật sư bổn phận, là Chu lão gia tử chủ trì công đạo bảo đảm di chúc chấp hành. Hứa Thuần Lương cho rằng Nhân Hòa Đường sự tình đã lật thiên, nhưng bây giờ khó khăn chắc trở lại lên, anh em nhà họ Chu chuyển nhượng cổ phần, Phương Văn Chính thế mà âm thầm lựa chọn di dân. Nếu như đối phương không có có nắm chắc nhất định là không dám tìm hắn khiêu chiến, Hứa Thuần Lương nghĩ đến một cái rất xấu khả năng, cái này Phương Văn Chính sẽ có hay không có vấn đề, Chu lão gia tử có thể hay không nhờ và không phải người. Vị luật sư này mặc dù không có trợ giúp anh em nhà họ Chu, nhưng là hắn có thể hay không cho nên bày nghi trận, nếu thật sự là như thế, cục này đủ sâu. Hứa Thuần Lương sau khi trở về, cũng không có hướng ra ra lộ ra chuyện này, cũng là vì không cho lão gia tử sinh khí. Muốn tra ra anh em nhà họ Chu hai tướng cổ phần chuyển nhượng cho ai cũng không khó, Hứa Thuần Lương cũng không có hoa phí quá lớn công phu, đêm đó liền tra ra anh em nhà họ Chu cầm trong tay 70% cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho Thần Nông bên trong thuốc tập đoàn, cái này thuốc đông y tập đoàn chủ tịch gọi Tào Bình Nghĩa. Hứa Thuần Lương vốn cho là bọn họ là tướng cổ phần chuyển nhượng cho Minh Đức tập đoàn, chứng thực tin tức này cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ còn có thế lực khác tham gia. Cái này Thần Nông thuốc đông y tập đoàn ở vào Ngạc Bắc Thần Nông giá, là một nhà dân doanh xí nghiệp, tập trung thảo dược trồng cùng gia công làm một thể. Thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Hứa Thuần Lương đối trung thảo dược cái nghề này chưa quen thuộc, nhưng là hắn có phương diện này quan hệ, tỉ như Đông Châu Ân Hằng tập đoàn, còn có quan hệ càng mật thiết hơn Tiếu Thành Mộc Lan tập đoàn. Hứa Thuần Lương đêm đó liền cho Hạ Hầu Mộc Lan gọi điện thoại. Hạ Hầu Mộc Lan vừa tiếp thông điện thoại còn biểu hiện được có chút lãnh mạc có việc. Hứa Thuần Lương nói, chủ yếu là muốn hỏi đợi một chút ngươi, hòa thượng kia không có tìm làm phiền ngươi a. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cảm ơn, ta không sao. Thân thể cũng rất tốt ha. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ thân thể không có vấn đề lớn, cục bộ vấn đề nhỏ cũng không tiện nói cho ngươi, thật sự là xấu hổ mở miệng, con hàng này căn bản không hiểu được thương hương tiếc ngọc, người ta đến bây giờ đi đường đều không lưu loát. Trái lương tâm hồi đáp, rất tốt. Vậy ta an tâm. Hạ Hầu Mộc Lan nghe hắn chủ động gọi điện thoại tới quan tâm mình. Trong lòng vẫn là có nhiều như vậy ấm áp, ngươi còn có sự tình khác sao? Hứa Thuần Lương nói, có làm việc nhỏ. Hạ Hầu Mộc Lan trong nháy mắt cảnh giác, người này quả nhiên động cơ không đơn thuần, sẽ không phải lại nghĩ xáo lộ mình, để cho mình thật xa đi qua cùng hắn ma luyện một trận đi, lần này không thể tùy tiện đáp ứng hắn. Hứa Thuần Lương chính là cái đại lừa gạt,
lúc trước cùng chính mình nói cái gì Dĩ Dương đạo âm chỉ tiến hành một nửa, nhưng cái kia một nửa căn bản chính là gần một nửa, cái kia không gọi tu luyện, gọi thiên truy bách luyện. Hạ Hầu Mộc Lan cầm điện thoại di động đều mặt đỏ tim run, có chuyện nói thẳng, ta chưa hẳn có thể giúp một tay. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người đối ta cảnh giác còn như thế nặng, ta đối với người thế nhưng là thẳng thắn gặp nhau, không giữ lại chút nào a. Hạ Hầu Mộc Lan nghe ra hắn tại vẩy tao mình, gương mặt xinh đẹp nóng lên mắng, không có so ngươi càng xảo quyệt. Hứa Thuần Lương nói, phương diện này ngươi từng có thân thể sẽ, đương nhiên có quyền lên tiếng. Hạ Hầu Mộc Lan nóng mặt lợi hại, cái này cái thứ không biết xấu hổ liều mạng đem mình hướng trong khe mang, ngươi không nói ta treo a. Hứa Thuần Lương nói, không bội a, ngươi nghe nói qua thần nông thuốc đông y tập đoàn sao. Hạ Hầu Mộc Lan nói, lấy cái tên này mệnh danh có rất nhiều, ta biết liền có ba cái. Hứa Thuần Lương nói, thần nông giá cái kia, tập đoàn pháp nhân cũng họ Tào. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Tào Bỉnh Nghĩa a. Hứa Thuần Lương nghe nàng một ngụm liền gọi ra danh tự, xem ra chính mình là tìm đúng người, đúng, chính là nhà này. Hạ Hầu Mộc Lan nói, hắn là Bì Môn Nguyên lão nhân vật, cùng Vũ Viên Nghĩa là một cái bối phận, làm sao? Ngươi cùng hắn cũng có cửu oán. Hứa Thuần Lương nói, đó cũng không phải, hắn cũng không có giấu giếm Hạ Hầu Mộc Lan tất yếu, đem thần nông thuốc đông y tập đoàn thu mua Nhân Hòa Đường tập đoàn 70% chuyện cổ phần nói. Hạ Hầu Mộc Lan nghe hắn nói xong, lập tức nói, người muốn cho ta làm thế nào? Nói xong câu đó, nàng ý thức được mình biểu hiện được quá bức thiết, lập tức lại sửa lời nói, ta kỳ thật cùng hắn cũng không tính được quá quen, bất quá hẳn là có thể chen mồm vào được. Chỉ cần Hứa Thuần Lương mở miệng, nàng nhất định sẽ giúp hắn, không có cách, đều máu mủ tình thâm quan hệ. 2. Hứa Thuần Lương nói, không cần ngươi làm cái gì, ta chính là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, vị này Tào Bỉnh Nghĩa cùng ta vốn không quen biết. Hắn nhúng tay Nhân Hòa Đường sự tình cũng không có dấu hiệu gì, nếu có thể, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút hắn đến cùng nghĩ như thế nào, nếu như hắn thuần túy là vì sinh ý, kia tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như hắn có mưu đồ khác, con người của ta ngươi hiểu rõ nhất, chắc chắn sẽ không tha hắn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, chiếu ngươi thuyết pháp, lúc trước Chu Nhân Hòa lão tiên sinh đem Nhân Hòa Đường nhãn hiệu còn có 30% cổ quyền đều cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, trải qua luật sư lập đến di chúc. Lúc ấy chia cắt di sản thời điểm cũng coi như thuận lợi, sự tình đều đi qua lâu như vậy, đột nhiên lại sinh ra khó khăn trắc trở. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cũng có thể là anh em nhà họ Chu tiếp nhận hiện thực, cho rằng nhãn hiệu quyền sử dụng trong tay ngươi, giữ lại kia 70% cổ phần cũng không có quá nhiều ý nghĩa, dứt khoát chuyển nhượng biến hiện, xảy ra khác lô lò. Hứa Thuần Lương nói, nếu như là bình thường thương nghiệp hành vi cũng không có gì, bất quá ta luôn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Phụ trách di chúc luật sư trước đây không lâu di dân, hôm nay có người ủy thác luật sư muốn đánh với ta Nhân Hòa Đường nhãn hiệu kiện cáo. Hạ Hầu Mộc Lan ở phương diện này rất có kinh nghiệm, nghe xong liền ý thức được Hứa Thuần Lương hẳn là bị châm đúng, nói khẽ là thần nông tập đoàn đánh với người kiện cáo sao. Hứa Thuần Lương biểu thị mình không rõ ràng, hôm nay quá muộn, chờ ngày mai hắn tìm người hỗ trợ cha. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương trước đưa ra ra đi đường sắt cao tốc đứng. Lão gia tử nhất định phải đuổi trước kia đường sắt cao tốc về Đông Châu, Hứa Thuần Lương đón xe đem hắn đưa tới chỗ, đem xe lần phát cho Trịnh Bồi An, để hắn đi đón. Hứa Thuần Lương rời đi đường sắt cao tốc đứng liền đi Trung y thuốc cục quản lý, trước đó liên hệ Lâm Tư Cẩn. Mặc dù lần này Nhân Hòa Đường gặp phải sóng gió không nhỏ, nhưng Hứa Thuần Lương cũng không có cảm thấy quá mức lo lắng, hắn đoán chừng chân chính phía sau màn đẩy tay 89/10 vẫn là Hoàng Hữu Long. Cái này thần nông tập đoàn rất có thể chỉ là một cái màn chứng tử. Hứa Thuần Lương tiến về Trung y thuốc cục quản lý trên đường liền nhận được Hạ Hầu Mộc Lan điện thoại. Hạ Hầu Mộc Lan đã tìm Tào Bỉnh Nghĩa chứng thực qua, thần nông tập đoàn xác thực mua Nhân Hòa Đường 70% cổ phần, nhưng là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu cùng hắn không có quan hệ. Muốn cùng Hứa Thuần Lương đánh nhãn hiệu kiện cáo người là Triệu Hằng Nghĩa, hắn hiện tại đứng ra nói mình là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu người nắm giữ. Chu Nhân Hòa năm đó dùng lừa gạt thủ đoạn chiếm trước Nhân Hòa Đường nhãn hiệu quyền, dựa theo hiện tại nhãn hiệu pháp gọi xâm phạm trước đây quyền. Căn cứ cái này Triệu Hằng Nghĩa nói, năm đó Nhân Hòa Đường danh tự là cha hắn khởi, liền liền hiện tại dùng Nhân Hòa Đường ba chữ đều là cha hắn thân bút viết. Chu Nhân Hòa sơ khai nhất thiết Nhân Hòa Đường mặt tiền cửa hàng cũng là từ trong tay hắn mua lại, đi qua chính là thuốc đông y trải, bọn hắn đem mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng cho Chu Nhân Hòa. Nhưng là cũng không có chuyển nhượng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu, là Chu Nhân Hòa dùng lừa gạt thủ đoạn đem nhãn hiệu lấy mất.
Hứa Thuần Lương chưa từng nghe Chu Nhân Hòa nhắc qua đoạn lịch sử này, cũng chưa nghe nói qua người này. Hạ Hầu Mộc Lan để hắn vẫn là chuẩn bị sớm, căn cứ Tào Bình Nghĩa nói, trong tay đối phương đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, lần này chẳng những muốn đem nhãn hiệu cầm tới, còn muốn truy cứu nhãn hiệu người nắm giữ phi pháp sử dụng trách nhiệm, đơn giản tới nói muốn tìm hắn bắt đền. Hứa Thuần Lương lại liên hệ một chút Phương Văn Chính, Phương Văn Chính căn bản không tiếp điện thoại của hắn, hiện tại đã có thể cơ bản xác nhận, Phương Văn Chính cũng không phải cái đồ chơi hay, từ vừa mới bắt đầu liền che giấu rất nhiều chuyện, nhưng có thể từ Chu lão gia tự ủy thác di chúc bắt đầu liền đã cùng người khác đặt bẫy. Bởi vì Hứa Thuần Lương đến kinh trước đó liền cùng Lâm Tư Cẩn thông qua điện thoại, Lâm Tư Cẩn biết hắn mục đích của chuyến này, nói cho Hứa Thuần Lương, đã giúp hắn đem Hồi Xuân Đường cùng Nhân Hòa Đường xếp vào đợi thẩm danh sách. Hứa Thuần Lương đem chuẩn bị xong vật liệu cho Lâm Tư Cẩn, trước mắt chỉ có thể cho nàng Hồi Xuân Đường, Nhân Hòa Đường kia một phần bởi vì tồn tại biến số, thời cơ có chút không đúng. Lâm Tư Cẩn nghe Hứa Thuần Lương kể xong chuyện này, cũng cảm thấy tại nhãn hiệu kết cục kiện cáo không có đánh xong trước đó, cũng không thích hợp tướng Nhân Hòa Đường xếp vào đợi thẩm trong danh sách. Hứa Thuần Lương nói, mẹ nuôi, lần này cho ngài thêm phiền toái. Lâm Tư Cẩn cười nói, ai bảo ta là ngươi mẹ nuôi. Ta kỳ thật chỉ là giúp ngươi đơn giản hóa một chút chương trình, làm như thế nào thẩm còn phải làm sao thẩm, nơi này không có có tình có thể giảng. Nói thật, Hồi Xuân Đường cùng Nhân Hòa Đường so sánh mà nói, Nhân Hòa Đường danh khí lớn hơn một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra vấn đề, bất quá người yên tâm, ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Lâm Tư Cẩn nói, chỉ cần thưa kiện liền không có trong ngắn hạn có thể giải quyết vấn đề, dù sao ngươi cũng không cần gấp, thật xảy ra vấn đề gì, còn có ta đây. Nàng người này tương đương bao che cho con, trong lòng ngầm nghĩ kỹ, liền con nuôi của ta chiêu bài đều ghi nhớ, ta nhìn các ngươi là không muốn tại cái nghề này lăn lộn. Hứa Thuần Lương nói, ta lần này nhất định phải tướng phía sau hắc thủ cho móc ra, nhổ tận gốc. Lâm Tư Cẩn nói, có phải hay không có mặt mày rồi. Hứa Thuần Lương nói, không có xác thực chứng cứ ta tạm thời không thể nói. Lâm Tư Cẩn cười nói, vậy chính là có đối tượng hoài nghi. Hứa Thuần Lương cười cười không nói chuyện. Lâm Tư Cẩn cũng không có truy vấn, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nhìn như khắp không trải qua thầm nghĩ, ta nghe nói hồi trước Thanh Nhã đi Đông Châu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Thanh Nhã tỷ là đi tham gia nàng sư tỷ triển lãm tranh. Lâm Tư Cẩn thở dài nói, ta nữ nhi này a, niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng vẫn là ra đời không sâu, dễ dàng bị người lợi dụng, người ta không phải mời nàng cổ động, căn bản là muốn lợi dụng nàng. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ kỳ thật có thể nhìn thấu. Lâm Tư Cẩn nhìn hắn một cái, người hiểu rõ nàng vẫn là ta hiểu rõ nàng. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, đương nhiên là người, biết con gái không ai bằng mẹ nha. Tiểu tử ngươi bất nịnh hót, ta không có chút nào hiểu rõ nàng, từ khi nàng sau khi lớn lên, ta cùng với nàng ở giữa liền không có qua giống chúng ta dạng này nói chuyện, nàng a, đơn giản coi ta là thành một người xa lạ. Hứa Thuần Lương nói, một số thời khắc, không phải một cá nhân nguyên nhân. Lâm Tư Cẩn nói, ngươi nói là ta hẳn là nhiều từ tự thân tìm nguyên nhân. Hứa Thuần Lương nói, mẹ nuôi, ta còn không nói, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Lâm Tư Cẩn nở nụ cười, mới là lạ, Thuần Lương a, Thanh Nhã ly hôn về sau cảm xúc thế nào? Hứa Thuần Lương nói, chiếu ta nhìn cũng không tệ lắm, dù sao nàng tại thư họa phương diện tiến bộ thần tốc. Lâm Tư Cẩn gật đầu nói, đã lẫn nhau đều không thích tách ra tốt nhất, gì tất trở thành đối phương trói buộc. Nàng nói đúng nữ nhi sự tình, có thể nghĩ đến lại là mình cùng Diệp Sương Nguyên, lúc trước cặp vợ chồng mâu thuẫn kích thích liền bắt đầu tại Diệp Kiều hai nhà thông gia, hiện tại nữ nhi đều đã ly hôn, nhưng quan hệ giữa bọn họ nhưng cũng trở về không được. Lâm Tư Cẩn quay đầu còn có buổi họp, Hứa Thuần Lương cũng không tiện trì hoãn quá lâu, hợp thời đứng dậy hướng nàng cáo từ. Rời đi thời điểm, Lâm Tư Cẩn để cục chủ nhiệm phòng làm việc, cũng là cháu ngoại của nàng Lý Khai Cường đưa Hứa Thuần Lương ra ngoài. Hứa Thuần Lương cùng Lý Khai Cường là lần thứ hai gặp mặt, khách khí nói, Lý chủ nhiệm, người xin dừng bước, chính ta đi là được. Lý Khai Cường hiển nhưng đã biết hắn cùng Lâm Tư Cẩn quan hệ, cười nói, đều là người một nhà, người đừng khách khí với ta, gọi ta âm thanh Lý ca là được. Hứa Thuần Lương nói, Lý ca, gần nhất các ngươi công việc rất bận a. Lý Khai Cường nói, hàng năm lúc này đều là như thế này, quốc gia hiện tại đối trung y thuốc càng ngày càng coi trọng, cho nên hàng năm đều sẽ chọn ra trọng điểm bồi dưỡng hạng mục, chỉ cần đi vào danh sách, quốc gia sẽ có chuyên hạng cấp phát.
Hứa Thuần Lương nói, chính là ta xin hạng mục sao? Lý Khai Cường cười nói, không giống, ngươi xin là trọng điểm bảo hộ nhãn hiệu, chúng tuyển sau là không có phụ cấp, ta nói chính là trọng điểm bồi dưỡng hạng mục, chủ yếu là nhằm vào trung thảo dược trồng gia công sản xuất. Đi qua đối với thuốc bắc trồng, lấy địa phương phụ cấp làm chủ, làm đặc sắc thu hoạch trồng chuyên hạng phụ cấp tiến hành cấp cho. Dược liệu trồng phụ cấp cần phải căn cứ trồng diện tích đến xác định, bình thường là theo mỗi mẫu tiến hành phụ cấp tiêu chuẩn bởi vì các nơi chính sách mà tất cả khác nhau, bình thường là tại 100 đến 500 nguyên trên mẫu, muốn so phổ thông cây nông nghiệp phụ cấp cao. Hứa Thuần Lương nghĩ đến Hạ Hầu Mộc Lan, khó trách nàng làm trung thảo dược trồng căn cứ, bán trung thảo dược, nguyên vật liệu gia công, trung thành thuốc làm một thể, bản thân lợi nhuận phong phú, lại thêm quốc gia phụ cấp, tiền này kiếm được bay lên. Cầm nàng hiện tại nhận thầu 3 vạn mẫu làm thí dụ, nếu một mẫu hàng năm phụ cấp 500 khối, nàng hàng năm chỉ riêng phụ cấp liền có thể cầm tới 1.500 vạn, cái này còn giới hạn với địa phương bên trên. Lý Khai Cường nói, đương nhiên tiền này cũng không có dễ cầm như vậy, quốc gia phụ cấp chủ yếu là nhằm vào những cái kia có thể thành công bồi dưỡng quốc gia lâm nguy thảo dược chủng loại thuốc đông y xí nghiệp. Hứa Thuần Lương nói, Mộc Lan tập đoàn tại danh sách này bên trong sao? Lý Khai Cường lắc đầu, Mộc Lan tập đoàn ta biết, trước mắt ta cũng không đạt được bọn hắn xin, bất quá trong nước có thật nhiều có ảnh hưởng rất lớn lực thuốc đông y xí nghiệp đều đánh báo cáo, tranh thủ tiến vào trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Hứa Thuần Lương lại để Thần Nông tập đoàn danh tự, Lý Khai Cường lần này gật đầu, Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, đánh một vòng rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, Thần Nông tập đoàn Tào Bình Nghĩa đã có thể nhúng tay Nhân Hòa Đường sự tình, mình một dạng có thể nhúng tay chuyện của bọn hắn. Lão tử từ trước đến nay là thành sự không có bại sự có dư, ngươi Tào Bình Nghĩa cho ta ra nan đề, ta liền phải đem ngươi xin quốc gia nâng đỡ sự tình cho quấy nhiễu. 1. Lý Khai Cường đối Hứa Thuần Lương không phải thường khách khí, đem hắn một mực đưa đến cửa chính, chủ yếu là Hứa Thuần Lương là đón xe đi tới. Hứa Thuần Lương kêu chiếc taxi, sau khi lên xe, Lý Khai Cường còn không có lập tức đi, hướng hắn phất tay tạm biệt. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng mình không có mặt mũi này. Lý Khai Cường khách khí tất cả đều xây dựng ở mình là Lâm Tư Cẩn con nuôi trên cơ sở. Hứa Thuần Lương tối hôm qua là bồi tiếp Gia Gia tại Cơ Gia Tứ Hợp Viện ở, Gia Gia đi, hắn liền đi tinh thần, Hoa Trục Nguyệt cho hắn một chương kẹt, dựa vào tấm thẻ kia, hắn ở trong nước tất cả tinh thần từ cửa hàng đều có thể miễn phí ăn ở. Một người ở bên ngoài vẫn là ở khách sạn dễ dàng hơn chút. Hứa Thuần Lương ở lại không bao lâu, liền nhận được Diệp Thanh Nhã điện thoại. Diệp Thanh Nhã để hắn mang theo Gia Gia ngày mai đi câu cá, Hứa Thuần Lương lúc này mới đem Gia Gia đã về Đông Châu sự tình nói. Diệp Thanh Nhã nhìn không được trách tội, liền xem như đi cũng muốn lên tiếng kêu gọi nha, làm sao âm thầm liền đi. Hứa Thuần Lương nói cho nàng đây đều là ý của Gia Gia, chờ Gia Gia về tới Đông Châu, liền sẽ cho Diệp Lão gọi điện thoại nói rõ tình huống, trong khoảng thời gian này Diệp Gia chiêu đãi để Gia Gia có chút cảm động, hắn sợ Diệp Lão một giữ lại. Mình lại không bỏ được đi, có lời gì để bọn hắn lão ca hai mình đi nói. Diệp Thanh Nhã nghe hắn nói xong cũng tỏ ra là đã hiểu, Hứa Thuần Lương cũng không có giấu giếm nàng, nói cho nàng mình mới từ Trung Y Thuốc Cục Quản lý trở về. Diệp Thanh Nhã nghe xong liền biết hắn đi gặp mẫu thân mình, nói khẽ chuyện công tác cũng không cần nói với ta, ta tìm ngươi còn có một việc, hai ngày này nếu có rảnh rỗi theo giúp ta đi lội độ vân tự, ta nghĩ tìm Thông Huệ Đại Sư thỉnh giáo một chút thư pháp bên trên sự tình. Hứa Thuần Lương biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, tạm định hậu thiên, ngày mai hắn phải đi Thủy Mộc tham gia tập bên trong học tập, ngày đầu tiên liền cúp học luôn luôn không tốt. Buổi trưa Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong liên lạc Hứa Thuần Lương, hẹn hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm, Hứa Thuần Lương hỏi một chút ngoài ra còn có ai, Phan Tuấn Phong mời được một vị bạn học cũ, mọi người phạm vi nhỏ trao đổi một chút cảm giác tình, Phan Tuấn Phong chuẩn bị mình bỏ tiền mời khách, cho nên cũng không có gọi bệnh truyền nhiễm viện những đồng nghiệp khác. Hứa Thuần Lương biểu thị vẫn là từ mình tới làm đông, để Phan Tuấn Phong đến tinh thần tử cửa hàng bên này, đem bằng hữu cùng một chỗ kêu lên, hắn bên này cũng gọi mấy cái y dược hệ thống bằng hữu. Hứa Thuần Lương liên hệ một chút Phó Quốc Dân khéo lời từ chối, cũng không phải không cho Hứa Thuần Lương mặt mũi này, mà là hắn hiện tại đặc biệt sợ hãi gặp Đông Châu Đồng Hương, chính đang chuẩn bị quán đồ nướng sự tình, chờ thủ tục xong xuôi, quán đồ nướng chính thức khai trương, hắn làm chủ mời khách. Hứa Thuần Lương biết hắn gần nhất tình trạng, cũng không có miễn cưỡng hắn, càng nghĩ kinh thành hệ thống vệ sinh người hắn quen biết không coi là nhiều, thủ đô khối U sở nghiên cứu xạ trị khoa chủ nhiệm Hồ Ngọc Xuân là một cái, người này còn là Phó Quốc Dân giới thiệu hắn nhận biết, trước đây cùng Hứa Thuần Lương cũng uống nhiều lần,
tính tình cũng phi thường sảng khoái. Còn có một cái chính là Huệ Nhân Đường hiện tại đương gia Hoàng Công Hiền, Hứa Thuần Lương nghĩ trưng cầu ý kiến hắn một chút trung y ngành nghề vấn đề. Hứa Thuần Lương lại đem đồng học Trần Thiên Phàm cho gọi lên, Trần Thiên Phàm đến kinh thành cơ bản cùng hắn đồng bộ, mỗi lần tập bên trong học tập, Trần Thiên Phàm cũng sẽ không vắng mặt, Trần Thiên Phàm đến Europa Thương học viện nguyên nhân cùng Hứa Thuần Lương không cùng. Hứa Thuần Lương là vì hỗn trình độ, Trần Thiên Phàm là vì kết giao nhân mạch. Khách nhân còn chưa tới đâu, Hứa Thuần Lương đã nhận được Tế Châu Thái Bạch khu trung cấp tòa án nhân dân lệnh truyền, yêu cầu hắn tại quy định thời gian tiến về ra tòa ứng tố. Hứa Thuần Lương thầm mắng đám này cháu trai thật sự là đuôi mù, lần này nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nhân hòa đường nhãn hiệu thuộc về vấn đề. Đến nơi trước tiên chính là Hồ Ngọc Xuân, bọn hắn sở nghiên cứu liền tại phụ cận, Hồ Ngọc Xuân hiện tại công thành danh toại, bình thường công việc cũng không bận rộn, yêu thích nhất chính là uống rượu đánh bài, bản thân cũng mưu cầu danh lợi quan hệ xã hội. Hứa Thuần Lương nhiệt tình đem hắn mời đến gian phòng bên trong. Hồ Ngọc Xuân nói, lão phó quay đầu lại không đến. Hứa Thuần Lương lắc đầu, nói cho hắn biết phó quốc dân bây giờ nghĩ điệu thấp một đoạn thời gian, hảo hảo lắng đọng một chút, làm rõ mạch suy nghĩ mới có thể lại lần nữa tiến lên. Hồ Ngọc Xuân thở dài nói, tai bay vạ gió, quả thực là tai bay vạ gió nha, ta gần nhất vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội khuyên bảo hắn, nhưng hắn luôn luôn không tiếp điện thoại ta. Hứa Thuần Lương cười nói, thời gian có thể chữa trị hết thảy. Hồ Ngọc Xuân cười lên ha hả, đúng, không có khảm qua không được. Hứa Thuần Lương đơn giản cùng Hồ Ngọc Xuân nói một lần bọn hắn chủ hoạch kiến lập mới bệnh viện sự tình, tìm Hồ Ngọc Xuân đến, là muốn thông qua quan hệ của hắn, cùng thủ đô khối U sở nghiên cứu thành lập hợp tác, dù sao nhiều treo mấy cái chiêu bài không có xấu chỗ, đối với bệnh nhân tới nói cũng càng có sức thuyết phục. Hứa Thuần Lương đều không có nói ra, Hồ Ngọc Xuân mình liền chủ động nói, ta đây có thể giúp một tay ai? Chúng ta là quốc gia khối U quyền uy cơ cấu, ta có thể giúp bệnh viện các ngươi cùng chúng ta sở nghiên cứu thành lập kỹ thuật hợp tác quan hệ. Đơn giản tới nói, chúng ta sở nghiên cứu có thể tổ chức trong nước nổi danh chuyên gia định kỳ đi bệnh viện các ngươi là mối họa người chẩn đoán điều trị, khai triển khối U liên hiệp hội xem bệnh, khối U chuyên gia phòng khám bệnh những này mới hình thức, nếu như điều kiện cho phép. Hoàn toàn có thể cho các ngươi tân y viện phủ lên thủ đô khối U sở nghiên cứu Đông Châu chẩn đoán điều trị trung tâm bảng hiệu. Hứa Thuần Lương cười nói, Hồ chủ nhiệm, đây chính là người nói. Hồ Ngọc Xuân nói, ta đều không uống rượu, không phải nói rượu nói, huynh đệ chúng ta như thế hợp ý, những sự tình này là ta phạm vi năng lực bên trong, ta đến xử lý. Lúc này Phan Tuấn Phong cùng hắn bạn học cũ thủ đô Đại học Y khoa Phụ viện Não khoa chuyên gia Viên Mộc Sinh cùng đi ra, Viên Mộc Sinh cùng Hồ Ngọc Xuân nhận biết, kinh thành có cái Đông Châu Đồng Hương Hội, hai người bọn họ là đồng hương lại là cùng đi. Đang học nghiên thời điểm liền rất quen thuộc. Hồ Ngọc Xuân cười nói, lão Viên, người đến uống rượu đều không khai hô ta một tiếng. Viên Mộc Sinh vui tươi hớn hở nói, người cái này gọi trước chiếm lĩnh đạo đức cao điểm, quy củ cũ, quăng trứng sau ăn cơm. Hứa Thuần Lương đánh nhau quăng trứng hứng thú không lớn, vừa vặn Trần Thiên Phàm đến, con hàng này làm bài mối nối, Trần Thiên Phàm hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là cho Hứa Thuần Lương cổ động. Hứa Thuần Lương an bài một cái phục vụ viên nấu nước pha trà, làm tốt hậu cần phục vụ công việc. Cái cuối cùng đến chính là Hoàng Công Hiền. Hoàng Công Hiền mới từ Huệ Nhân Đường trong sóng gió phong ba đi ra không lâu, may mắn mà có Hứa Thuần Lương trượng nghĩa tương trợ. Lần này Hứa Thuần Lương hẹn hắn uống rượu, hắn đặc biệt dẫn một dương ngũ lương dịch qua tới. Phan Tuấn Phong nhìn thấy Hứa Thuần Lương đêm nay mời những người bạn này, trong lòng âm thầm cảm thán, đừng xem người ta tuổi trẻ. Nhân mạch phương diện là mình không cách nào nhìn theo bóng lưng, cơm còn không có ăn đâu, Hồ Ngọc Xuân đã đánh nhịp giúp bọn hắn bệnh viện giải quyết cùng thủ đô khối U sở nghiên cứu hợp tác. Mộc Lan tập đoàn, Xích Đạo vốn liếng, cái này từng cái hiển hách danh tự đổi thành đi qua Phan Tuấn Phong nằm mơ cũng không dám cùng người ta liên hệ với nhau, hiện tại Hứa Thuần Lương thế mà từng cái đều đi phát sinh quan hệ. Hậu sinh khảo ý, tương lai đều có thể. Bốn người đánh bài thời điểm, Hứa Thuần Lương bồi tiếp Hoàng Công Hiền uống trà. Vừa vặn thỉnh giáo ngành nghề bên trong sự tình, Hoàng Công Hiền nói cho hắn biết, đừng xem thường quốc gia trọng điểm bảo hộ thuốc đông y nhãn hiệu, hiện tại quốc gia đối trung y thuốc bảo hộ càng ngày càng coi trọng, phân loại cũng càng ngày càng mạnh, có nhằm vào dân tộc nhãn hiệu, so như Đồng Nhân Đường, Cửu Chi Đường, Khánh Dư Đường loại hình, có nhằm vào cụ thể thuốc đông y chủng loại, tỉ như An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, Phiến Tử Hoàng, Bách Bảo Đan loại này đã được xưng là cấp bậc quốc bảo thuốc đông y, hưởng thụ tuyệt mật cấp bảo hộ. Mang ý nghĩa phối phương vĩnh không công bố ra ngoài, cũng là nhất có nhãn hiệu giá trị.
Một khi đạt được quốc gia chứng nhận, liền mang ý nghĩa nhãn hiệu giá trị cấp tốc tăng lên. Hoàng Công Hiền chấp trưởng Huệ Nhân Đường thành công được xếp vào nhóm thứ hai trọng điểm bảo hộ nhãn hiệu, hắn nói cho Hứa Thuần Lương vẫn là phải tranh thủ nhanh chóng gia nhập, có thể hưởng thụ quốc gia không ít phúc lợi chính sách. Hồ Ngọc Xuân cùng Viên Mộc Sinh hai người bài nghiện đều rất lớn, đánh hai ván mới ăn cơm, lúc bắt đầu đã là 7 giờ tối. Trần Thiên Phàm dựa theo lệ cũ là mang rượu tới, bất quá hôm nay hắn mang chính là Mao Đài, chủ yếu là cân nhắc đến có Hứa Thuần Lương đơn vị lãnh đạo, muốn giúp hắn giấy cái mặt mũi, kỳ thật khách sạn bên này cũng chuẩn bị xong rượu, đồng dạng cũng là Mao Đài, còn có rượu đỏ, bia cung cấp khách người lựa chọn. Vừa rồi đánh bài thời điểm Trần Thiên Phàm liền chú ý bệnh truyền nhiễm viện muốn kiến thiết mới bệnh viện sự tình, vài chén rượu hạ đỗ, Trần Thiên Phàm chủ động nói, chúng ta Thiên Phàm tập đoàn gần nhất chương mục có không ít tài chính, vẫn luôn tìm không đến cơ hội thích hợp, lúc đầu đều muốn mua quản lý tài sản, Phan Viện, Thuần Lương cùng ta là bạn học cũ lại là hảo huynh đệ, các người kiến thiết bệnh viện nếu như tại phương diện tiền bạc có cần, ta có thể ra một phần lực, nhiều không dám nói, một hai cái ức ta cầm ra được. Trần Thiên Phàm nói câu nói này có rất lớn thành phần là vì Hứa Thuần Lương cổ động, đầu tư trước đó vẫn là phải khảo sát, nếu như hạng mục này không tệ, hắn khẳng định sẽ ném, coi như không tốt, hắn chém gió bức giúp Hứa Thuần Lương nâng cái trận cũng không có gì di chứng. Phan Tuấn Phong biết người ta nói đến cũng không phải là rượu nói, Thiên Phàm tập đoàn là đưa ra thị trường công ty, năm roi hồi xuân rượu tại trung lão niên bảo vệ sức khỏe rượu trên thị trường đơn giản đồng đẳng với Mao Đài thương hương hệ địa vị. Phan Tuấn Phong tâm bên trong phi thường cao hứng, nhưng là có Hứa Thuần Lương ở bên người hắn không tiện tỏ thái độ, cười nói, đầu tư chuyện này tất cả đều là Thuần Lương phụ trách, chúng ta mới viện cụ thể đầu tư kiến thiết đều là Thuần Lương đang quản, chỉ cần hắn gật đầu. Ta bên này tuyệt không vấn đề. Hứa Thuần Lương cười nói, có Phan Viện câu nói này, ta liền vung ra cánh tay chính thức làm, lão Trần, người nghĩ đầu tư cũng đừng móc móc lục soát, bệnh viện chúng ta mặc dù trước mắt quy mô không lớn, nhưng một hai cái ước đầu tư bọn ta thật đúng là nhìn không ở trong mắt. Thực không dám giấu giếm, hiện tại Xích Đạo vốn liếng chuẩn bị chủ ném, Mộc Lan tập đoàn bên kia cũng biểu lộ ra đầu tư ý tứ, người ta xuất thủ chí ít 1 tỷ trở lên, Trần ca, thấp hơn 500 triệu người cũng đừng động cái này tâm tư, ngày thường người khác nói ta công khí tư dụng. Viên Mộc Sinh cười nói, tiểu Hứa, người kiểu nói này ngay cả ta đều động tâm, các người tân y viện hai kỳ dự định tổng đầu tư nhiều ít ha. Mặc dù là cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện, nhưng hắn trước nhìn Phan Tuấn Phong một chút, Viên Mộc Sinh cùng Hứa Thuần Lương lần thứ nhất gặp, đối với hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ, một hai cái ức đầu tư đối bệnh viện tới nói cũng không ít, làm sao Hứa Thuần Lương còn chướng mắt. Cái này Trần Thiên Phàm nên không phải hắn mời tới nắm, giúp đỡ hắn thổi như bức a. Cổ phần bệnh viện chuyện đầu tư trong nội viện mấy vị lãnh đạo hy vọng là 15 ức, đây cũng là lằn danh, lớn như vậy miếng đất, thấp hơn 15 cái ức thật xây không nổi. Nhưng là hiện tại nhà đầu tư còn không có ký kết cụ thể hợp cùng, cuối cùng có thể chứng thực nhiều ít còn khó nói, cho nên Phan Tuấn Phong cũng khó trả lời, Hứa Thuần Lương năng lực mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng đến cùng có thể kéo đến bao nhiêu tiền, Phan Tuấn Phong không có yên lòng a. Hứa Thuần Lương nói, tạm định 30 ức đi, không xây cất thì đã, muốn xây liền kiến quốc bên trong hạng nhất bệnh viện. Hồ Ngọc Xuân nói, 30 ức, kia tại trên quốc tế điều kiện cũng được cho nhất lưu. Hoàng Công Hiền nói, mở một nhà tổng hợp bệnh viện hẳn là đủ, bất quá bây giờ bệnh viện đầu tư là càng lúc càng lớn, tới một mức độ nào đó kiểm tra thiết bị tiên tiến tính quyết định y học chẩn bệnh trình độ cao thấp. Hắn chỉ là Tây Y, mặt ngoài tại Tán Dương, kỳ thật đáy lòng đối Tây Y loại này quá độ dựa vào phụ trợ kiểm tra hiện tượng cũng không đồng ý. Hứa Thuần Lương nói, chỉ là thời kỳ thứ nhất đầu tư, chờ bệnh viện kiến thành về sau khẳng định không chỉ số này. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì cùng Mặc Hàm nghiên cứu thảo luận qua, Xích Đạo vốn liếng không thiếu tiền. Phan Tuấn Phong cũng không dám chen vào nói, vị này tiểu lão đệ giống như hẳn là điệu thấp một chút, dù sao đêm nay mời tới những người này đều là xã hội tinh anh, đầu não đều là một cái thi đấu một cái khôn khéo, cái gì là thật cái gì là giả người ta nghe xong liền biết.